Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 24. Rầm rầm rầm. Từng tiếng bạo hưởng liên tiếp truyền ra, Lạc Vân Hải chỉ huy ba đội nhân mã tả xung hữu đột, 36 đạo quang trụ, trong chốc lát liền bị diệt mất 10 đạo, thật là không uy phong. Vây xem mọi người thấy đến cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, riêng là Lạc Vân Thường chờ Lạc gia mọi người, càng là kích động toàn thân run rẩy. Thiếu gia bọn họ rốt cục trưởng thành, ngày sau nhất định sẽ là một vị xuất sắc gia chủ. Chờ 36 đạo quang trụ bị diệt đến một nửa lúc, toàn bộ kết giới rốt cục nhìn không được run rẩy, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ bộ dáng, chỉ là 18 đạo quang trụ, đã khó mà chống đỡ được cái này to lớn trận thức năng lượng. Lạc Vân Hải trong mắt ngưng tụ, tiếng hét lớn nói, rút lui. Sau đó mọi người liền vội gấp chạy đi ra đại trận bên ngoài, chỉ bất quá một số đi đứng chậm, vẫn là trễ một bước. Tại chưa kịp trốn xa trước, đại trận đã là ầm vang nổ tung. Oanh! Năng lượng cường đại trùng kích tứ tán bắn ra, một số người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã là đột ngột cảm giác sau lưng một đạo đại lực xông qua, trong nháy mắt nổ tứ phân ngũ liệt, liền hô gọi cũng không kịp phát một tiếng. Sau một khắc, tanh hôi xương độc đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, có người vừa mới trốn qua cái kia vụ nổ tác động đến, mới thở phào được một hơi, trong lòng may mắn, lại bỗng nhiên bị cuốn vào cái kia đầy trời trong làn khói độc, tại từng tiếng kêu gào bên trong, hóa thành dòng máu. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Sở Khuynh Thành trong lòng kinh hãi, mọi người cẩn thận, đây là Dược Vương Điện Thất Thải Vân La Trưởng. Nói, từ thân chu vi đã là cấp tốc nổi lên một tầng băng xương, Sở Khuynh Thành song trưởng đều xuất hiện, một đạo vô hình hàn băng bức tường ngăn cản đã là ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Nhưng là độc kia xương mù gần trước, cùng cái kia bức tường ngăn cản tiếp xúc, lại là phát ra xì 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 tiếng hủ thực vang, cái kia bức tường ngăn cản cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán lấy, trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Sở Khuynh Thành cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như thế xương độc, cho dù là cái kia độc thủ Dược Vương tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng có như vậy uy lực đi. Cái này nghiêm bán quỷ trời sinh độc thể, quả nhiên danh bất hư truyền, Thất Thải Vân La Trưởng vừa ra, không ai có thể ngăn cản. Bất giác hung hăng khẽ cắn môi, Sở Khuynh Thành không có cách nào, đành phải thoát ra lui trở về, cho nên tại rất nhiều người lại bị độc kia xương mù bao phủ, trong khoảnh khắc hóa thành dòng máu. Lại là không thể làm gì. Ha ha ha, Sở lâu chủ, người tới đúng lúc, ân cứu mạng, cả đời khó quên. Đúng lúc này, cười to một tiếng vang lên, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Sở Khuynh Thành trước mặt. Định thần nhìn lại chính là Long Hành Vân, Tạ Thiên Thương bọn người. Chỉ là giờ này khắc này, bọn họ cả đám chờ đã không đến 10 người, đều là hai đại thế gia nhân viên chủ yếu, phụ thuộc gia tộc đã toàn diệt. Nếu như nói còn có một cái phụ thuộc gia tộc lời nói, vậy liền chỉ còn Tiết gia huynh muội. Bất quá đây cũng là dựa vào Tạ Thiên Dương cùng Trác Phàm mặt mũi, không phải vậy đoán chừng đã sớm bị bọn họ hy sinh. Nhưng là may mắn, tại một khắc cuối cùng, tất cả mọi người sắp bị độc kia xương mù thôn phệ trước, kết giới bỗng nhiên phá vỡ, cho bọn hắn mở ra một con đường sống, sau đó mọi người mới có thể lăng không bay lên, trốn qua xương độc này bao phủ, cùng Sở Khuynh Thành bọn họ tụ hợp. Thủy hình trấn quốc thạch trước, Long Giật Phi, Tạ Khiếu Phong bọn người, nhìn đến chính mình nhi tử bình yên vô sự, bất giác thở dài một hơi. Nhưng lại nhìn độc kia sương mù đầy trời, dòng máu chảy ngang tràng cảnh, cũng là dọa đến trên đầu một trán mồ hôi lạnh ứa ra. Lần này bách gia tranh minh, bởi vì bảy nhà chính thức khai chiến, quả nhiên so trước kia muốn hung ác nhiều. Giới trước tranh đấu, bảy nhà lẫn nhau lưu thể diện, chỉ là phụ thuộc gia tộc đánh nhau chết sống thôi. Thế nhưng là lần này, chẳng những là phụ thuộc các gia tộc liều máu chảy thành sông, liền bảy thế gia đều liều như thế ngươi chết ta sống, thủ hạ không hề nể mặt mũi. Có thể tưởng tượng, nếu không phải Sở Khuynh Thành thời khắc mấu chốt dẫn người cứu viện, kiếm hầu phủ cùng Tiềm Long các công tử thiếu gia, nhưng là tất cả đều muốn chết tại cái kia nghiêm bán quỷ trên tay, hai vị gia chủ cũng nên tuyệt hậu. Vừa nghĩ đến đây, hai đại gia tộc cao tầng liền không cảm giác trong lòng lo sợ, một trận thổn thức. Cái này có thể nói là ngàn năm qua thảm thiết nhất chiến A, chỉ mong bọn họ có thể bình an vượt qua. Dược Vương Điện Điện Chủ, Nghiêm Bá Công nhìn lấy đây hết thảy, dĩ nhiên đã cười nở hoa, còn thỉnh thoảng hướng người khác đắc ý nhướng mày,
phảng phất tại nói, nhìn đến a, đây chính là chúng ta Dược Vương Điện tuyệt học, Thất Thải Vân La Trưởng uy lực. Một người xuất thủ, thiên hạ ta có, vạn quân lao nhanh, cũng không dám gần, nhiều bước đi. Mọi người thật sâu liếc hắn một cái, tuy nhiên khinh thường tại hắn loại tiểu nhân này dáng vẻ đắc chí, nhưng trong lòng cũng kiêng kỵ. Cái này Thất Thải Vân La Trưởng rơi xuống cái này Nghiêm Bán Quỷ trong tay, quả thực cũng là lợi khí giết người. Trước kia mọi người liều mạng cá chết rách lưới đấu trí, còn có thể xông đi vào liều một phen. Nhưng là đối mặt Nghiêm Bán Quỷ xương độc, chỉ cần đánh phải liền sẽ hóa thành dòng máu, lại là liền cùng hắn liều tư cách cũng không có. Đây chính là Lục Long Nhất Phượng bên trong, Vân Sơn Độc Long Nghiêm Bán Quỷ thực lực chân chính a, thực sự thật đáng sợ. Chỉ có Đế Vương Môn từ chối cho ý kiến lắc đầu, tựa hồ hoàn toàn không đem cái này Thất Thải Vân La Trưởng nhìn ở trong mắt. Một phương diện khác, Sở Khuynh Thành bọn người bị độc kia sương mù làm cho sau một lúc lui, sương độc tràn ngập tứ phương, cây cối hoa cỏ dính vào, cấp tốc hóa thành bột mịn, cho dù là tảng đá, cũng chạy không thoát bị ăn mòn thành nước chua vận mệnh. Một số đi đứng chậm tu giả, vừa không cẩn thận liền sẽ bị độc kia sương mù thôn phệ, từng trận kêu gào không ngừng bên tai. Sở Khuynh Thành nghe được không đành lòng, mì đầu sâu nhăn, cắn răng nói, nhất định phải ngăn cản hắn, bằng không chúng ta người đều muốn bị hắn giết sạch. Long Hành Vân đạm mạc gật đầu, trong mắt tinh quang phun trào, đúng vậy a, tại cái kia thủy hình trận môn trước, thiên vũ bên trong các đại gia tộc đều đang nhìn đây, nếu là ba người chúng ta bị cái này Nghiêm Bán Quỷ một người đánh cho chật vật như thế, chẳng phải quá mất mặt. Hai vị, ta có nhất pháp có thể thử. Chỉ là muốn ba người hợp lực mới có thể, mà lại mạo hiểm cũng khá lớn, không biết hai vị có dám. Liếc nhìn nhau, Sở Khuynh Thành cùng Tạ Thiên Thương cùng nhau gật đầu, nói. Khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu cười khẽ, Long Hành Vân tại hai người mà thôi trước thì thầm vài câu, hai người liền trong mắt tinh quang lóe lên, mãnh liệt gật đầu một cái. Sau một khắc, ba người đối mặt cái kia khủng bố xương độc, không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên xông lên phía trước. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người giật nảy cả mình, rung động trong lòng không hiểu. Bọn họ là muốn tìm chết sao? Liền xem như Lục Long Nhất Phượng, đối mặt xương độc này cũng là dính lấy thì chết, đụng thì vong a. Thế mà, làm cho tất cả mọi người kinh dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy ba người vọt tới trước, Tạ Thiên Thương bỗng nhiên xông vào trước nhất, sau đó một kiếm vung ra. Nhưng gặp một vệt kim quang chiếu sáng rạng rỡ, khí trùng châu đấu. Trong nháy mắt liền đã đi vào xương độc trước đó, lại là không có không đình trệ trong nháy mắt xuyên qua. Nhất thời liền đem xương độc đánh sơ xác hướng bốn phía, bỗng nhiên bắn ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Ba người cùng nhau xông vào đạo nội, bất quá đúng lúc này, độc kia xương mù lại bắt đầu hồi tụ, mắt thấy muốn đem ba người thôn phệ bên trong. Đúng lúc này, Sở Khuynh Thành lại là hàn mang lấp lóe, hai tay vung lên, liền ở chung quanh ngưng kết ra một đạo tường băng. Đem tất cả xương độc đều là cản ở bên ngoài. Thế nhưng là cái kia ăn mòn thanh âm vang vọng bên tai, nhưng cũng cho thấy, đạo này tường băng cản không bao nhiêu thời điểm. Bất quá, bọn họ cũng chỉ cần một sát na này công phu cũng liền đầy đủ. Ngay sau đó, sớm đã tụ lực rất lâu Long Hành Vân Nhất Trưởng đánh ra, nhất thời một cái hình rồng kình khí bay ra, thoáng chốc liền lại mở ra một cái thông đạo đến, ba người tiếp tục tiến lên. Mà phía sau tường băng đã ăn mòn hầu như không còn, đường lui dần dần bị chắn. Nhưng là bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn dám như thế đến, liền không có nghĩ đến tìm đường lui. Kết quả là, cứ như vậy Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân mở đường, Sở Khuynh Thành giúp ba người ngăn cản khí độc hấp lại, rất nhanh liền vào tới vị trí trung tâm nhất, khí độc ngọn nguồn. Làm Tạ Thiên Thương lại một đạo kiếm khí bắn ra về sau, đã phá vỡ sương mù dày đặc. Lộ ra Nghiêm Bán Quỷ đã là thổ huyết không ngừng bóng người. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Nghiêm Bán Quỷ giận nảy cả mình. Giờ này khắc này, hắn bởi vì phát động Thất Thải Vân La Trưởng, sớm đã độc nhập tạng phủ, trọng thương tại thân, nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này lại bị ba người liên thủ phá giải xương độc. Hiện tại hắn, cho dù đơn đả độc đấu cũng không phải ba người đối thủ, lại ở đâu là ba người liên thủ chi địch. Dưới tình thế cấp bách, Nghiêm Bán Quỷ vừa định chạy trốn, Long Hành Vân lại ánh mắt sáng lên, lúc này một cái lắc mình chui vào hắn bên người. Hắc hắc hắc, đây chính là ngàn năm một thuở máy hội sở gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, công lao này, lão tử lĩnh.
nhếch miệng tà cười một tiếng, Long Hành Vân nhất trưởng đánh ra. Oanh! Không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng, Nghiêm Bán Quỷ lúc này bị nhất trưởng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, đã là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Mà cũng liền tại hắn bị đánh bay trong tích tắc, bốn phía xương độc cũng cấp tốc tiêu tán ra. Ba người chậm rãi hướng về phía trước, đem suy yếu Nghiêm Bán Quỷ vây vào giữa, liếc nhìn nhau, nhưng đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Thủy Hình Trấn Quốc Thạch trước, Dược Phương Điện Nghiêm Bá Công gặp, bất giác mắng to lên tiếng, bị ổi, lấy ba địch một, đồ vô sỉ. Nghe được lời này, mọi người ào ào ghé mắt khinh bỉ liếc hắn một cái. Đây vốn chính là gia tộc chiến, lấy ba địch một lại thế nào? Lúc trước Nghiêm Bán Quỷ mang theo 10.000 người phục kích bọn họ mấy ngàn người, người tại sao không nói? Tựa hồ cũng cảm thấy mình đuối lý, Nghiêm Bá Công đỏ một chút mặt, liền không nói lời nào. Mỗ Mỗ cùng Long Giật Phi bọn người vui vẻ ra mặt, một trận hưng phấn, nhưng nhìn đến đế vương môn một đoàn người vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào giống như là bại trận bộ dáng, lại là bất giác lại ngưng trọng lên. Đám người này, đến tột cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Lúc đang nghi hoặc ở giữa, Sở Khuynh Thành thanh âm phẫn nộ truyền vào tất cả mọi người trong tai. Nghiêm Bán Quỷ, người một chiêu khiến như vậy sinh linh đổ thán, xem mạng người như cỏ rác, quả thật nên chết. Sở Khuynh Thành nhìn dưới mặt đất một mảnh máu chảy thành sông bộ dáng, biết tối thiểu ngàn vạn người chết bởi cái này trong làn khói độc, bất giác chỉ trên mặt đất suy yếu Nghiêm Bán Quỷ nổi giận mắng. Long Hành Vân lại là khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến cười nói, ha ha ha. Sở lâu chủ không nên tức giận, bây giờ có thể cầm xuống cái này Dược Vương Điện Nghiêm Bán Quỷ, cái kia mấy ngàn người hy sinh cũng đáng. Mà lại chết đại đa số, 10.000 chi chúng, còn là hắn Nghiêm lão quỷ chính mình mang đến nhân mã. Như thế tính toán dưới, trận đại chiến này chúng ta không lỗ a, ha ha ha. Long Hành Vân cười to lên. Sở Khuynh Thành chờ một đám nữ tử lại là thầm hừ một tiếng, không để ý tới. Chẳng lẽ nói một trận đại chiến xuống tới, chỉ muốn đối phương so với chính mình người bị chết nhiều thì không lỗ sao? Thế nhưng là những cái kia chết người lại như thế nào? Nam nhân đều như thế lãnh huyết sao? Có điều các nàng cũng chỉ có thể trong lòng bi thương, lại là bất đắc dĩ, bởi vì đây chính là tàn khốc chiến tranh. Ha ha ha, các ngươi không lỗ. Chúng ta cũng không lộ a. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ truyền ra, tiếp lấy chính là một đạo trong tiếng nổ, Tạ Thiên Dương miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Mà tại hắn vừa mới chỗ vị trí, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một bóng người, định thần nhìn lại, lại chính là U Minh Cốc U Vũ Sơn không thể nghi ngờ. Đại công tử có mệnh, muốn để cô bé này bị chết muốn nhiều thảm, có nhiều thảm. Ta một mực không biết nên như thế nào cho nàng cái thảm pháp, bất quá bây giờ. Ta tốt như nghĩ đến. Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong, U Vũ Sơn quay đầu nhìn về phía một bên đã thất kinh Tiết Ngưng Hương, tại nàng cái kia kinh khủng ánh mắt bên trong, một phát bắt được nàng vị trí hiểm yếu, giơ lên cao cao, tiểu cô nương, ngươi thật là có mặt mũi, để cho chúng ta hy sinh nhiều người như vậy, chỉ vì đem ngươi thống khổ nhất một mặt, đưa cho người kia tỉ mỉ thấy rõ ràng, ha ha ha. Ngưng Nhi. Tiết Cương cùng Tiết Lâm nhị huynh đệ không khỏi hô to một tiếng, cũng mặc kệ bọn hắn đối mặt là như thế nào không thể địch tồn tại, cùng nhau quên mình xông đi lên. Thế nhưng là U Vũ Sơn lại ngay cả xem bọn hắn liếc một chút đều không có, tiện tay vung lên, một đạo cương phong liền đột nhiên đem hai người đánh bay ra ngoài. Còn trên không trung, bọn họ liền đã cùng một chỗ miệng phun máu tươi, vô lực ngã xuống, rốt cuộc không đứng dậy được. Chỉ là nhìn về phía Tiết Ngưng Hương phương hướng. Một trận lo lắng. Tiết Ngưng Hương quính lên, nhìn về phía hai vị huynh trưởng, cả kinh kêu lên, đại ca, nhị ca. Ha ha ha, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, bổn công tử đối với giết chết loại này loài bò sát nhỏ cũng không có nửa phần hứng thú. Bất giác suy cười một tiếng, U Vũ Sơn cười tà nhìn về phía trong tay người ngọc. Hiu, đột nhiên, một đạo kiếm quang xẹt qua, chẳng biết lúc nào. Tạ Thiên Dương đã là lần nữa bỏ người lên, một kiếm hướng hắn vị trí hiểm yếu đâm tới, không linh cửu thức, tịnh không thức. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều dường như đứng im một dạng, thậm chí liền U Vũ Sơn hô hấp đều biến đến cực kỳ chậm chạp, chỉ có cái kia một đạo sáng chói kiếm quang tại lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn vị trí hiểm yếu tiến dần lên.
Thế nhưng là hắn lại không chút nào bối rối, chỉ là tùy ý nhẹ giơ lên một tay, duỗi ra hai ngón tay liền dễ dàng đem cái kia đạo hàn mang kẹp tại trong tay. Tạ Thiên Dương lợi kiếm còn muốn lại tiến về phía trước, đã là tuyệt đối không thể. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Tạ Thiên Dương còn không kịp phản ứng tới, U Vũ Sơn cái kia khinh thường cười lạnh đã là truyền vào hắn bên tai, hừ, cái này không linh cửu thức nếu là từ ngươi đại ca sử xuất, bổn công tử còn kiêng kỵ ba phần, bất quá ngươi lời nói, ha ha ha. Vẫn là quên đi. Vừa dứt lời, U Vũ Sơn thân thể bỗng nhiên lắc một cái, liền đụng một tiếng, bỗng nhiên đem Tạ Thiên Dương cả người mang kiếm cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Chờ lúc rơi xuống đất, đã là một ngụm máu tươi nhìn không được mãnh liệt bắn ra, thân thể trong nháy mắt không còn khí lực, chỉ có thể không cam lòng nhìn lấy U Vũ Sơn cái kia tà ác bàn tay, nắm thật chặt ngưng nhi trắng nõn cái cổ, càng ngày càng gấp, lại là bất lực. Sở Khuynh Thành, Tạ Thiên Thương bọn người gặp, cần vọt tới trước, U Vũ Sơn lại là mi đầu ngưng tụ, bỗng nhiên đem thiết ngưng hương thân thể đặt tới mọi người trước người, quát to, đừng tới đây, nếu không cô nương này vài phút mất mạng. Thân thể bất giác trì trệ, ba người vọt tới trước thân hình nhất thời ngừng lại. Lẫn nhau nhìn một chút, đều là cẩn thận từng ly từng tí dừng bước lại, đầy mặt ngưng trọng. Tuy nói tiểu cô nương này chỉ là cái nhị lưu thế gia tiểu thư, cùng khắc phụ thuộc gia tộc đệ tử không có gì sai biệt. Thế nhưng là thân phận nàng lại cực kỳ đặc thù, cùng kiếm hầu phủ Tạ Thiên Dương cùng trùng thiên ma long Trác Phàm đều có rất thâm giao tình. Coi như không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Bọn họ cũng tuyệt không thể để nữ tử này bởi vì bọn họ mà chết. Nếu không lời nói, bọn họ như thế nào lại bị cái này U Vũ Sơn áp chế? Đồng dạng minh bạch bên trong đạo lý, U Vũ Sơn nhìn lấy ba người phẫn hận ánh mắt, bất giác tà cười ra tiếng, ba vị đều là các đại thế gia đệ tử đắc ý, nghĩ không ra hôm nay lại vì một cái gia tộc nhị lưu tiểu thư sợ đầu sợ đuôi, ngược lại là thật rất khó được a, ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. U Vũ Sơn ngược lại nhìn về phía trong tay một mặt bất khuất thiết ngưng hương, khiêu mi nói, nhìn đến a, tiểu cô nương, người trong mắt bọn hắn trọng yếu bực nào. Mà cái địa vị này, là cái kia nam nhân cho ngươi, đồng thời cũng là cái kia nam nhân hại ngươi. Nếu không phải là hắn, chúng ta như thế nào lại đem mục tiêu khóa chặt tại ngươi như thế một cái tiểu cô nương trên thân. Mi đầu bất giác nhất động, thiết ngưng hương hung hăng khẽ cắn môi, cũng đã biết trong miệng hắn người là ai. Cách đó không xa Sở Khuynh Thành cùng Tạ Thiên Thương bọn người, cũng đồng dạng minh bạch hết thảy. Nguyên lai cái này tất cả mai phục kế hoạch, đều là nhằm vào Trác Phàm mà đến. Nếu thật sự là như thế lời nói, Tiết Ngưng Hương tại Trác Phàm trong lòng địa vị chỉ sợ không thể coi thường, cho nên tại làm cho đối phương không tiếp thể diện, hướng một cái yếu đuối thiếu nữ xuất thủ, khả năng cũng là dùng cái này đến áp chế Trác Phàm đi. Như vậy như thế tới nói. Bọn họ thì càng không thể tùy ý xuất thủ, để tránh làm bị thương Tiết Ngưng Hương tánh mạng, về sau không có cách nào hướng Trác Phàm bàn giao. Trong lúc nhất thời, ba người liếc nhìn nhau, đều là âm thầm gật đầu, bí mật tìm kiếm lấy đối phương sơ hở. Bất quá, U Vũ Sơn đều là lục long nhất phượng một trong, lại có thể dễ dàng như vậy bị ba người bọn họ bắt lấy lỗ thủng, đem người cứu ra. Kết quả là, bốn người nhất thời rằng co xuống tới, ai cũng không làm gì được ai. Thủy hình trấn quốc thạch trước, tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, cũng bất giác sững sờ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, một cái chỉ là gia tộc nhị lưu tiểu thư, cư nhiên trở thành áp chế Sở Khuynh Thành cùng Trác Phàm bọn họ tay cầm. Lạc Vân Thường song quyền nắm chặt, đã là đầy tay tâm mồ hôi, trên mặt khẩn trương. Thực nàng sớm đã ý thức được Trác Phàm đối ngưng nhi chi tâm, so với hắn bất luận kẻ nào đều phải thân cận, bất luận là nàng vẫn là Sở Khuynh Thành. Cũng không sánh nổi cái này hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu, trong lòng hắn vị trí. Chỉ bất quá, tại Trác Phàm không có ý thức đến trước, nàng lại không có vạch trần. Chỉ vì nàng thật sự là quá lo lắng, thậm chí là sợ hãi, Trác Phàm minh bạch chính mình tâm chỗ thuộc về sau, hội rời xa nàng mà đi. Cho nên tại Bách Gia Tranh Minh trước đó, Trác Phàm một trận tâm tư phiền muộn, thậm chí thường thường vô duyên vô cớ nổi trận lôi đình, đều là tìm không thấy mấu chốt. Còn cho là mình tâm cảnh bất ổn gây nên. Chỉ có Lạc Vân Thường sớm đã rõ ràng, hắn đây chính là ghen ghét ngưng nhi cùng Tạ Thiên Dương sớm chiều ở chung thời gian. Chỉ là Trác Phàm cả đời chui tại tu hành chi đạo, cảm tình một chuyện cơ hồ đều là trống không,
cho nên chính mình cũng hoàn toàn không biết nội tâm phiền muộn nguyên do, ngược lại đem chính mình bước đến tuyệt tình tuyệt nghĩa cực đoan. Cứ như vậy, tuy nói để hắn tâm cảnh được đến nhất thời bình tĩnh, nhưng lại giống như giang hà tràn lan, đắp bờ ngăn nước đồng dạng, chỉ là đem cái kia vô tận thương tư vùi lấp đáy lòng thôi. Một khi phá đê mà ra, cái kia đạo dòng nước lũ đem về bao phủ tất cả mọi thứ. Dường như đã thấy tương lai Trác Phàm cái kia thống khổ kêu rên khuôn mặt, Lạc Vân Thường trong mắt đã là ngấn lệ chớp động, nhìn lấy trận môn trong tấm hình, bị chăm chú bóp lấy thiết ngưng hương, cũng là trong lòng khẩn trương, âm thầm cầu nguyện. Ngưng nhi, ngươi ngàn vạn không thể có việc, không phải vậy Trác Phàm nhất định sẽ điên. Mà tại cái này trong mọi người, chính thức quan tâm tiết ngưng hương an nguy, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân nàng cùng gia gia. Nhìn lấy chính mình nữ nhi cháu gái, bị Lục Long Nhất Phượng bên trong U Vũ Sơn chăm chú bóp cổ, tựa hồ một ý niệm liền sẽ tắt khí đồng dạng, lại là gấp tâm đều nhanh nát. Bọn họ ngưng nhi luôn luôn tâm địa thiện lương, thiện chí giúp người, nhưng vì sao sẽ gặp như thế vận rủi. Gia Cát Trường Phong mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong mắt tinh quang chớp động, quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Thường nói, Lãnh tiên sinh, đây chính là ngài tìm tới, tiểu gia hỏa kia chỗ chí mạng sao? Ha ha ha, thừa tướng đại nhân có chỗ không biết, theo tại hạ nhiều ngày quan sát, tiểu nha đầu này chính là cái kia Trác Phàm trong lòng lớn nhất khúc mắc, có lẽ liền chính hắn đều không có ý thức được đâu. Lãnh Vô Thường khẽ gật đầu, nhạt cười ra tiếng. Gia Cát Trường Phong lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, há, đã liền chính hắn đều thật không minh bạch. Cái kia Lãnh tiên sinh là như thế nào bắt được đâu. Ha ha ha, cái này ngược lại là đơn giản, người khắp nơi hội vô ý thức đem chính mình khát vọng biểu hiện ra ngoài. Làm cái kia Trác Phàm lần thứ nhất xuất hiện tại Vân Long Thành lúc, là cùng chúng ta đại công tử giao thủ thời điểm. Một khắc này, hắn cứu hai tên nữ tử, bên trong một tên là Lạc nhà tiểu thư, một tên khác cũng là cái này Tiết gia nha đầu. Há, chỉ bằng cái này có thể kết luận, lông mày nhíu lại. Gia Cát Trường Phong cười nhạt nói. Chậm rãi lắc đầu, Lãnh Vô Thường một mặt tốt sắc, cái này đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, chỉ bất quá tại hắn cứu hai nữ trong tích tắc, hắn ánh mắt lại là rất tự nhiên nhìn về phía cái này Tiết gia nha đầu. Thử hỏi, liền tiểu thư nhà mình an nguy đều không để ý, đầu tiên đi quan tâm khác một nữ tử, đây là cái gì dạng tình cảm? Mặt khác, tại diễn võ trường lên, Trác Phàm lần thứ nhất thu được thắng lợi, hăng hái thời điểm. Hắn trước hết đi tìm người là ai? Ha ha ha, một người nam nhân muốn đem nhất chính mình oai hùng anh phát một mặt, chia sẻ cho, không phải cái gì quang chủ giao ngọn bạn thân thiết, mà là mình nữ nhân yêu mến. Có lẽ, cái này tất cả mọi thứ đều là vô ý thức hành động, bất quá nhưng cũng có thể nhất phản ứng hắn nội tâm sở hướng. Thật sâu liếc hắn một cái, Gia Cát Trường Phong không sai gật đầu, Lãnh tiên sinh thật sự là có lòng. Thế mà chỉ dựa vào hai chi tiết liền có thể thăm dò đến tiểu gia hỏa kia ở sâu trong nội tâm, cho dù là lão phu cũng không thể không viết cái chữ phục a. Há, không dám không dám, thừa tướng đại nhân tài trí vô song, tại hạ sao dám so sánh. Chí ít, tại hạ thì xưa nay không biết rõ thừa tướng đại nhân suy nghĩ trong lòng sự tình, nửa phần đều đoán không được a. Lãnh Vô Thường hơi khom người một cái, nhìn như khiêm cung. Nhưng là ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Trường Phong lúc, trong mắt lại là tinh quang rạng rỡ, tựa hồ có khiêu khích ý vị. Trong mắt lóe lên một đạo không hiểu ánh sáng, Gia Cát Trường Phong cười to lên, ha ha ha. Lãnh tiên sinh cũng đối lão phu có hứng thú sao? Vậy có phải hay không nói, người mục tiêu kế tiếp cũng là lão phu? Đâu có, tại thừa tướng đại nhân trước mặt, tại hạ lại sao dám lỗ máng? Lãnh Vô Thường lắc đầu, lạnh nhạt lên tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái, Gia Cát Trường Phong cười lạnh, liền không còn đi để ý tới, chỉ là thản nhiên nói, chờ Lãnh tiên sinh đem con khỉ nhỏ này từ bắt về sau, lão phu cũng không ngại bồi các hạ chơi đùa. Mi đầu nhìn không được run run, Lãnh Vô Thường râu dài khẽ nhúc nhích, trong mắt lại là ít có phát lên một cỗ chiến ý. Thiên Vũ Tam Đại Chí Tinh, hắn một mực xếp tại Gia Cát Trường Phong về sau, bây giờ có cơ hội đọ sức, tuy nhiên tâm lý không chắc. Nhưng lại để hắn ngăn không được hưng phấn. Thiên hạ đệ nhất tên, là mỗi cái có thực lực nam nhân đều sẽ liều mạng tranh thủ, càng không nói đến là hắn thần toán tử. Một phương diện khác, U Vũ Sơn gặp Sở Khuynh Thành ba người cũng không dám lộn xộn nữa, không khỏi ngược lại vừa nhìn về phía trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ Tiết Ngưng Hương,
cười tà nói, tiểu nha đầu, vốn là cái kia lão độc quỷ là muốn đem ngươi hóa thành dòng máu, cho tiểu tử kia nhìn. Bất quá ta ngược lại là cho rằng, cái này còn không quá có thể kéo cửu hận, cho nên ta nghĩ đến một cái cảng ý kiến hay. Nằm mơ, chắc đại ca nhất định sẽ tới cứu ta. Tiết Ngưng Hương ngoan cường lúc lắc thân thể, mắng to lên tiếng, nhưng là trong tay lại là không tự chủ sờ lên cái viên kia lôi linh giới. Bởi vì nàng biết, mỗi khi lôi linh giới lập lòe thời điểm, Trác Phàm nhất định sẽ từ trên trời giáng xuống, đi vào bên người nàng, cứu nàng ra trong nguy cơ. Trác đại ca, trong lòng mặc niệm lấy ba chữ này, Tiết Ngưng Hương đáy lòng một mực tin chắc, nàng tưởng tượng ra được anh hùng đồng thoại. Tạ Thiên Dương cắn răng, muốn bỏ qua đi cứu phía dưới tâm trung sợ ái, lại là không có bỏ mấy bước, lại vô lực sụi lơ xuống tới, chỉ có cặp kia khát máu song đồng, chăm chú nhìn U Vũ Sơn không thả, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Cười nhẹ lắc lắc đầu, U Vũ Sơn không để ý đến chung quanh hết thảy, chỉ là trào phúng mà nhìn xem nàng, tiểu cô nương, trong lòng ngươi người kia sẽ không tới, ngay tại các ngươi bị chúng ta mai phục thời điểm, hắn đã đi tìm Hoàng Phủ Thanh Thiên tranh đoạt quả thứ tư giật thần đan. Ha ha ha, đúng, ngươi hẳn là muốn trở thành chúng ta U Minh Cốc lô đỉnh người đi. Như vậy, tuy nhiên trễ mấy năm, nhưng bây giờ vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận chính mình vận mệnh đi. Vừa dứt lời, U Vũ Sơn đột nhiên trong mắt ngưng tụ, một bàn tay đột nhiên chộp vào nàng trên đỉnh đầu, cuồn cuộn dòng khí màu xám, nương theo lấy từng trận quát kêu thét lên, tiêu tán mà ra. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bất giác la lên thất thanh, U Minh quỷ thủ. Hắn muốn đoạt Ngưng Nhi tinh phách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngưng Nhi. Tạ Thiên Dương trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhịn không được khàn cả giọng địa cuồng giống lên tiếng, muốn tiến đến cứu trợ, lại là nửa phần khí lực cũng cầm lên không nổi. Tinh phách chính là linh hồn chi nền, vạn vật tinh hoa. Sinh mệnh sở dĩ có tinh phách, mới có thể ngưng tụ thần thức, linh hồn không rời. Nếu là tinh phách bị đoạt, cái kia cho dù thân thể trường tồn, linh hồn cũng sẽ khó có thể ngưng tụ, vài phút tán loạn biến mất. Sở Khuynh Thành bọn người gặp này, không khỏi kinh hãi. Nguyên lai cái này U Vũ Sơn cũng không phải là muốn cầm Ngưng Nhi áp chế Trác Phàm, mà chính là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Sau đó ào ào xuất thủ, muốn ngăn cản. Thế nhưng là, đã không kịp. U Vũ Sơn một mặt vẻ dữ tợn, trong tay hôi khí dập dờn. Một cái tay tại Tiết Ngưng Hương đỉnh đầu ngay phía trên vị trí, từng bước một hướng lên nâng lên, giống như đang ăn uống thứ gì. Tiết Ngưng Hương thì là sắc mặt càng ngày càng u ám, tràn đầy vẻ thống khổ, chỉ là trong miệng nàng, còn đang thì thào lấy mấy chữ Trác. Trác đại ca, cứu ta. Ông. Đột nhiên, một trận vô hình ba động phát ra, Tiết Ngưng Hương đỉnh đầu đột nhiên lóe qua một đạo chói ánh mắt mang. Đón lấy. Một cái tản ra tinh khiết năng lượng vô hình tinh thể liền từ đỉnh đầu nàng đỉnh đầu hút ra tới. Mà cũng ngay một khắc này, Tiết Ngưng Hương trong mắt ánh sáng tản ra, triệt để mất đi lực khí toàn thân, thậm chí ngay cả bình thường linh động phong thái cũng không thấy, vô lực ngã xuống. Trong mắt bất giác ngưng tụ, U Vũ Sơn trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ hưng phấn, nhìn về phía cái kia đạo tia sáng chói mắt, thậm chí đều có chút mê say đồng dạng, thật là tinh khiết tinh phách. Thật sự là ngàn năm khó được a. Lúc trước để tiểu nha đầu này trốn, thật đúng là một tổn thất lớn, may mắn hiện tại cái gì đều bù lại. Nói như thế, U Vũ Sơn trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một đỉnh lớn chừng bàn tay lư hương, mở cái nắp, nhất thời liền đem cái kia tinh phách thu vào đi. U Vũ Sơn, đem Ngưng Nhi tinh phách trả về. Đột nhiên, một tiếng yêu kiều vang lên, Sở Khuynh Thành bỗng nhiên bay về phía hắn, nhất trưởng đánh ra. U Vũ Sơn không sợ chút nào, nhất trưởng phản ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, hai người song trưởng tương giao, lại là mỗi người lui trở về, tương xứng. Sở Khuynh Thành liền lùi lại năm bước, mới dừng thân hình. U Vũ Sơn lại là mượn lui trở về chi lực, hướng về sau thẳng bay ra ngoài, cười to lên, ha ha ha. Tiểu nha đầu này không có tinh phách, linh hồn còn có thể chống đỡ mấy ngày. Liền để tiểu tử kia cùng với nàng đến cái lâm chung cáo biệt đi. Bất quá các ngươi cho ta truyền một lời, hắn muốn báo thù, đến đất hình trận môn đến đây, chúng ta chờ hắn. Sở Khuynh Thành khẽ cắn môi, hận hận nhìn lấy U Vũ Sơn bay đi bóng người, lại là rốt cuộc đuổi không kịp. Nhưng là, đúng vào lúc này,
hai đạo quang mang lại là đột nhiên tại trước người hắn xuất hiện, lại chính là Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân hai người, sớm đã chặn tại hắn đường lui lên. U Vũ Sơn, tại lão tử trước mặt giết người, người còn chưa xứng. Tạ Thiên Thương sắc mặt giận dữ, một kiếm bay ra. Nhưng gặp kim quang sáng chói, kiếm khí lăng thiên, thẳng hướng hắn mặt chém bay đi. Long Hành Vân cũng là tà cười một tiếng, nhất trưởng đẩy ra, hắc hắc hắc. Đã đến, còn muốn trở về, người nhà cũng lưu lại cho ta đi. Oanh! Sóng biển ngập trời giống như kiếm thế cùng trưởng lực nhào tới trước mặt, U Vũ Sơn bất giác hoảng hốt. Hai người này đều là cùng hắn nổi danh Lục Long Nhất Phượng, lấy một địch hai, hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có hơi vung tay, đem chính mình linh sủng ném ra, ngăn lại hai người kia công kích, chính mình trốn bán sống bán chết, liền cái này cấp 5 linh thú cũng không muốn. Đụng chút, cấp 5 linh thú, Xí Diễm Phi Ưng vừa mới được thả ra, còn không có rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền liên tiếp bị đánh hai lần. Tuy nhiên đối mặt hai cái này thiên huyền cường giả nhất kích, chính mình không có tạo thành bao lớn thương thế, nhưng là cũng đau đến CKIT. T oa gọi bảy, lại quay đầu xem xét, bất giác nhất thời mắt trợn tròn. A, chủ nhân đây, đem nó phóng xuất, chính mình chuồn mất không thấy. Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân gặp này, cũng không thấy khí trệ, cái này nha cũng quá vô sỉ, thế mà dùng một cái cấp 5 linh thú cho mình ngăn đường lui, thực sự vô tình vô nghĩa. Bất quá, đã ngươi muốn hy sinh, chúng ta không cho ngươi hy sinh một chút, có phải hay không càng vô tình vô nghĩa? Nghĩ như vậy, Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân hai người liếc nhìn nhau, lại đều là cười lạnh thành tiếng. Sau đó đồng dạng một người hơi vung tay, đem chính mình linh sủng phóng xuất ra. Chỉ một thoáng, hai vị thiên huyền cường giả thêm hai chỉ cấp 5 linh thú, đem U Vũ Sơn một cái linh sủng vây vào giữa, không chút nào cho sinh lộ, hoàn toàn là muốn tiêu diệt tiết tấu. Nhìn thấy cái này, cái kia Xí Diễm Phi Ưng đều nhanh muốn khóc lên. Cái này nha đến cùng là chuyện gì xảy ra a, ai có thể giải thích cho ta một chút? Vì cái gì ta vừa ra tới, thì đối mặt loại này tử cục? Thế nhưng là, không có người hội trả lời nó trong lòng nghi hoặc, chung quanh hai người hai thú, chỉ là cười lạnh đưa nó vây vào giữa, làm vì lần này chiến lợi phẩm, một trận hành hung, thẳng đưa nó đánh cho kêu trời trách đất, ngoan ngoãn về sau, lại biến thành của mình. Đào tẩu U Vũ Sơn, một mặt trong mắt chứa lệ nóng. Một mặt ai thán lắc đầu. Ai, xin lỗi, ông bạn già, vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể hy sinh ngươi. U huynh, chờ chút. Đột nhiên, một tiếng nôn nóng quát ghé vào lỗ tai hắn vang lên. U Vũ Sơn khẽ giật mình, đã thấy chẳng biết lúc nào, Nghiêm Bán Quỷ đã là đi vào bên cạnh hắn. Lão độc quỷ, ngươi làm sao trốn tới? U Vũ Sơn sững sờ, nghi ngờ nói. Bất giác khẽ cười một tiếng. Nghiêm Bán Quỷ may mắn nói, cái này còn may mà ngươi đem bọn hắn chú ý lực đều dẫn dắt rời đi, ta thừa cơ phục một viên thuốc liền chuồn mất. Ách, đã ngươi đã khôi phục một chút, sớm biết như thế, vừa mới ta cũng không cần đem ta cái kia linh sủng cho bỏ rơi. Đúng, vừa mới ngươi vì cái gì không thả linh sủng tới cứu ta. Nghe được lời này, Nghiêm Bán Quỷ khinh thường bĩu môi, đến a, lão tử bản thân bị trọng thương, bên kia ba người ba thú. Mình bên này chỉ có thể coi là một người hai thú. Coi như lão tử thả ra linh sủng, cũng bất quá nhiều bồi đi vào một cái cấp 5 linh thú mà thôi, vẫn là hy sinh ngươi một con linh thú tốt. Bất giác khí tức trì trệ, U Vũ Sơn gương mặt nhịn không được hung ác run rẩy, trong lòng thầm mắng. Mẹ, lần này là hai người nhiệm vụ, thế nhưng là hắn hy sinh nhiều nhất a, thật sự là bồi đại. Mà Nghiêm Bán Quỷ tuy nhiên có thương tích trong người. Nhưng là lúc này lại là một trận xuân phong đắc ý, chuẩn bị lĩnh thưởng đi. Thấy một lần cảnh này, U Vũ Sơn càng là nhìn không được âm thầm tức giận. Một phương diện khác, Long Hành Vân bọn họ đem cái kia Xí Diễm Phi Ưng đánh cho hấp hối về sau, cuối cùng thu nhập giới chỉ, sau đó lại tới xem Tạ Thiên Dương bọn người thương thế. Sở Khuynh Thành chờ chúng nữ, đi vào Tiết Ngưng Hương bên người, đem nàng đỡ dậy, đã thấy nàng đã xong đồng tan giã. Sinh mệnh lực đang không ngừng giảm xuống, lại là nhịn không được trong lòng bi thương. Chậm rãi duỗi lên một cái tay đến, Sở Khuynh Thành trong mắt ngậm lấy lệ quang, trên tay lại là nguyên lực ba động dị thường. Đồng Hiểu Huyền gặp, không khỏi kinh hãi, Sở lâu chủ, người muốn làm gì?
Ngưng Nhi cô nương tinh phách bị đoạt, thần hồn tan rã, linh hồn đem về dần dần rời rạc bên ngoài cơ thể, loại kia đau đớn, giống như kéo tơ kim châm, đau tận xương cốt, mãi đến linh hồn hoàn toàn tán loạn mới thôi. Cùng như thế, không bằng cho nàng một thống khoái. Sở Khuynh Thành trong mắt ngưng tụ, cắn răng nói, trong lòng như máu không đành lòng. Đồng Hiểu Huyền bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tiếp lấy không đành lòng nghiêng đầu đi, hai hàng thanh lệ đã là nhịn không được chảy xuống. Tiết ra mọi người còn có Tạ Thiên Dương, tuy nhiên không có ở Ngưng Nhi bên người, nhưng là nghe được lời này, cũng là tim như bị đao cắt, không đành lòng cúi thấp đầu. Tuy nhiên bọn họ còn muốn cứu Ngưng Nhi, dù là một chút hy vọng cũng tốt, nhưng cũng không muốn nàng lại thụ như thế tra tấn. Chỉ có Lãnh Vô Thường khẽ gật đầu, đạm mạc lên tiếng, kiểu chết này ngược lại là rất không tệ, so cái kia hóa thành dòng máu muốn mạnh hơn. Xem ra cái này U Vũ Sơn, đối kế hoạch này ngược lại là rất dùng tâm a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khẽ gật đầu, một mặt ý cười. Như vậy Ngưng Nhi, ta động thủ, chớ có trách ta. Lại nhìn một chút, Tiết Ngưng Hương hơi thở mong manh trắng xám khuôn mặt, Sở Khuynh Thành nhất trường thẳng tắp đánh xuống, lại là đột nhiên bị một cánh tay ngọc bắt lấy. Sở Khuynh Thành sững sờ, nhìn sang, lại chính gặp cái kia tay ngọc chủ nhân, chính là Tiết Ngưng Hương không thể nghi ngờ. Lúc này nàng đã không có nửa phần khí lực, cho dù là một đôi linh động hai mắt cũng đã ngốc trệ, dường như nhìn không đến bất luận cái gì sự vật, nhưng là nàng vẫn là liều mạng chút sức lực cuối cùng, ngăn lại một trường này, khóe miệng suy yếu nhếch lên một cái réo rắt thảm thiết đường cong, Sở lâu chủ, mời. Lại cho ta một chút thời gian, ta muốn lại nhìn một chút Trác đại ca. Thân thể nhịn không được run run, Sở Khuynh Thành thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cũng đã nghẹn ngào nói không ra lời. Nàng minh bạch linh hồn này tán loạn thống khổ, nhưng dù vậy, Ngưng Nhi vẫn như cũng nguyện ý chịu đựng đây hết thảy, chờ Trác Phàm trở về. Đều là nữ nhân, càng là ưa thích lấy cùng một nam nhân nữ nhân, cái này khiến trong nội tâm nàng nhịn không được đau xót, quay lưng đi. Dường như đã biết nàng đáp ứng, Tiết Ngưng Hương suy yếu cười cười, dùng mấy cái không thể nghe thấy thanh âm nói cảm ơn. Tiếp đó, Tạ Thiên Dương cùng anh em nhà họ Tiết ba người, tại phục liệu thương đan dược về sau, chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, cũng đều có thể bình thường hành động. Sau đó ba người vội vàng đi vào Tiết Ngưng Hương bên người, bồi bạn tả hữu. Nhìn nàng kia trắng xám hai gò má càng ngày càng suy yếu, trong lòng mọi người cũng là một trận cực kỳ bi ai. Tạ Thiên Dương vốn muốn đi đoạt lại Tiết Ngưng Hương tinh phách, cũng là bị Tạ Thiên Thương cưỡng chế ngăn cản. Đơn giản là đối phương có Hoàng Phủ Thanh Thiên tọa chấn, thì coi như bọn họ cùng tiến lên cũng tuyệt không phải đối thủ. Tạ Thiên Thương liền xem như cái võ si, cũng có tự mình hiểu lấy, biết cái gì là không thể đối kháng. Đến mức đến tiếp xuống hành động, bọn họ còn muốn chờ Trác Phàm đến về sau lại thương lượng. Thế nhưng là một ngày, hai ngày đi qua, Trác Phàm vẫn không có bóng người, Tiết Ngưng Hương khí sắc cũng càng ngày càng kém, rất hiển nhiên đã chèo trống không bao lâu. Tạ Thiên Dương tại bên người nàng bồi tiếp, nước mắt liền không có từng đứt đoạn. Thẳng đến ngày thứ ba buổi chiều thời gian, xì 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 nhẹ vang lên đột nhiên vang lên, Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương trên tay lôi linh giới đồng thời phát ra tia sáng chói mắt. Đã ở vào thời khắc hấp hối Tiết Ngưng Hương, nhất thời mở ra hai mắt, khóe miệng nổi lên một tia vui mừng ý cười, thì thào lên tiếng, hắn tới. Oanh! Một đạo lôi mang từ trên trời giáng xuống, Trác Phàm thở hồng hộc rơi vào tất cả mọi người trước mặt, quét mắt nhìn một chút đã không đến ngàn người đội ngũ, trong lòng tối sầm lại. Lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành bọn họ lúc, mới vội vàng nói các ngươi. Các ngươi không có sao chứ? Mọi người sắc mặt một trận ảm đạm, đều là không nói. Trác Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cỗ ẩn ẩn cảm giác bất an cảm giác nhất thời dâng lên. Tạ Thiên Dương hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt thậm chí mang theo khắc cốt ghi tâm hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi. Tới chậm, tới, quá muộn. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm vạn vạn không nghĩ đến Tạ Thiên Dương cùng hắn sinh tử chi giao, hội cũng có ngày dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Nhưng là rất nhanh, hắn liền dường như ý thức được cái gì, bờ môi bất giác run run, thì thào lên tiếng, ngưng. Ngưng Nhi, ra chuyện. Không có lên tiếng, Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, chăm chú nhắm lại song đồng, chỉ là hai má bên cạnh còn giữ cái kia thật sâu nước mắt. Trong lòng bất an càng lúc càng lớn,
Trác Phàm dập khuôn từng bước hướng trước chậm rãi tiến lên, thậm chí liền cặp kia chân cũng bắt đầu phát run. Hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, bởi vì hắn nguyên nhân, Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ vậy mà thật đối Ngưng Nhi cái này cô gái yếu đuối ra tay. Thế nhưng là, làm tất cả mọi người tịch mịch tránh ra thân hình, lộ ra nằm trong đám người hấp hối kiểu thể lúc, Trác Phàm nhưng trong nháy mắt giật mình ở nơi đó, rốt cuộc tiến lên không được bước. Trác đại ca, ngươi trở về sao? Tiết Ngưng Hương lúc này đã cực kỳ suy yếu, thậm chí trong hai con ngươi đã là một mảnh lỗ trống, nhìn không thấy vật. Nhưng là nàng nhưng như cũ nỗ lực lộ ra một bộ không màng danh lợi nụ cười, tựa hồ muốn làm cho tất cả mọi người yên tâm. Nhưng là mọi người lại đều đã minh bạch, nàng trèo trống không bao lâu. Ông! Một trận vô hình ba động phát ra, Trác Phàm khuếch tán ra thần thức lĩnh vực dò xét một phen, lại là bỗng nhiên thân thể chấn động, song đồng nhìn không được co lại, nhất thời cắn chặt răng. Ngưng Nhi tinh phách, Trác Phàm song quyền nắm chặt, thì thào lên tiếng, bao lâu thời gian. Sở Khuynh Thành sắc mặt tối sầm lại, liếc hắn một cái, chán nản nói, ba ngày. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm bất đắc dĩ nhắm lại song đồng, cảm giác trong đôi mắt tựa hồ có một cỗ khó có thể ức chế ấm áp đang chảy, làm sao cũng ngăn không được. Đồng dạng tinh phách ly thể, chỉ có trong vòng 12 canh giờ thả lại, mới có thể có cứu. Nhưng là bây giờ đã qua chỉnh một chút ba ngày, lấy hắn hiện tại năng lực, cho dù đoạt lại, cũng hết cách xoay chuyển. Tựa hồ minh bạch Trác Phàm lúc này trong lòng thống khổ, Tiết Ngưng Hương lộ ra một bộ lạnh nhạt nụ cười, giống như hoàn toàn không đem chính mình chết coi là chuyện to tát giống như, thản nhiên nói, Trác đại ca, ngươi nói ngươi sẽ trong 5 ngày hồi tới tìm ta. Ngươi không có lừa gạt Ngưng Nhi, ngươi thật làm đến. Nói, Tiết Ngưng Hương cố hết sức đem một cái tay nâng lên, phía trên lôi linh giới phát ra rạng rỡ lôi quang, Trác đại ca, chúng ta ước định, ngươi giữ vững. Nghe lấy đạo này suy yếu nhưng lại tràn đầy lo lắng thanh âm, Trác Phàm gấp nhắm chặt hai mắt, làm sao cũng không mở ra được, bởi vì hắn sợ vừa mở ra, cuồn cuộn dòng nước lũ liền sẽ nhịn không được mà tuôn ra, trong lòng cũng là như sóng biển ngập trời giống như cuồn cuộn. Nhưng là rất nhanh, Trác Phàm liền cưỡng chế đè xuống cỗ này không hiểu xúc động, lần nữa bình tĩnh trở lại, đợi mở hai mắt ra lúc, trong mắt đã là không có một tia nổi sóng chập trùng, thản nhiên nói, Ngưng Nhi, ta đến trễ, ta. Trác đại ca, ngươi không cần nói nữa, ngươi không có trễ, trong lòng ta, hôm nay vừa tốt là ngày thứ 5. Trác Phàm còn chưa nói xong, Tiết Ngưng Hương đã là vội vã ngắt lời nói, Trác đại ca, ngươi có thể hay không lại cho ta đối một chút chiếc nhẫn này, hoàn thành chúng ta ước định. Thật sâu nhìn một chút cái kia trắng xám khuôn mặt nhỏ, Trác Phàm chậm rãi hướng về phía trước, đi vào bên người nàng, duỗi ra lôi linh giới đối lên đi, phát ra đùng đùng sao không dứt hào quang óng ánh. Tiết Ngưng Hương nhìn không thấy vật, nhưng trong tai lại nghe được cực kỳ rõ ràng, trên mặt lộ ra không màng danh lợi nụ cười, Trác đại ca, ta biết trong lòng ngươi tự trách, nhưng là cái này chuyện không liên quan ngươi. Ta tin tưởng chúng ta lần này bị nằm, ngươi cũng là bị bọn họ tính kế. Cho nên, ta tuyệt không trách ngươi, cái gì về phần bọn hắn nói, là bởi vì ngươi mới tới giết ta, ta còn có chút cao hứng đâu. Cái này chính chứng minh, ta tại Trác đại ca tâm lý chiếm trọng yếu địa vị, cho nên bọn họ mới có thể để mắt tới ta như thế một tiểu nha đầu. Quyền đầu bất giác chăm chú, Trác Phàm không nói gì, nhưng là trong mắt chỗ sâu dĩ nhiên đã có lửa giận hừng hực lao nhanh, chỉ là điểm này không ai có thể nhìn thấy. Thiên Dương ca, ngươi không phải muốn cùng ta đối giới chị à, vậy bây giờ còn đứng ngây đó làm gì? Hiện tại thời gian của ta không nhiều, ta còn muốn lại nghe nghe, ba người chúng ta giới chỉ cùng một chỗ phát ra lôi âm. Lúc này, Tiết Ngưng Hương lại đối Tạ Thiên Dương khẽ cười nói. Tạ Thiên Dương trong lòng bi thương, vệt một thanh trong mắt nước mắt, bước nhanh đi tới, đem chính mình chiếc nhẫn kia cũng đối tại hai người phía trên. Chỉ một thoáng, ba cái lôi linh giới phát ra càng thêm hào quang óng ánh, từng trận bạo hưởng ở bên tai kêu to, Tiết Ngưng Hương nghe lấy cái kia êm tai âm kêu, an tường nhắm lại hai con ngươi, thật nghĩ lại một lần nữa trở lại, chúng ta tại Vạn Thú Sơn mạch thời gian. 3. Tiết Ngưng Hương nhẹ buông tay, rơi xuống mặt đất. Triệt để không có sinh cơ. Chỉ là tại cái kia trắng xám trên khuôn mặt, chỉ có vô tận vui vẻ, lại không có một tia phẫn hận cùng vẻ thống khổ. Đây đối với tinh phách bị đoạt, linh hồn tán loạn mà chết người, là tuyệt đối không có khả năng.
Bởi vì loại kia linh hồn bị rút ra thống khổ, sẽ để cho mỗi một cái trước khi chết người khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng là Tiết Ngưng Hương lại không có, trên mặt nàng chỉ có thỏa mãn cùng yên ổn. Nhìn thấy cái này, cho dù là thủy hình trấn quốc thạch trước một mực nhìn lấy ra Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường cùng Độc Cô Chiến Thiên cũng không thấy khuôn mặt có chút động. Dạng này tâm địa thuần khiết nữ tử, bọn họ thật sự là cả đời đều chưa thấy qua. Như thế chết oan, thật sự là đáng tiếc. Gia Cát Trường Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách liền hướng này kiệt ngao ương ngạnh tiểu gia hỏa, cũng đều vì nàng này động tâm, thật là thế chỗ khó được. Ai, ta ác linh hồn muốn tựa ở một cái tinh khiết linh hồn trước, được đến trên tâm lý an ủi. Bất quá, mảnh này tinh khiết linh hồn một khi biến mất, ta ác linh hồn nhất thời không có dựa vào, cũng tất sẽ không bị khống chế bạo tẩu, đến lúc đó không có người có thể ngăn cản. Lãnh Vô Thường sờ sờ rìa mép, lại là than nhẹ lên tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Gia Cát Trường Phong thật sâu liếc hắn một cái, cười lạnh nói, Lãnh tiên sinh, đem một đầu mãnh thú chọc giận, coi chừng chơi với lửa có ngày chết cháy a. Ha ha ha, thừa tướng đại nhân yên tâm, thế gian đáng sợ nhất là một đầu tỉnh táo mãnh thú. Còn bạo tẩu mãnh thú, chỉ có cậy mạnh, lại là lại tốt đối phó bất quá. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Lãnh Vô Thường lộ ra một bộ gian trá nụ cười. Gia Cát Trường Phong khẽ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía trấn quốc thạch bên trong Trác Phàm, thở dài một ngụm chọc khí tiểu gia hỏa, người sẽ không phải dễ dàng như thế thì vào bẫy đi. Mà một phương diện khác, ông tổ nhà họ Tiết cùng gia chủ hai cha con, nhìn lấy Ngưng Nhi buông tay nhân gian chẳng diện, đã là khóc không thành tiếng, co quắp ngã xuống đất. Lạc Vân Thường vội vàng ở bên chiếu cố, trong lòng cũng là một trận bi thương. Tiết Cương cùng Tiết Lâm hai người, thì càng là kêu gào lấy đi vào Ngưng Nhi bên người, nhìn lấy muội muội mình sau cùng rời đi bộ dáng. Tạ Thiên Dương từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, trong mắt đỏ bừng một mảnh, cầm lấy kiếm đến, đột nhiên đứng người lên nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Phàm, hiện tại Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ ngay tại đất hình trận môn trước. Chờ ngươi, ta hiện tại cùng đi với ngươi vì Ngưng Nhi báo thù. Đây là bẫy dập, đi sẽ chỉ không không chịu chết. Hiện tại thủy hình trận môn ngay tại trước mắt, thông qua nó thì có thể trở lại Vân Long Thành, thắng được lần này bách gia tranh minh chi tranh, cần phải mau chóng trở về mới là. Thế mà, Trác Phàm nhìn qua Tiết Ngưng Hương thi thể, lại là một mặt lạnh nhạt, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, tựa hồ hoàn toàn không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì một dạng. Song quyền bất giác hung hăng nắm lên, Tạ Thiên Dương trên trán nổi gân xanh, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm. Cắn răng nói, cái tên vương bát đản ngươi, nói là tiếng người sao. Ngưng Nhi thế nhưng là bởi vì ngươi mà chết, ngươi thế mà còn có thể như thế lạnh nhạt chỗ chi, ngươi là động vật máu lạnh sao. Không tệ, ta thật là lãnh huyết, điểm này, các ngươi ngay từ đầu chẳng phải sẽ biết sao. Sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, Trác Phàm lạnh lùng nói, ta nhiệm vụ, chính là muốn thắng được lần này bách gia tranh minh, chết lại nhiều người cũng không đáng kể. Vốn là tiến vào cái này thú vương sơn, thì đại biểu đem đầu buộc tại dây lưng quần lên, cho dù chết, cũng không có gì tốt oán trời trách đất, đây là mỗi người tự mình lựa chọn. Hỗn đản! Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, Tạ Thiên Dương đã là đụng một tiếng, nhất quyền đem Trác Phàm đánh bay ra ngoài, hét lớn, ta mặc kệ ngươi đối với người khác thái độ gì, nhưng bây giờ chết là Ngưng Nhi, nàng là bởi vì ngươi mà chết. Trác Phàm rơi xuống mặt đất, không nhúc nhích. Khóe miệng chảy xuống một tia đỏ tươi, cũng không để ý tới, chỉ là lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần đến thú vương sơn, sinh tử không oán, trách không bất luận kẻ nào. Chỉ có thể nói nha đầu kia không biết lượng sức, căn bản không nên đến. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Tạ Thiên Dương tròng mắt hơi hơi co lại, toàn thân sát khí đã là ngăn không được tràn ra. Sở Khuynh Thành chờ chúng nữ. Cũng là một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt trừ không hiểu cũng là oán hận. Chẳng lẽ nam nhân này đã đến tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa chi địa sao? Như thế tình cảnh, há có thể nói ra như vậy tuyệt tình lời nói. Nhưng là Long Hành Vân lại là khẽ gật đầu, cực kỳ tán đồng nói, Trác huynh nói không phải không có lý, vốn là cái này bách gia tranh minh thì nguy hiểm trùng điệp, đã đến, người nào cũng không thể cam đoan chính mình có thể còn sống ra ngoài. Việc cấp bách vẫn là mau rời khỏi nơi này, trở lại Vân Long Thành là hơn. Đối Trác huynh,
Nghe nói người đến cướp đoạt quả thứ tư giật thần đan, hiện tại chắc là tới tay a, đến lúc đó cũng đừng quên phân các huynh đệ một khỏa a. Hội, Trác Phàm nằm trên mặt đất, khẽ gật đầu, lạnh lùng lên tiếng. Hưu. Nhưng là vào thời khắc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phát ra, Tạ Thiên Dương ôm theo toàn thân sát khí, hai mắt đỏ bừng, một kiếm hướng Trác Phàm đâm tới, nộ hống lên tiếng, tên khốn kiếp, ta biết, lần này lại là ngươi Dương Đông kích Tây kế sách. Ngươi bằng vào chúng ta làm mồi nhử, chính mình đến cướp đoạt giật thần đan, là ngươi đem Ngưng Nhi hại chết. Cái gì, đây là không linh cửu thức, dừng tay, Thiên Dương. Tạ Thiên Thương gặp này, bất giác kinh hãi, vội vàng kêu lên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tạ Thiên Dương thế mà lại đối Trác Phàm sử xuất không linh cửu thức, đây là thật đối Trác Phàm ra sát thủ. Trước kia quan hệ bọn hắn thế nhưng là so thân huynh đệ còn thân hơn, làm sao lúc này sẽ. Thế mà, đã không kịp ngăn cản hắn, Tạ Thiên Dương mang theo đầy trời kiếm mang, hướng Trác Phàm đâm tới. Nhưng là Trác Phàm lại một mực yên tĩnh nằm trên mặt đất, giữ im lặng. Chờ kiếm quang tới người lúc, mới trong mắt một đạo vòng vàng lóe qua, đột nhiên biến mất bóng người, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Tạ Thiên Dương sau lưng, nhất trưởng tại hắn cái cổ sau một chém. Oanh! Một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, Tạ Thiên Dương bị trong nháy mắt đánh ngã xuống đất, đập ra một cái một mét vuông hang lớn, đã là hoàn toàn ngất đi. Tất cả mọi người bất giác ngơ ngác, trong lòng kinh dị. Tuy nhiên tất cả mọi người biết Trác Phàm thực lực cường hãn, nhưng là mỗi lần tận mắt nhìn đến, y nguyên để bọn hắn nhìn không được kinh ngạc. Đường đường kiếm hầu phủ nhị công tử toàn lực nhất kích, thế mà bị người ta một chiêu dây mất. Tạ Thiên Thương đuổi bước lên phía trước ôm quyền nói, Trác huynh, xin lỗi, ta cái này đệ đệ quá manh động. Không có gì đáng ngại, chúng ta đi thôi. Không có liếc hắn một cái. Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, trong tay ánh sáng lấp lóe, liền xuất hiện hai cái lóe màu xanh lam huỳnh quang tinh thạch, cắm vào cái kia thủy hình trận môn trước trong rãnh. Chỉ một thoáng, một trận vô hình ba động phát ra, thủy hình trận môn trước đột nhiên phát ra một đạo ngút trời quang trụ, bay thẳng cửu tiêu. Trác Phàm chỉ nói, trận môn đã mở ra, chúng ta đi thôi. Nói, liền làm ra mời thủ thế, Tạ Thiên Thương bọn người khẽ gật đầu. Liền thở dài ra một hơi, tựa hồ toàn thân đều buông lỏng đồng dạng, hướng trận môn đi đến. Tạ Thiên Thương ôm lấy Tạ Thiên Dương thân thể, Tiết Ngưng Hương thi thể lại từ Tiết Cương ôm lấy đi vào cái kia trong cột sáng, một cái nháy mắt công phu, mọi người liền lại trở lại Vân Long Thành bên trong. Nhìn qua cái này quen thuộc tràng cảnh, mọi người dài ra một ngụm chọc khí, đều có một loại chạy thoát cảm giác. Gia Cát Trường Phong nhìn lấy đây hết thảy, cười nhạt một tiếng, Lãnh tiên sinh. Có vẻ như đầu hung thú này cũng không có phát cuồng, còn có thể rất tỉnh táo xử lý sự tình a. Lãnh Vô Thường chau mày, khẽ cắn môi, trong mắt lại là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hắn nhìn lầm sao? Sở Khuynh Thành đi vào Trác Phàm trước mặt, lại là không có tiến vào trận môn, chỉ là mặt mày xanh lét nói, Trác Phàm, ta trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi. Giống ngươi như thế người vô tình vô nghĩa, căn bản không xứng bất kỳ một cái nào nữ nhân đi thích. Trác Phàm không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Phu quân, ngươi, ai, Tiếu Đan Đan đi qua trước mặt hắn, cũng là mất mát lắc đầu, tiếp lấy liền đi nhập trận kia trong môn phái. Đồng Hiểu Huyền mấy người cũng là liếc hắn một cái, thở dài, không nói gì nữa, đi vào trận kia trong môn. Lần này bọn họ vốn là người thắng, nhưng lại không có một người có thắng lợi cảm giác, trong lòng chỉ có một hồi phiền muộn. Sau cùng. Tất cả mọi người trở lại Vân Long Thành, chỉ có Sở Khuynh Thành một người lót đáy, hướng trận môn đi đến, không có lại nhìn hắn một cái, chỉ là ngay tại nàng tiến nhanh trận môn trước, khóe mắt liếc qua lại là đột nhiên phát hiện mặt đất cuồn cuộn vết máu, còn 10 phần tươi đẹp, bất giác giật mình. Quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Trác Phàm sau lưng hai tay, nắm thật chặt, móng tay đã thật sâu đập đến trong thịt, từng đạo dòng máu ngăn không được hướng hạ lưu lấy. Trác Phàm thế nhưng là kim cương chi thân, thế mà có thể đem chính mình bị thương thành dạng này, cái kia như thế nào lực đạo. Không khỏi giật mình, Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Trác Phàm kêu lên, Trác Phàm, ngươi. Thế nhưng là, không chờ nàng nói bất luận cái gì lời nói, Trác Phàm đã là đột nhiên đưa tay đẩy, đem nàng đẩy đến cái kia trong cột ánh sáng. Chỉ là trong nháy mắt, liền trở lại Vân Long Thành bên trong.
Thế nhưng là, Sở Khuynh Thành lại là khẩn trương, vội vàng đánh lấy thủy hình trấn quốc thạch, nhìn lấy bên trong Trác Phàm lạnh lùng bóng người, giống to lên tiếng, Trác Phàm, người muốn làm gì? Đáng tiếc, đây là đơn hướng truyền tống trận, nàng lại cũng trở về không đi. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem vị này Hoa Vũ lâu lâu chủ, thất thố như vậy bộ dáng. Thế nhưng là sau một khắc, mọi người dường như đều hiểu. Trác Phàm đem hai cái chìa khóa rút ra, vung tay ném tới chân trời, cái kia cột sáng di chuyển nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi duỗi lên hai tay, đã tràn đầy dòng máu nhuộm dần, Trác Phàm thân thể rung động, song đồng dần dần huyết hồng, một tiếng sấm rền nổ vang bên trong, đã là ngửa mặt lên trời gào thét mà ra, ngưng nhi. Giờ này khắc này, Trác Phàm lại khó áp lực lửa giận trong lòng, triệt để bạo tẩu. Mãnh liệt lôi mang tại hắn quanh người quấn quanh, giống như từng cái lôi xà lẻn đến hắn trên thân, vì hắn phủ thêm một thân lôi giáp. Thậm chí, tại cái kia lôi giáp phía trên, còn có đạo đạo tử sắc lôi mang toán loạn. Trác Phàm hai mắt đỏ như máu, ngửa mặt lên trời gào thét, nổi lên gân xanh giật giật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác ra đồng dạng. Lại thêm cái kia dài hơn ba thước lôi vân rực như từng đạo như lưỡi đao ở phía sau mở rộng. Nương theo lấy sấm sét nổ tung, bốn phía trong vòng trăm thước hết thảy sự vật, đều bị cái này không ngừng tiêu tán lôi bạo oanh kích thành bã vụn. Xa xa nhìn lại, Trác Phàm giống như là viễn cổ hạ xuống ma thần, muốn đem thế gian hết thảy chiếm đoạt đồng dạng. Riêng là cái kia hung ác khuôn mặt, cho dù là thông qua trấn quốc thạch nhìn đến, cũng để cho rất nhiều người không khỏi trong lòng rung động, hai chân không tự giác run rẩy lên. Cái kia cỗ vô hình trấn nhiếp lực. Cho dù là ngự hạ thất gia thiên huyền cảnh trưởng lão, cũng không khỏi đến một trận hồi hộp. Sở Khuynh Thành hung hăng gõ trấn quốc thạch, la lên Trác Phàm tên, trong mắt lệ quang chớp động, tim như bị đao cắt giống như máu. Nguyên lai vừa mới các nàng đều hiểu lầm hắn, Tiết Ngưng Hương bỏ mình, trong lòng đau nhất còn là hắn. Chỉ bất quá hắn là cưỡng chế trong lòng bi phẫn, đem tất cả mọi người an toàn đưa đi về sau, mới phải một mình đi tìm Hoàng Phủ Thanh Thiên tính sổ sách. Lạc Vân Thường nhìn lấy trong tấm hình Trác Phàm đã điên cuồng bộ dáng, lại là che miệng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Lạc Vân Hải ở một bên, không khỏi ai thán, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trác đại ca, như thế mất khống chế bộ dáng. Bàng thống lĩnh nhìn lấy cũng là khẽ gật đầu, song quyền bất giác chăm chú nắm lại. Trong lòng hắn, Trác Phàm một mực là một cái cơ trí, trầm ổn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Gần như hoàn mỹ kiêu hùng. Thế nhưng là lúc này hắn mới phát hiện, vị này như sắt thép kiên cường Trác quản gia, trong lòng cũng có mềm mại nhất một mặt. Hiện tại Trác Phàm cái kia cực kỳ bi ai chu lên, giữ tợn khuôn mặt, tại Lạc gia trong mắt mọi người, lại là im ắng kêu rên. Hắn hiện tại biểu hiện được có nhiều phẫn hận, nhiều tàn bạo, cái kia hắn nội tâm chính là đến cỡ nào bi thương. Nghĩ tới đây, Lạc gia tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển hướng đế vương môn chỗ. Giờ này khắc này, cái này vừa mới tấn thăng gia tộc nhị lưu không bao lâu thế ra, đúng là cùng nhau hướng cao cao tại thượng bảy nhà đứng đầu đế vương môn, lộ ra chính thức chiến ý. Lạc Vân Hải nhìn lấy đế vương môn môn chủ Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường hai người, trong mắt tinh quang rạng rỡ, không biết tại suy nghĩ cái gì. Chỉ là cái kia trong mắt chỗ sâu căm giận ngút trời. Lại phảng phất muốn đem hai người ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Không có để ý những thứ này loài bò sát nhỏ nhóm lạnh lẽo nhìn, Lãnh Vô Thường khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Gia Cát Trường Phong nói, thừa tướng đại nhân, như thế nào? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, nghĩ không ra liền tiểu gia hỏa này như thế cẩn thận chặt chẽ người, thế mà cũng sẽ rơi vào loại này trong bẫy, thật sự là đáng tiếc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Gia Cát Trường Phong than nhẹ lên tiếng. Bất giác ngửa mặt lên trời cười ha hả, Lãnh Vô Thường sâu xa nói, chính là bởi vì tiểu tử này khắp nơi cẩn thận, tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhìn như không có nhược điểm, lại là dễ dàng nhất mất khống chế. Phải biết, hữu tình người động tình, còn có thể làm dịu. Nhưng người vô tình, một khi động tình, đây mới thực sự là long trời lở đất, đã phát ra là không thể ngăn cản. Thật sâu liếc hắn một cái, Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt chòm râu, bất đắc dĩ gật gật đầu. Tiểu hầu tử, cuối cùng đấu không lại lão hồ ly a. Hoàng Phủ Thanh Thiên, lão tử đòi mạng ngươi. Đột nhiên, Trác Phàm gầm lên giận dữ, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai,
tiếp lấy liền tại Sở Khuynh Thành khàn cả giọng kêu gọi bên trong, dưới chân đạp mạnh, xông thẳng tới chân trời, không thấy tăm hơi. Trác Phàm, đừng đi, ngươi cũng biết, đó là bẫy dập. Sở Khuynh Thành hung hăng gõ khối kia trấn quốc thạch, khàn giọng hô. Nhưng là, tại cái này đơn hướng trước truyền tống trận, nàng thanh âm căn bản truyền không đến Trác Phàm trong tai. Bất quá, coi như nàng tại Trác Phàm bên người, Trác Phàm đoán chừng cũng nghe không lọt. Lúc này Trác Phàm đã triệt để phát cuồng, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái niềm tin, cầm Hoàng Phủ Thanh Thiên Đầu Tế Ngưng Nhi trên trời có linh thiêng. Ngoài ra, hết thảy cũng không đáng kể. Trấn quốc thạch trước, Sở Khuynh Thành hai hàng thanh lệ chảy ra không ngừng dưới, cho dù đã mất đi Trác Phàm bóng người, còn đang không ngừng mà kêu. Mỗ mỗ bất đắc dĩ lắc đầu, đem nàng nâng phía dưới, ngốc hài tử, hắn là vì một nữ nhân khác đi liều mạng, cũng không phải là vì ngươi, ngươi cái này cần gì phải. Mỗ mỗ, thế nhưng là, không chờ nàng nói xong, Sở Khuynh Thành đã là hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn về phía nàng, lẩm bẩm nói, ngài không phải nói hắn là người vô tình à, vì sao hắn lại biến thành dạng này. Ách, mỗ mỗ một trận ngữ trệ, bất đắc dĩ lắc đầu. Loại sự tình này ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây, ta cũng không phải là hắn trong bụng run đúa. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận là, cho dù là nàng cái này duyệt vô số người Hoa Vũ lâu ba đời đại trưởng lão, cũng không nhìn ra Trác Phàm ở sâu trong nội tâm, lại có như vậy hỏa nhiệt tình nghĩa. Bất đắc dĩ thở dài, mỗ mỗ thẳng lắc đầu, trong lòng một trận tiếc hận. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Sở Khuynh Thành khẽ nhắm hai con ngươi, thì thào lên tiếng, ta liền biết. Lúc trước ta tại Hoa Vũ Thành lựa chọn là đúng. Không khỏi sững sờ, mỗ mỗ lại liếc nhìn nàng một cái về sau, cũng là bất đắc dĩ gật đầu có lẽ đi. Ngươi, muốn cứu tiểu nha đầu kia sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua truyền vào Sở Khuynh Thành trong tai. Sở Khuynh Thành bất giác sững sờ, vừa muốn đáp lời, cái kia đạo thanh âm già nua lại là vang lên lần nữa, không cần lên tiếng, nếu ngươi thật nghĩ cứu tiểu nha đầu kia. Đến ngoài 30 dặm rừng cây một lần, có lẽ còn có chuyển cơ, phải nhanh. Nếu không canh giờ thoáng qua một cái, thì thật hết cách xoay chuyển. Thân thể bất giác run run, Sở Khuynh Thành nhẹ nhàng đẩy ra mỗ mỗ, bỗng nhiên một bước hướng ra phía ngoài bay đi. Mỗ mỗ sững sờ, không hiểu nhìn sang, lại chỉ nghe được Sở Khuynh Thành cái kia vội vàng thanh âm, mỗ mỗ, ta có việc gấp muốn làm, một hồi trở về. Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mỗ mỗ mi đầu thật sâu nhăn lại, không rõ ràng cho lắm. Hoa Vũ lâu sự tình có cái gì là nàng không biết, Sở Khuynh Thành đến tột cùng là muốn làm chuyện gì a? Bất quá Sở Khuynh Thành đã không nói, nàng cũng liền không hỏi, nàng tin tưởng Sở Khuynh Thành chính mình hội quyết định. Chờ một trận huyên náo sau đó, Trác Phàm bay khỏi thủy hình trận môn, mọi người lại tụ hướng xuống đất hình trấn quốc thạch trước. Chỗ đó, Hoàng Phủ Thanh Thiên sớm đã điểm đủ nhân mã. Khoan thai ngồi chờ Trác Phàm đến. Đại công tử, người nói rõ ràng như vậy bẫy dập, tiểu tử kia sẽ đến không? Lúc trước ta nhìn thủy hình trận môn cái hướng kia quang trụ ngút trời, bọn họ sẽ không phải đã cầm lấy 4 khỏa giật thần đan trở về Vân Long Thành đi. Nhìn lấy nơi này trên 10.000 người binh mã khắp nơi mai phục, U Vũ Sơn bất giác thở dài nói, muốn thật sự là như thế lời nói, chúng ta linh đan không có không nói, còn liền bách gia tranh minh cũng không thắng. Xem như triệt để thua. Còn lại hai người nghe, cũng là khẽ gật đầu. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhẹ liếc ba người liếc một chút, bất giác suy cười ra tiếng, hừ, tầm nhìn hạn hẹp. Bổn công tử đã sớm nói, lần này chúng ta mục tiêu, chỉ có Trác Phàm một người mà thôi, còn lại đều không trọng yếu. Mà lại, Lãnh tiên sinh nói, tuyệt đối sẽ không sai. Coi như người khác trở về, Trác Phàm cũng tất nhiên sẽ đến, chờ xem. Nghe được lời này, ba người bất giác liếc nhau, đều là khom người lĩnh mệnh. Mà bọn họ không biết Trác Phàm tình hình, nhưng trấn quốc thạch trước mọi người lại sớm đã minh bạch, Trác Phàm chính đang tìm bọn hắn đường đi lên, không khỏi tất cả đều một mặt kính nể nhìn về phía đế vương môn bên trong Lãnh Vô Thường, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là vị này thần toán tử bố cục, liền luôn luôn xảo trá ma vương Trác Phàm đều bị đùa nghịch xoay quanh, thậm chí sống không bằng chết. Thực sự không hổ là đế quốc chí tinh xương hào a. Lãnh Vô Thường hưởng thụ lấy mọi người cái kia sùng kính ánh mắt, cũng là khẽ vuốt chòm râu, một mặt ngạo sắc. Dường như giờ này khắc này,
hắn ánh sáng đã che lại bên cạnh Gia Cát Trường Phong đồng dạng. Bất quá Gia Cát Trường Phong lại cũng không tính toán, chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn lấy cái kia Trấn Quốc Thạch bên trong tràng cảnh, trong mắt tinh quang lóe qua. Chỉnh một chút một ngày thời gian sau đó, Hoàng Phủ Thanh Thiên chính khoan thai ngồi tại đất hình Trấn Quốc Thạch trước nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một tiếng lôi quang oanh minh, nổ vang bầu trời, từng lớp đen nghịt chim tước bị cả kinh bay về phía không trung, đi tứ tán. Cái kia bối rối bộ dáng, quả thực thì giống như thiên địa sắp sụp đổ đồng dạng. Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, xa xa nhìn về phía nơi xa, khóe miệng nhếch lên một đạo tà dị tiếu dung, ha ha ha. Rốt cục đến, U Vũ Sơn, Lâm Toàn Phong, Nghiêm Bán Quỷ, đi xuống chuẩn bị, lần này tuyệt không thể lại để cho hắn chạy. Vâng, ba người liền ôm quyền, đã là cấp tốc biến mất tại che lấp trong rừng rậm. Sau một khắc, nhưng nghe một tiếng oanh minh nổ vang, một đạo lôi mang đã là nện xuống khắp nơi, lộ ra là một trương như muốn ăn người khuôn mặt. Trác Phàm hai mắt trừ khát máu chi sắc, liền lại không ai trả lời. Hoàng Phủ Thanh Thiên gặp, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết, kế hoạch đã thành công, bất giác cười to lên, ha ha ha. Trác Phàm, bổn công tử cho là ngươi cùng ta đồng dạng, có vương giả tư chất. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại bị cảm tình liên lụy, biến thành bộ dáng này, căn bản không xứng đáng vương. Hoàng Phủ Thanh Thiên, ta đòi mạng ngươi. Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm không có trả lời, chỉ là giận quát một tiếng, liền đột nhiên hướng Hoàng Phủ Thanh Thiên phóng đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, lạnh nhạt nói, không có vương giả tư chất người, không xứng cùng bổn công tử đọ sức. Vừa dứt lời, nhưng nghe ba tiếng hét lớn vang lên, núi kêu biển gầm đồng dạng, bốn phương tám hướng nhất thời xông ra gần vạn người đếm, phảng phất muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ đồng dạng. Riêng là xông lên phía trước nhất mấy trăm người, từng cái là thiên huyền cảnh cường giả, mà lại trong tay đều cầm lấy tứ phẩm trở lên linh binh, rõ ràng thì là hướng về phía hắn cái này kim cương bất hoại thân thể mà đến. Trong mắt ngưng tụ, Trác Phàm không sợ chút nào, hét lớn lên tiếng, tiểu lâu la, cho ta xéo đi. Nói, ông một tiếng ba động phát ra, một đạo vô hình ý niệm đã là hướng bốn phương tám hướng mở rộng ra. Nhưng là ngay tại lúc này, đồng dạng một đạo vô hình ba động truyền đến. Oanh một tiếng nổ vang, hai đạo ý niệm nhất thời đụng vào nhau, tiêu tán thành hư vô. Hoàng Phủ Thanh Thiên hơi hơi run run thân thể, trong mắt lóe lên một đạo kinh dị, hắn vạn lần không ngờ, luận nguyên thần cường độ, hắn thế mà lại bại bởi Trác Phàm, thế nhưng là sắc mặt lên, hắn nhưng như cũ bảo trì một bộ vẻ đạm nhiên, suy cười ra tiếng, hừ, có bổn công tử ở đây, ngươi ý niệm giết người không có chút nào tác dụng. Trong mắt bất giác chừng một cái, Trác Phàm lại là vẫn như cũ không để ý tới, đã không thể dùng nguyên thần công kích, vậy liền một đường giết đi qua liền tốt. Nghĩ như vậy, Trác Phàm dưới chân tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt thì cùng cái kia vạn người chi chúng tiếp xúc đến cùng một chỗ. Lúc này, chung quanh hơn 10 người linh binh cùng nhau hướng Trác Phàm đập lên người đi. Cái kia một cỗ mạnh mẽ lực đạo, giống như mấy chục tòa núi nhỏ đồng dạng nện xuống. Cho dù là U Vũ Sơn ba người ở phía xa nhìn đến, cũng là âm thầm kinh hãi. Mạnh mẽ như vậy thế công, mười mấy tên thiên huyền cường giả hợp lực nhất kích, liền xem như thần chiếu cường giả, tại không dùng nguyên thần công kích dưới, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc bị nện thành thịt nát a. Cái này Trác Phàm, như thế ngốc nghếch xông tới, thật sự là chết chắc. Đồng dạng ý nghĩ, cũng tại Trấn Quốc Thạch trước mọi người trong đầu xuất hiện. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, cái gì gọi là trấn định mãnh thú so phát cuồng mãnh thú đáng sợ nhiều lắm. Cái này Trác Phàm một khi mất đi năng lực suy tính, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn nổi nhiều người như vậy cùng công chi a. Lạc Vân Thường bọn người, nhìn lấy tình cảnh này, cũng giống vậy tràn đầy vẻ lo lắng. Thế nhưng là sau một khắc, xuất hiện tràng cảnh, lại làm cho tất cả mọi người, bao quát đế vương môn tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lão tử không phải đã nói, tiểu lâu la, đều cút ngay cho ta. Một tiếng gầm thét bỗng nhiên gào rú mà ra, Trác Phàm trong mắt co rụt lại, toàn thân tử sắc lôi mang chợt hiện, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hai cái lôi vân rực hướng chung quanh xoay tròn. Siêu! Chỉ là trong nháy mắt công phu, mười mấy tên thiên huyền cao thủ nhất thời bị chặn ngang chặt đứt, trong tay bọn họ linh binh, thậm chí đều không có nghe được kim loại giao kích tiếng va chạm.
liền đã cùng bọn hắn cùng một chỗ, đứt thành hai đoạn. Hai cái lôi vân rực lên quấn lên tử sắc lôi mang, nhất thời trở thành nơi này lớn nhất đại sát khí. Chấn kinh! Tất cả mọi người nhìn trước mắt tình cảnh này, đều hoàn toàn ngây người. Liền xem như Lãnh Vô Thường, tâm lý rõ ràng cái này mười mấy cái thiên huyền cao thủ, có lẽ giết không chắc phàm, nhưng là cũng vạn vạn không nghĩ đến hội dễ dàng như thế bị phản sát. Đây chính là liền thần chiếu cao thủ, tại không sử dụng ý niệm thần thông dưới đều hoàn toàn làm không được sự tình a. Thế nhưng là, mi đầu thật sâu nhăn lại, Lãnh Vô Thường trong mắt tinh quang lóe lên, thì thào lên tiếng, tiểu tử này trước kia, quả nhiên còn bảo lưu lấy đại lượng thực lực, hiện tại tính toán là hoàn toàn xuất ra. Tạ Thiên Thương nhìn lấy tràng cảnh này, cũng là trong mắt nhìn không được co lại, trường kiếm trong tay siết chặt, toàn thân chiến ý bỗng nhiên phát lên. Có lẽ lúc trước hắn vẫn chỉ là đem Trác Phàm coi như là muốn khiêu chiến đối thủ, nhưng giờ này khắc này, Trác Phàm dĩ nhiên đã là sau đó Hoàng Phủ Thanh Thiên về sau, hắn mục tiêu lớn nhất. Trác Phàm giết địch cuồng mãnh, quả thực như một vị đánh đâu thắng đó bạo quân, những nơi đi qua, hết thảy đem đều bị dẫm đạp. Như thế nhiệt huyết sôi trào tràng diện, làm sao có thể không cho hắn cái này võ si trong lòng hưng phấn. Hiện tại hắn thật đúng là hối hận phải đi trước, nếu là hắn trả tại Thú Vương Sơn lời nói, nhất định phải cùng Trác Phàm kề vai chiến đấu, đại sát tứ phương. Hoàng Phủ Thanh Thiên mi đầu không khỏi hơi hơi động động, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, cũng là lóe qua một tia ngưng trọng. Trác Phàm thực lực, đồng dạng vượt qua hắn đoán trước, riêng là cái kia một dui lôi vân dực, lại có thể nhẹ nhõm cắt chém tứ phẩm trở lên linh binh, thật sự là đáng sợ. Cứ như vậy xem ra, cặp lôi dực kia đối với hắn cái này đồng dạng cương gân thiết cốt không xấu kim cương thân, cũng giống nhau là một cái cực kỳ khủng bố uy hiếp. Tiếp tục lên, tại Trác Phàm trong nháy mắt giây mất mười mấy tên thiên huyền cường giả về sau, tất cả mọi người bất giác trệ trệ, nhưng là Hoàng Phủ Thanh Thiên lại là trong mắt hơi híp, tiếp tục hét lớn lên tiếng. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết nên như thế nào hành sự. Thế nhưng là ngay tại lúc này, bọn họ bất động, Trác Phàm lại là vượt lên trước động. Chỉ là một cái dậm chân, liền bỗng nhiên xông vào trong đám người, song quyền đều xuất hiện, lôi vân rực bốn phía xoay tròn. Phốc phốc phốc, lại là mấy chục âm thanh trầm đục phát ra. Lại là mười mấy tên thiên huyền cao thủ bị chỉnh cái nằm ngang chặt đứt. Riêng là Trác Phàm song quyền, thẳng tắp theo hai tên thiên huyền cao thủ ở ngực xuyên qua, trong tay còn đang nắm đối phương trái tim. Tiếp lấy song tay nắm chặt lại, liền đem hai khỏa còn tại phù 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 nhảy lên trái tim, tất cả đều cào thành bọt máu. Hai tay lắc một cái, hai đại cao thủ đã là cùng nhau chấn thành tứ phân ngũ liệt, thi thể rơi là tả trên đất. Mà trong mắt của hắn, chỉ có vô tận huyết mang cùng tàn bạo, tựa hồ tâm lý trừ giết hại, liền lại không ai trả lời. Còn lại người chờ gặp này, trong lòng chấn sợ, hai chân nhịn không được phát run. Lúc này Trác Phàm, đã biến thành một cái triệt triệt để bạo tẩu hung thú, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, bất kể là ai cản ở trước mặt hắn, đều chạy không khỏi bị xé nát vận mệnh. Cho dù là những cái kia co cẳng liền chạy, cũng bị hắn lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp, đánh giết hầu như không còn. Bỗng nhiên, trong lòng mọi người từ hoảng sợ chậm rãi hóa thành dũng khí, không còn chạy trốn, dù sao cũng là một lần chết, không bằng cùng hắn liều. Kết quả là, mọi người lần nữa như thủy triều hướng hắn dũng mãnh lao tới, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, khiếp đảm thiếu, ngược lại càng nhiều lại là nồng đậm sát ý. Thấy tình cảnh này, Hoàng Phủ Thanh Thiên bất giác lộ ra hài lòng cười nhạo, hiện tại bổn công tử rốt cuộc minh bạch Lãnh tiên sinh ý trong lời nói. Nếu là lúc trước Trác Phàm, nhất định không sẽ như thế giết hại, kéo cừu hận, mà chính là chấn nhiếp làm chủ. Như vậy chúng ta nơi này mặc dù trọn vẹn gần vạn người, nhưng tránh thức dám lên trước cùng hắn liều, lại không có mấy người. Thế nhưng là hắn hiện tại giết đỏ mắt, tất cả mọi người biết, hắn nếu không chết, chính mình sẽ chết, lại ngược lại kích thích bản năng cầu sinh. Cái này Trác Phàm thực sự đã bị cừu hận choáng váng đầu óc. Lại không đủ gây sợ, ha ha ha. Đại công tử nói cực phải, xem ra không tới phiên chúng ta xuất thủ, sớm muộn tiểu tử kia liền sẽ bị cái này gần vạn cao thủ cho nện thành thịt vụn. U Vũ Sơn tà cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu, lời ấy sai rồi, đi đi cũng là đi đi, còn chưa xứng muốn Trác Phàm mệnh.
Bọn họ muốn làm, chẳng qua là tiêu hao tiểu tử này thể lực, thăm dò hắn còn có bản lãnh gì mà thôi, cuối cùng có thể bắt lấy hắn còn phải là bổn công tử tự thân xuất mã mới được. Người khác, bao quát các người ba cái cũng giống vậy, hừ hừ. Căn bản không xứng. Lời vừa nói ra, ba người bất giác trì trệ, lẫn nhau nhìn một chút, tuy nhiên trong lòng có chút tức giận, nhưng lại cũng không phản bác. Ngược lại lại nhìn về phía người kia nhóm bên trong kêu rên khắp nơi, chỉ là trong nháy mắt, Trác Phàm đã là trong khoảnh khắc đoạt đi mấy trăm cao thủ tánh mạng, không khỏi trong lòng lo sợ, âm thầm gật đầu. Đại công tử nói có lý, cái quái vật này coi như hiện tại đã phát cuồng, cũng vạn ắt không là bọn họ có thể đối phó được tồn tại. Tốt, lại cho hắn gia tăng điểm độ khó khăn, cái kia 36 cái đại trận, khởi động đi. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, thăm thẳm lên tiếng. Hơi gật đầu, Nghiêm Bán Quỷ hướng rừng rậm chỗ sâu phất phất tay, sớm đã ẩn giấu ở chỗ nào bố trận người nhất thời lĩnh mệnh, ấn quyết trong tay biến đổi, ông một tiếng, bên trong chiến trường, đột nhiên lóe lên hào quang óng ánh. Trác Phàm chính giống giận về phía trước trùng phong, trong mắt một mảnh đỏ bừng chi sắc, lại là đột nhiên thân hình dừng lại, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Trong lúc nhất thời rốt cuộc không thể động đậy. Cúi đầu xem xét, lại chỉ thấy dưới chân hắn chớp động lên quỷ dị ngân quang, lại là một cái trận thức bẫy dập, sao băng trận. Trác Phàm minh bạch, cái này mặc dù chỉ là một cái một cấp trận thức, nhưng lại làm cho vào trận người, nhất thời cảm thấy một tòa núi lớn áp thân thể, gập cả người đến, toàn thân ở vào trọng áp phía dưới, không thể động đậy mảy may. Tuy nhiên cái này một cấp trận thức, hắn có thể bằng vào nguyên lực xông phá. Nhưng là cái này một hơi ở giữa, hắn rơi vào cái này trùng điệp trong vòng vây, lại là nhất thời khó có thể làm đến. Mà những cái kia tay cầm linh binh thiên huyền cao thủ, đã là nhìn chuẩn cơ hội này, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng hắn cắm tới. Riêng là có hơn 10 người cao thủ, trong tay linh binh không phải đâm vào hắn, mà chính là hắn lôi vân rực lên. Cứ như vậy, hắn lôi vân rực một khi bị hạn chế, hắn cũng chỉ có thể là đợi làm thịt dê con. Bị loạn lưỡi đao chém giết mệnh. Hắc hắc hắc, cái này trùng thiên ma long đầu quy ta. Một vị thiên huyền cao thủ, nhìn lấy gần trong gang tấc địa đại công, không khỏi hưng phấn mà hét to lớn tiếng. Mà hắn vừa dứt lời, một tiếng mắng chửi liền đột nhiên truyền ra, tiểu tử ngươi mẹ hắn khác tham công, ấn sự tình an bài trước như thế, ngươi là phụ trách giam cầm cái kia lôi rực. Nếu là có một chút lầm lỗi, đại công tử không phải đưa ngươi cả nhà tru sát không thể. Lạnh không khỏi đánh cái rùng mình, người kia vội vã gật đầu, ánh mắt theo Trác Phàm trên đầu rời, lần nữa nhìn về phía cái kia hai cánh lên. Thấy tình cảnh này, Trấn Quốc Thạch trước mọi người bất giác một trận kinh hãi, riêng là Lạc Vân Thường bọn người, nhìn lấy bên trong Trác Phàm tràn đầy vẻ lo lắng. Một khi Trác Phàm bị cố định trên mặt đất, không thể động, cái này ngập trời biển người đánh tới, hắn thì thực sẽ bị tiêu diệt hầu như không còn a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn lấy đây hết thảy, lộ ra một tia lạnh nhạt nụ cười, lãnh tiên sinh, lần này, tiểu tử kia coi như không chết, cũng phải bới ra lớp ra đi. Ai biết được, tóm lại sau cùng có thể bắt lấy hắn, vẫn là phải dựa vào đại công tử mới được. Lãnh Vô Thường lắc đầu, từ chối cho ý kiến cười nói. Sắc mặt bất giác nặng nề, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong lòng thầm hừ, cuối cùng còn phải đem công lao này, cho tiểu tử kia a, hừ. Hiu hiu hiu, mấy chục kiện tứ phẩm trở lên linh binh, như là sao băng ào ào theo Trác Phàm đỉnh đầu nện xuống, lần này đi, cho dù là Trác Phàm cũng tất nhiên sẽ vài phút bị oanh giết tới cặn bã. Thế nhưng là Trác Phàm trong mắt cũng chỉ có vô tận sát ý, căn bản không có đi để ý tới đỉnh đầu những cái kia tôm tép nhãi nhép tiếng cười duyên. Chờ những cái kia linh binh lập tức liền muốn tới người, tất cả mọi người đã lộ ra tức đem thành công cuồng hỉ nụ cười lúc. Trác Phàm mới đột nhiên trong mắt ngưng tụ, phải trong mắt, vầng sáng màu vàng óng lóe lên liền biến mất. Không minh thần đồng, đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Siêu. Chỉ một thoáng, cái kia mười mấy tên thiên huyền cao thủ trong tay linh binh, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đợi lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã là rơi xuống cách hắn nhóm ngoài ngàn mét trong rừng rậm. Mọi người bất giác kinh hãi, mắt thấy nhóm người mình lập tức liền muốn tới gần cái quái vật này. Thế nhưng là dùng tới đối phó quái vật này linh binh, lại là toàn đều biến mất, thế thì còn đánh như thế nào, không là chịu chết sao? Bất quá còn tốt, quái vật này bị cái này sao băng trận giam cầm lấy,
bọn họ còn có thời gian rời xa đào tẩu. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn lộ ra buông lỏng khuôn mặt, Trác Phàm nhưng lại là bỗng nhiên tròng mắt chừng một cái, toàn thân cao thấp đã là tử sắc lôi mang nổ vang ra đến. Chỉ một thoáng, nhưng nghe ầm ầm trong tiếng nổ, chẳng những mặt đất cái kia đạo sao băng trận bị oanh thành hư vô, cho dù là những cái kia lập tức tới đến bên cạnh hắn thiên huyền các cường giả, cũng trong chớp mắt bị oanh giết thành toái phiến. Trác Phàm chậm rãi đứng người lên, không có nói một câu, chỉ là nhìn về phía trước mặt chúng người ánh mắt, sát ý càng sâu. Tiếp lấy liền không nói hai lời, tiếp tục vọt tới trước. Chỉ bất quá lần này, toàn thân hắn tử mang giống như một cái vòng bảo hộ một dạng súng lại ở bên, trước người 3 mét có hơn, đều là tử lôi cuồn cuộn. Chỗ đến, mọi người còn chưa kịp tới gần hắn thân thể, liền đã bị cái này tàn phá bừa bãi lôi xà cắn thành toái phiến. Cho dù là còn lại những cái kia ẩn nặc trận thức, vừa mới phát động, lại là đụng một cái đến những thứ này không kiêng nể gì cả tử mang, liền tất cả đều phanh 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 hóa thành mảnh vụn, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mà Trác Phàm cũng cứ như vậy một mực vò tới trước, chỗ đi qua, hắn căn bản không cần động thủ, liền đã đem tất cả mọi người oanh thành hư vô, thây ngang khắp đồng, ngắn ngủi một phút thời gian, không ngờ có hơn ngàn cao thủ bị oanh giết đến liền thi thể đều không thừa. Mọi người đều hoảng sợ vội vã lui lại, cũng không dám nữa tiến về phía trước một bước, nhẹ thử phong mang. Cho dù bị Trác Phàm truy sát, cũng chỉ có tận lực thoát đi, lại không dám phản kháng. Dù sao, lúc trước dùng biển người chiến thuật, bọn họ còn có lực đánh một trận. Nhưng là hiện tại mọi người còn chưa kịp gần trước người hắn, liền đã bị cái kia tử lôi trong nháy mắt đánh chết, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người trong lòng dũng khí, đều là đối những cái kia có thể chiến thắng đối thủ phát lên, giống Trác Phàm loại này lúc này đã căn bản là không có cách tái chiến thắng đối thủ, trong lòng mọi người chỉ có khiếp đảm, đâu còn có chút dũng khí có thể nói. Bỗng nhiên, toàn bộ chiến trường phía trên, chỉ thấy Trác Phàm mạnh mẽ đâm tới, đem tất cả mọi người giết đến người ngã ngựa đổ, lại căn bản sẽ không còn được gặp lại có bất kỳ dám phản kháng người xuất hiện. Nghiêm Bán Quỷ nhìn lấy đây hết thảy, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này Trác Phàm người khoác những cái kia tử lôi, dĩ nhiên như vậy đáng sợ, so hắn những cái kia xương độc còn khủng bố, quả thực thì không ai có thể ngăn cản a. Tình cảnh này, chỗ nào còn giống bọn họ vạn người mai phục vây quét Trác Phàm bộ dáng, căn bản chính là hổ vào bầy dê, mặc hắn xâm lược a. U Vũ Sơn đồng dạng một mặt khẩn trương, trong lòng lo sợ, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên nói, đại công tử, nghĩ không ra cái này trùng thiên ma long như thế biến thái. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cái này vạn người cao thủ liều sạch cũng không làm gì được hắn. Mà lại, trận này trước cửa còn có Vân Long Thành các nhà cao tầng ở nơi đó nhìn lấy đây, nếu là chúng ta nhiều người như vậy trăm phương ngàn kế, bố hạ bẫy dập, còn đối phó không cái này không quan trọng một người lời nói, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành toàn bộ thiên vũ trò cười a. Bổn công tử biết, không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta. Thế mà, còn không đợi hắn nói tiếp xong, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã là lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hung ác, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, nghĩ không ra, nhanh như vậy bổn công tử thì muốn đích thân xuất thủ, hừ. Thật sự là một đám vô dụng phế vật. Đất hình trấn quốc thạch trước, tất cả mọi người một mặt kinh dị nhìn lấy chỗ đó hình ảnh, đã là hoàn toàn ngơ ngẩn. Trác Phàm lấy lực lượng một người, độc kháng trăm nhà cao thủ, thế mà vẫn như cũ như cùng một cái viễn cổ ma thần giống như nghiền ép đối thủ, thực lực sự khủng bố, cho dù là các thế gia trưởng lão, cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ. Riêng là Tiềm Long các Long Cửu, càng là mặt hiện kinh dị chi sắc. Trác Phàm sử dụng lớn nhất đại sát khí, không phải khác, đúng là hắn lớn nhất lấy làm tự hào tử lôi kim nhãn bên trong tử lôi. Thế nhưng là so sánh với nhau, Trác Phàm tử lôi lại là còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Có thể nói, tử lôi vòng quanh người, thiên hạ vô địch, đối phương căn bản không có người dám gần hắn thân thể một bước, trừ phi là không muốn mệnh. Như thế anh hùng khí khái, sát phạt tàn nhẫn chi thế, không khỏi làm tại chỗ tất cả mọi người lòng sinh hướng tới. Đặc biệt là một số si mê võ đạo người, như Tạ Thiên Thương một loại, sớm đã nhịn không được toàn thân hưng phấn mà run rẩy lên. Hưu, một đạo lưu quang xẹt qua, Sở Khuynh Thành lần nữa về tới đây, nhưng là trên mặt lại là treo một tia đau thương. Mỗ mỗ nhìn đến, vội vàng đi vào bên người nàng,
hỏi, Khuynh Thành, phát sinh chuyện gì? Không có gì, chậm rãi lắc đầu, Sở Khuynh Thành không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói, hắn thế nào? Mỗ mỗ biết nàng hỏi là ai, bất giác than nhẹ một tiếng, chuyển hướng cái kia đất hình trấn quốc thạch phương hướng, lẩm bẩm nói, chính ngươi xem đi. Mi đầu bất giác lắc một cái, Sở Khuynh Thành vội vàng nhìn qua, lại chính gặp Trác Phàm gào thét tại cái kia một đấu một vạn chúng bên trong tả xung hữu đột, khuôn mặt dữ tợn, những nơi đi qua đều là một mảnh chân cụt tay đứt, kêu rên kinh khủng không ngừng bên tai, cái kia đỏ thẫm hai mắt, phảng phất muốn đem trước mắt tất cả mọi thứ toàn bộ tiêu diệt đồng dạng. Chợt nhìn qua, căn bản chính là sát thần hàng thế, độc hại sinh linh. Không khỏi trong lòng đau xót, Sở Khuynh Thành nhìn không được che lên nhẹ môi, sợ chính mình tiếng nghẹn ngào phát ra, nhưng là trong mắt đã lệ quang phun trào. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, lúc này Trác Phàm trong điên cuồng, cái kia vô tận cực kỳ bi ai. Mau nhìn, Hoàng Phủ Thanh Thiên muốn xuất thủ. Đột nhiên, không biết người nào hô một câu, mọi người cùng nhau nhìn vào bên trong, lại chính gặp một đạo uy phong lẫm liệt anh vĩ đại nam tử bóng người, chính khí thế mãnh liệt hướng Trác Phàm cái kia sát thần phóng đi. Người này không phải Lục Long đứng đầu Trấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên, thì là ai? Trong lúc nhất thời, quan sát mọi người toàn đều trở nên hưng phấn. Cái này xem như thiên vũ bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất hai người tránh thức đối chiến, ai mới là người thắng lợi sau cùng, bách gia tranh minh bên trong đệ nhất gia tộc, liền muốn tại này song long chiến bên trong quyết ra thắng bại. Tuy nhiên, ấn quy tắc tới nói, chưa quay về Vân Long thành gia tộc đã thắng lợi. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, bao quát những cái kia trở về gia tộc cũng hết sức rõ ràng, bọn họ chẳng qua là trốn về đến, cũng không phải thật sự là người thắng lợi. Thiên vũ đệ nhất gia tộc danh vị, cuối cùng sẽ tại này song long ở giữa sinh ra. Ưng ực một tiếng, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn lấy đây hết thảy. Tạ Thiên Thương càng là cầm kiếm cái tay kia đều hung hăng chăm chú, trong mắt tinh quang rạng rỡ, kích động tột đỉnh. Hai người này đều là hắn muốn siêu việt mục tiêu, nhưng là ai mới là cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường giả, mới là hắn quan tâm nhất một chút. Bởi vì cái này quyết định hắn, mục tiêu cuối cùng nhất là ai? Trác Phàm. Một phương diện khác, Trác Phàm chính diệt đến hưng khởi, đã không phân rõ được đông tây nam bắc, lại là đột nhiên nghe đến hét lớn một tiếng từ phía sau phát ra, thân thể bất giác run run, quay người nhìn qua, lại chính gặp Hoàng Phủ Thanh Thiên chạy như bay đến, không khỏi tròng mắt co rụt lại, gầm thét lên tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên, nạp mạng đi. Vừa dứt lời, Trác Phàm không còn đi quản những cái kia tiểu lâu la, đột nhiên quay người hướng Hoàng Phủ Thanh Thiên phương hướng phóng đi, toàn thân tử mang bỗng nhiên co rụt lại, sau đó tất cả đều tụ tập tại nhất quyền bên trong. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng là gầm lên giận dữ lấy hướng nơi này vào tới, toàn thân kim quang đại phóng, chín đầu kim long vần quanh bên người, nhất quyền đánh ra, Hoàng Cực Bá Thể Quyết. Đụng! Hai người thân ảnh cuối cùng đụng vào nhau. Song phương quyền đầu đều là hung hăng hướng đối phương đập tới, bỗng nhiên hướng cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, kim quang phun trào, thần long sôi trào, tử lôi bạo hưởng, thiên địa sụp đổ nứt. Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên hai người, hai quyền đấm nhau, lại là nhất thời rằng co tại một khối, chỉ là hai người trên nắm tay cái kia khủng bố uy áp, lại là ẩn ẩn tại song quyền ở giữa chạy trốn, làm đấu sức. Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng Trác Phàm tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, không ai nhường ai một bước, sau cùng nhưng nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng, hai người cùng nhau bị mãnh liệt này xông lên chấn lui về, mỗi người lui năm bước, mới đình chỉ thân hình. Mà cái kia cỗ kinh khủng uy áp lại là đột nhiên bạo phát, quét ngang hướng chung quanh hết thảy sự vật, cuồng bạo tử lôi, dâng trào kim quang tàn phá bừa bãi lấy tại chỗ tất cả mọi người chúng, nhất thời liền đem hơn 2.000 người chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Chết không toàn thây. Bất giác hít sâu một hơi, mọi người trong lòng hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau. Bọn họ làm sao lại muốn đến, hai người này giao chiến, chỉ là dư âm, cũng đủ để cho bọn họ những người này, bên trong thậm chí còn có ngày huyền cao thủ, phút chốc chết tại chỗ đâu. Lúc này mọi người mới tránh thức cảm nhận được, cái gì là trên thực lực chênh lệch. Đồng dạng là thiên huyền cao thủ, thế nhưng là cứ như vậy xem ra. Hai người này một cái ngón út lực lượng, cũng đủ để nghiền chết bọn họ a. Giữa thiên địa tại sao có thể có dạng này quái vật xuất hiện, thật sự là quá biến thái.
Riêng là Lục Long Nhất Phượng bọn người người, nhìn đến đây hết thảy, rung động trong lòng càng sâu. Bọn họ cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng Trác Phàm hai người nổi danh, mặc dù biết mình cùng hai người này thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng cũng không nghĩ tới to lớn đến tình trạng như thế. Giờ này khắc này, bọn họ đều có chút cảm thấy, cho dù bọn họ đột phá thần chiếu cảnh tu vi, cũng tuyệt kéo không gần cùng hai người này chênh lệch, căn bản không xứng với cùng bọn hắn nổi danh. Tạ Thiên Thương hung hăng khẽ cắn môi, song quyền chăm chú nắm lại, lại vô lực buông ra, thở dài, âm thầm hận nói, hai cái này quái vật, đến tột cùng làm như thế nào siêu việt a? Có lẽ đây là hắn cái này võ si, lần thứ nhất trong lòng phát lên một cỗ cực kỳ tiêu cực phàn nàn tới. Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng Trác Phàm toàn lực nhất chiến, thật làm cho hắn cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Tương xứng, lực lượng ngang nhau. Mà liền tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại hai người siêu tuyệt thực lực thời khắc, chỉ có Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch, trong mắt hơi híp, thì thào lên tiếng. Thế nhưng là, hắn nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó lúc, trong mắt chỗ sâu vẫn là có một tia không hiểu kinh dị thoáng hiện. Lúc trước Hoàng đế có ý để Trác Phàm ràng buộc Hoàng Phủ Thanh Thiên, là hắn đi tuyên triệu. Hắn cũng tận lực cáo chi Trác Phàm Hoàng Phủ Thanh Thiên chỗ đáng sợ, để hắn có cái chuẩn bị, cắt không thể lấy cứng trọi cứng, làm lá mặt lá trái mới là. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm thấy Trác Phàm nhiệm vụ lần này, cực kỳ hung hiểm. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian 5 năm, tiểu tử này thực lực đã cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên cái quái vật này tương xứng. Thậm chí có thể nói, so với Hoàng Phủ Thanh Thiên đến, Trác Phàm mới thật sự là quái vật bên trong quái vật. Phải hiểu, 5 năm trước Trác Phàm mới vừa vặn miễn cưỡng có thể đánh bại Hoàng Phủ Thanh Thiên đệ đệ, Hoàng Phủ Thanh Vân, cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên thực lực càng là chênh lệch quá lớn, một trời một vực, không thể tính theo lẽ thường, nhưng là bây giờ lại đã ngang hàng. Mà lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên trước mắt là Thiên Huyền đỉnh phong tu vi, Trác Phàm lại chỉ là đoán cốt cảnh đỉnh phong, chỉnh một chút chênh lệch cấp 1A. Như thế nói đến, cho dù hai người thực lực bây giờ tương đương, nhưng là Trác Phàm tiềm lực lại là so Hoàng Phủ Thanh Thiên cái quái vật này còn muốn cự đại mà hơn rất nhiều. Ngày sau thành tựu, càng là khó có thể đánh giá. Có thể nói, lại cho Trác Phàm thời gian 5 năm, không, thậm chí chỉ cần thời gian 3 năm lời nói, hắn hoàn toàn có khả năng vung Hoàng Phủ Thanh Thiên 10 đầu đường cái. Đáng sợ như thế tiềm lực, cho dù là Phương Thu Bạch cũng không nhịn được muốn liên tục tán thưởng lên tiếng. Khó trách tiểu tử này lúc trước tiếp cái này nhiệm vụ thời điểm sảng khoái như vậy, xem ra thật sự là có tất thắng lòng tin a. Kể từ đó, chắc hẳn chỉ cần hắn lần này có thể còn sống trở về, ngày sau nhất định là Thiên Vũ một đại bá chủ, đến lúc đó cho dù là có ngàn năm nội tình đế vương môn, đoán chừng cũng muốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ha ha ha. Phương Thu Bạch lắc đầu cười khẽ, một mặt tán thưởng. Thế nhưng là, đồng dạng minh bạch điểm này, còn có Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên bọn người. Trong lòng bọn họ, Trác Phàm nguy hiểm cấp số bất giác lại tăng lên đếm cấp bậc, trở thành vô luận như thế nào đều muốn trừ hết lớn nhất nguy hiểm nhân vật. Hiện tại tiểu tử này liền đã có thể phiên giang đảo hải, quấy đến 7 nhà không được an bình, nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, cái kia còn. Đoán chừng liền xem như 7 nhà ngàn năm nội tình, cũng không làm gì được hắn. Bên trong chiến trường, Hoàng Phủ Thanh Thiên đứng nghiêm thân hình về sau, lại nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt đã tràn đầy thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được đây là thật, thiên hạ người đồng lứa bên trong, lại có người có thể đánh với hắn một trận cao thấp. Vốn là hắn cảm thấy Trác Phàm nguy hiểm, chỉ là thủ đoạn quỷ dị, âm hiểm xảo trá thôi, nhưng là hiện tại hai người toàn lực giao thủ về sau, lại là cái tương xứng kết quả, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Đường đường đế vương môn đại công tử, vô địch cả một đời, lại tại thời khắc này, gặp phải sinh mệnh địch nhân vốn có, cũng có thể đem hắn kéo xuống vương vị khắc tinh, cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một cỗ thật sâu uy hiếp cảm giác. Đây là hắn trước kia, cho tới bây giờ đều không có sinh ra qua. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt sát ý càng sâu, giống to lên tiếng, Trác Phàm, người hôm nay phải chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên, nạp mạng đi. Trác Phàm đồng dạng giống to một tiếng, toàn thân lôi mang nổ tung, hướng Hoàng Phủ Thanh Thiên phóng đi, Hoàng Phủ Thanh Thiên cắn răng một cái, đồng dạng phản tiến lên. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, thiên lôi dẫn ra địa hỏa,
hai đại luyện thể cao thủ sáp lá cả cùng một chỗ, nhất quyền nhất cước đều đủ để khai sơn liệt thạch, long trời lở đất. Cuồn cuộn dư âm không ngừng hướng chung quanh khuếch tán ra, chấn động đến những cái kia phụ thuộc gia tộc mọi người kêu rên một mảnh, gào khóc thảm thiết. Ta nói hai vị, các ngươi đánh về đánh, khác thương tới vô tội a. Các ngươi hai cái thân thể cường tráng, quyền quyền đến thịt đều không có việc gì. Chúng ta thế nhưng là thân thể đơn bạc, liền các ngươi giao chiến dư âm đều chịu không được, các ngươi tốt xấu thông cảm chúng ta một chút, đến nơi khác đánh được hay không? Thế nhưng là, hai người đã giết đỏ mắt, Trác Phàm vì báo thù, Hoàng Phủ Thanh Thiên vì địa vị mình, đâu còn có thể quản nhiều như vậy. Thật sự là nhất quyền nhất cước đều là sát chiêu, theo nam đánh tới bắc, theo đông đánh tới tây, trong nháy mắt hơn 200 chiêu đi qua, lại là ai cũng không có làm bị thương người nào một phần, chỉ bất quá đáng thương những cái kia vô tội phụ thuộc gia tộc. Vốn là mai phục Trác Phàm, bây giờ lại bị hai người chiến đấu dư âm quấy rối, số lượng thương vong nhất thời liền thẳng lái đến 5.000 trở lên, thật sự là khóc đều không đất mà khóc đi. U Vũ Sơn ba người bất giác rung động nuốt ngụm nước bọt. Liếc nhìn nhau, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, truyền lại tin tức. Nếu không, chúng ta đến địa phương khác tránh một chút. Ý nghĩ này nếu để cho người khác biết lời nói, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, liền các ngươi Lục Long Nhất Phượng đều sợ bị hai người này chiến đấu tác động đến, muốn tránh ra ngoài, còn để cho chúng ta chờ chết ở đây, thực sự quá khi dễ người. Bất quá cái này cũng có thể thấy được, hai người chiến đấu đến cỡ nào hung tàn. Cho nên ngay cả U Vũ Sơn bọn họ cái này Lục Long Nhất Phượng đều cảm thấy thiết thiết thực thực uy hiếp. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn làm ra hành động, một mực khá là không dưới hai người, thắng bại cân bằng rốt cục bắt đầu lay động. Hoàng Phủ Thanh Thiên Nhất Chảo hiện ra kim quang long chảo, đột nhiên hướng Trác Phàm vị trí hiểm yếu chộp tới, hung mãnh sắc bén uy áp, làm cho Trác Phàm cũng không khỏi khí tức trì trệ, vội vàng ngửa người khẽ đảo, tránh thoát đi. Thế nhưng là, đúng lúc này, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại là nhếch miệng tà cười một tiếng, vò tới trước móng vuốt đột nhiên biến đổi, hướng phía dưới bay thẳng, nhất thời một cỗ thiên địa uy áp hạ xuống, thẳng làm cho Trác Phàm trong nháy mắt bị áp xuống mặt đất sâu hơn một mét, rốt cuộc lật không nổi thân thể tới. Hắc hắc hắc, đi chết đi, khóe miệng lộ ra một đạo tà dị tiếu dung, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt một trận hưng phấn, long chảo thẳng bắt Trác Phàm vị trí hiểm yếu, cửu long kim cương thân, long uy chảo. Xoẹt, không gian giống như đều muốn bị xé rách đồng dạng, cái kia hiện ra ánh sáng màu vàng long chảo thẳng tắp hướng Trác Phàm mò xuống, sắc bén cương phong, thổi đến hắn mặt mũi đều một trận đau nhức. Song đồng nhìn không được co lại, Trác Phàm trong lòng hoảng hốt, uy lực như thế nhất kích, đã sắp đột phá huyền giai vũ kỹ phạm trù, thông suốt đến địa giai chi uy. Một chảo này nếu là bắt được, coi như hắn không chết cũng phải trọng thương. Trấn Quốc Thạch trước mọi người, đồng dạng quá sợ hãi, bọn họ cũng không nghĩ tới, Hoàng Phủ Thanh Thiên trừ Hoàng Cực Bá Thể Quyết bên ngoài, còn có cường hãn hơn tuyệt học. Chỉ có Tạ Thiên Thương bọn người, mi đầu nhìn không được động động, nhìn lấy cái này quen thuộc nhất chảo, nắm chặt bắt quyền đầu. Một chảo này, lúc đó Hoàng Phủ Thanh Thiên đối với bọn hắn dùng qua, chỉ bất quá khi đó lại là hời hợt, cũng không có dùng nửa phần khí lực. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bị ngoan ngoãn bị áp tại mặt đất, không có chút nào nửa phần sức phản kháng. Nhưng là hiện tại, Hoàng Phủ Thanh Thiên toàn lực ứng phó thi triển chiêu này, bọn họ mới tính chính thức cảm nhận được chiêu này đáng sợ, thật sự là hủy thiên diệt địa một dạng a. Phương Thu Bạch mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong mắt tinh quang lóe lên, thì thào lên tiếng cửu long kim cương thân. Không nghĩ tới, bộ này địa giai công pháp vậy mà lại hội tái nhập nhân gian. Cái gì, Phương tiên sinh, ngài vừa mới nói cái gì, địa giai công pháp. Bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, riêng là mỗ mỗ càng là không thể tin kêu lên, chẳng lẽ nói, đây là truyền thuyết bên trong thiên vũ hoàng thất. Đạm mạc gật gật đầu, Phương Thu Bạch hít sâu một hơi, không chút nào giấu giếm, không tệ, đây chính là thiên vũ khai quốc hoàng đế tu luyện địa giai công pháp, cửu long kim cương thân. Bất quá bộ công pháp này quá mức bá đạo, chính là luyện thể cực hạn tuyệt học, như có thiên tư không đủ, thể chất không đủ mạnh cứng rắn, vài phút hội luyện công tới chết. Năm đó khai quốc hoàng đế cũng bất quá mới luyện thành đệ nhất trọng mà thôi, nhưng dù vậy, hay là bởi vì áp chế không nổi thể nội vô thượng long khí,
mà gân mạch bạo liệt bỏ mình. Nhưng không nghĩ tới cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên tuổi còn nhỏ, không ngờ không sai đạt đến thái tổ năm đó thực lực, thực sự khó được. Riêng là, nói đến đây, Phương Thu Bạch sắc mặt ngưng tụ, thật sâu nhìn đế vương môn mọi người một cái nói, hắn cửu long kim cương thân đệ nhất trọng tương đương hoàn mỹ, chắc là còn có tiếp tục tu luyện đi xuống khả năng. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau biến sắc, nhìn về phía đế vương môn phương hướng, tràn đầy vẻ kiêng dè. Cái này đế vương môn vốn là cũng đã là bảy nhà đứng đầu, thực lực mạnh nhất, mà hiện tại bọn hắn thiếu chủ, tương lai gia chủ, Hoàng Phủ Thanh Thiên tư chất hơn người, thế mà liền địa giai công pháp đều nắm giữ, ngày sau ai còn có thể địch nổi hắn. Đồng dạng rõ ràng điểm này, đế vương môn tất cả mọi người thật cao ngang cái đầu, cười lạnh liên tục. Phảng phất tại nói, hiện tại biết chúng ta lợi hại a, các ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch, hừ hừ, chờ coi, các ngươi là không có kết quả tốt. Sắc mặt bất giác càng ngưng trọng thêm, Mỗ Mỗ cùng Long Giật Phi ba người liếc nhìn nhau, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là lúc trước bọn họ bảy nhà tuy nhiên thực lực có chênh lệch, nhưng dù sao mỗi nhà đều có một bộ gia truyền huyền giai vũ kỹ kể bên người, chênh lệch cũng không tính quá lớn, tương lai còn có lực đánh một trận. Nhưng là hiện tại, đế vương môn lại là đột nhiên xuất hiện một cái nắm giữ địa giai vũ kỹ tu luyện giả, lại là trong nháy mắt kéo ra cùng còn lại 6 nhà khoảng cách, đạt đến mong muốn không thể thành cấp độ, thật sự là đã không tại cùng một cái phương diện lên. Vừa nghĩ đến đây, ba nhà trưởng sự người liền nhìn không được ai thán liên tục, trong lòng hưu quạnh. Trong lòng suy nghĩ cứ tiếp như thế, tiếp tục đối địch với đế vương môn, có phải hay không một sai lầm quyết định. Dù sao hiện tại, cho dù người trẻ tuổi bên trong có hy vọng nhất đánh với Hoàng Phủ Thanh Thiên một trận chắc phàm, cũng đã tại bên bờ sinh tử. Hắn cũng chỉ là nắm giữ lấy huyền giai vũ kỹ mà thôi, coi như thiên phú mạnh hơn, hiện tại như thế nào lại là đã nắm giữ địa giai vũ kỹ Hoàng Phủ Thanh Thiên đối thủ. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều là nhìn không được thẳng lắc đầu, nhìn về phía Trấn Quốc Thạch bên trong, tựa hồ lập tức liền muốn chia ra thắng bại tình cảnh, thở dài. Chỉ có Sở Khuynh Thành, Lạc Vân Thường bọn người, không có chút nào bất kỳ ý tưởng gì, chỉ là chăm chú ý cái kia đã bị Hoàng Phủ Thanh Thiên uy áp hung hăng áp trong đất Trác Phàm, trên mặt chỉ có vẻ lo lắng. Trác Phàm, đi chết đi! Trên chiến trường, Hoàng Phủ Thanh Thiên hét lớn một tiếng, điên cười như điên nói. Trong hai mắt, đã lộ ra hưng phấn mà vẻ dữ tợn. Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm tuy nhiên vẫn như cũ lên không thân thể, nhưng là trong mắt ngưng tụ. Phải trong mắt vầng sáng màu vàng óng lóe lên một cái rồi biến mất, nộ hống lên tiếng, bị chết. Là ngươi, không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm bóng người siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhất trảo công kích hư không, nhất thời đem mặt đất toàn bộ đánh đến hãm hạ xuống, đột nhiên xuất hiện một cái ngàn mét sâu hang lớn. Trong mắt nhịn không được run run một chút. Hoàng Phủ Thanh Thiên thầm kêu một tiếng không ổn, vừa muốn đứng dậy, lại là đụng một tiếng vang thật lớn, một đạo hiện ra tử mang lôi quyền hung hăng nện ở hắn trên sống lưng. Trong chốc lát, mãnh liệt tử lôi tuôn ra nhập thể nội, tàn phá bừa bãi lấy hắn đáy lòng, cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên cứng rắn như thế thân thể, cũng có chút không chịu nổi, không khỏi phun ra một miệng đỏ tươi dòng máu, bỗng nhiên nện vào trong động sâu, lại đem ngàn mét động sâu hướng phía dưới tiến dần lên ngàn mét sau khi. Cái này vừa ra hồ tất cả mọi người dự kiến đảo ngược, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mọi người căn bản còn đến không kịp làm rõ ràng, Trác Phàm là như thế nào đào thoát, dĩ nhiên đã nhìn đến, Trác Phàm một cái mãnh liệt quyền đem Hoàng Phủ Thanh Thiên cho trong nháy mắt oanh tới đất bên trong. Tất cả mọi thứ, đều quá mức đột nhiên, đến mức mọi người cũng không khỏi đến bỗng nhiên ngây người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trác Phàm thay hình đổi vị thần thông, biết người rất ít. Cũng chỉ có Lục Long Nhất Phượng mới tận mắt chứng kiến qua, còn lại người chờ lần này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cái này thần thông, bất giác tất cả đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cho dù là Phương Thu Bạch cũng không nhìn được run run thân thể, nháy mắt mấy cái, một mặt mê hoặc. Bởi vì ngay tại vừa mới, cho dù là hắn cái này thần chiếu đỉnh phong cao thủ, đường đường thiên vũ hộ long thần vệ, cũng không hiểu được Trác Phàm là như thế nào làm đến. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ thế gian còn có hắn Phương Thu Bạch không biết võ kỹ công pháp? Chí ít tại thiên vũ cái này khu vực là không có chứ, nhưng là làm sao?
không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cuối cùng Phương Thu Bạch bất giác lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng thêm tán thưởng. Tiểu gia hỏa này, luôn luôn khiến người ta kinh thán không thôi a. Mà Mỗ Mỗ cùng Long Giật Phi mấy người cũng là ánh mắt sáng lên, gặp Trác Phàm tại Hoàng Phủ Thanh Thiên Địa Giai vũ khí uy hiếp dưới, chẳng những không có bị mảy may tổn thương, còn có thể phản chơi một vố, đem đối phương đánh ngã, bất giác lại sinh lên cùng đế vương môn đối kháng tiếp hy vọng. Tiểu tử này, thật là khiến người ta không phục không được a, ha ha ha. Long Giật Phi cùng Mỗ Mỗ, Tạ Khiếu Phong ba người lẫn nhau nhìn xem, đều là nhạt cười ra tiếng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu ý cười, đạm mạc lên tiếng, tựa hồ là nói với Lãnh Vô Thường, nhưng là tiếng nói nhưng cũng rõ ràng truyền đến còn lại trưởng lão trong tai, xem ra Thanh Thiên còn không phải tiểu quái vật kia đối thủ, muốn đối phó hắn này quái dị chiêu thức, còn phải nhìn Lãnh tiên sinh diệu kế. Môn chủ yên tâm đi, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Hoàn toàn minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, cũng là nhờ vào đó đả kích đại công tử tại tất cả trưởng lão trong lòng uy tín, Lãnh Vô Thường trong lòng thầm cười một tiếng, theo hắn lời nói gật đầu nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thỏa mãn cười cười, tiếp tục xem hướng cái kia trấn quốc thạch bên trong. Mà giờ này khắc này, đụng một tiếng vang thật lớn phát ra, bụi mù đầy trời, Hoàng Phủ Thanh Thiên theo cái kia sâu trong lòng đất phi lên, toàn thân bụi đất, lộ ra cực kỳ chật vật. Nhưng là còn không đợi hắn đứng vững gót chân, một đạo chói tai âm thanh xé gió, nhưng lại là đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên quay người lóe lên, lại đối diện lên Trác Phàm đó là máu song đồng. Đồng thời, Lôi Vân Dực hóa thành một thanh dao nhọn, thẳng tắp theo hắn khuôn mặt sát qua, nhất thời tại hắn gương mặt lưu lại một đạo đỏ tươi ấn ký. Đầu trong nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, Hoàng Phủ Thanh Thiên dọa đến trái tim đều nhanh ngưng đập. Nguy hiểm thật a, vừa mới nếu không phải hắn kịp thời phản ứng, đoán chừng hiện tại đầu đã bị người ta cho đâm xuyên. Nguy hiểm như thế tràng cảnh, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Sau đó trong lòng cũng càng thêm cẩn thận, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, sát ý càng sâu. Trác Phàm là cho đến tận này, một cái duy nhất có thể uy hiếp được người khác, nhất định phải giết chết. Nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Thanh Thiên quyết định thật nhanh, vung tay lên. Trong nháy mắt bắt lấy Trác Phàm một cái Lôi Vân Dực, một cái tay khác bỗng nhiên hướng Trác Phàm mặt đập tới. Giống như một đạo như lưu tinh, một quyền này thế lớn lực mãnh liệt, dường như thế tất yếu đem đầu hắn đánh tới giống như. Thế nhưng là Trác Phàm lại mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cũng không nóng nảy, chờ quyền kia đầu tới gần lúc, mới phải đồng tử vầng sáng màu vàng óng lóe lên, trong nháy mắt biến mất bóng người. Sau đó, đụng một tiếng vang thật lớn về sau. Hoàng Phủ Thanh Thiên chợt cảm thấy sau lưng một cỗ đại lực truyền đến, cũng đã bị Trác Phàm đem Lôi Vân Dực hóa thành một đạo lôi tiên, hung hăng quất vào trên sống lưng. Tử sắc lôi mang lần nữa nhập thể, để hắn nhịn không được lại phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Ngay sau đó, Trác Phàm thừa cơ truy kích, từng bước ép sát, Hoàng Phủ Thanh Thiên hung hăng khẽ cắn môi, muốn phản kích, lại là chỉ có một thân khí lực không chỗ làm. Chỉ vì Trác Phàm thật sự là quá quỷ dị. Thân hình lơ lửng không cố định, hắn căn bản bắt sờ không tới thân hình hắn. Kết quả là, một màn kỳ quái cảnh tượng xuất hiện, Trác Phàm giống như một đạo như u linh, phiêu hốt ở Hoàng Phủ Thanh Thiên trước sau trái phải, các cái phương vị, hiện ra tử lôi Lôi Vân Dực, hóa thành roi dài hung hăng quất ở trên người hắn, thẳng đem hắn quất đến toàn thân từng đạo vết máu, thổ huyết không ngừng, lại là căn bản không có lực phản kháng chút nào. Hoặc là nói, hắn muốn phản kháng. Lại căn bản cũng không tìm tới phản kháng người. Bởi vì người kia, cũng là như cùng một cái như quỷ mị tồn tại, hắn hoàn toàn tìm không thấy cái kia người thân ảnh. Cứ như vậy, Hoàng Phủ Thanh Thiên cả đời lớn nhất khuất nhục thời khắc đến, hắn liền tựa như một cái tiểu thụ giống như, bị Trác Phàm không ngừng mà quất roi quất, chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, không còn cách nào khác. Trấn Quốc Thạch trước tất cả mọi người, lại đều đã nhìn mắt trợn tròn. Đây là cái kia Lục Long đứng đầu Trấn Thiên Đế Vương Long A, làm sao lại bị đánh đến uất ức như thế? Mà xem xét lại Trác Phàm, lại là mỗi một roi đều quất thoải mái đầm đìa, tràn ngập báo thù khoái cảm. Sốt cục, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhịn không được, giống to lên tiếng, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mở ra đại trận. Ách, đại công tử,
ngươi không phải nói đại trận này muốn chờ. U Vũ Sơn bất giác sững sờ, thì thào lên tiếng. Thế nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã một mặt ủy khuất chửi ầm lên mà ra, lão tử chờ không, nhanh mở ra trận thức. Không khỏi sững sờ, U Vũ Sơn còn là lần đầu tiên nhìn đến vị này đại công tử như thế không có phong độ địa bạo nói tục, minh bạch đã chuyện quá khẩn cấp, vội vàng hướng trong rừng rậm đánh thủ thế. Chỉ một thoáng, một trận vô hình ba động phát ra, toàn bộ chiến trường đột nhiên bị một tầng trong suốt cái lồng bao phủ lại. Mà Trác Phàm còn muốn lại tiến hành thay hình đổi vị lúc, lại là bỗng dưng thân thể trì trệ, càng lại cũng dò xét cha không đến bất luận cái gì không gian chỗ. Kết giới, mi đầu nhịn không được run run, Trác Phàm trong lòng thầm hừ một tiếng, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, cái này thần toán tử xem như đem hắn đều mò thấy, thậm chí ngay cả hắn không minh thần đồng đều nghĩ đến ứng đối chi pháp. Đại trận mở ra, vẫn là quá sớm a. Trấn Quốc Thạch trước, Lãnh Vô Thường vuốt khẽ tròm râu, trong mắt tinh quang rạng rỡ, thở dài lên tiếng, theo lão phu biết, tiểu tử này giao đấu thức chi đạo rất có nghiên cứu. Kết giới này coi là mở ra đến càng muộn càng tốt, đến lúc đó mới có thể đánh hắn trở tay không kịp. Thế nhưng là lại không mở ra, Thanh Thiên chỉ sợ cũng chịu không được. Bất giác khẽ cười một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Lãnh tiên sinh, coi như hiện tại mở ra trận thức, tiểu tử này thật có cơ hội phá trận sao? Trầm ngâm một chút, Lãnh Vô Thường chậm rãi lắc lắc đầu, trong mắt hơi híp nói, coi như hắn là trận pháp đại sư, cũng như cũ cơ hội xa vời. Cái kia không là được. Ngươi chỉ là lo lắng thời gian dài, hắn có đầy đủ thời gian nghiên cứu trận thức, phá trận mà ra. Đã hắn cơ hội xa vời, còn có cái gì có thể sợ? Bất giác cười nhạt lắc đầu, Hoàng Phủ Thiên Nguyên khoan thai lên tiếng. Không, lão phu xuất thủ, tuyệt sẽ không cho đối phương lưu phía dưới bất luận cái gì xoay người cơ hội, riêng là càng nguy hiểm đối thủ, càng là như thế. Chậm rãi khoát khoát tay, Lãnh Vô Thường trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo ngoan sắc. Hoàng Phủ Thiên Nguyên gặp, bất giác nhịn không được cười lên, trong lòng thầm than. Cái này mưu sĩ ở giữa tranh đấu, thật sự là so với bọn hắn tu luyện chi nhân chiến đấu còn muốn hung ác vô tình được nhiều a. Tiểu Chu Thiên Trận. Một phương diện khác, Trác Phàm nhìn khắp bốn phía một vòng, gặp 365 vị thiên huyền cao thủ, cùng nhau chắp tay trước ngực, ngồi tại đại trận mắt trận vị trí, duy trì kết giới vận chuyển. Đã là hoàn toàn minh bạch. Đây chính là 6 cấp khốn trận, Tiểu Chu Thiên Trận không thể nghi ngờ. Trận này không có cái gì đừng có dùng đồ, cường điệu cũng là rơi vào một cái khốn chữ lên. Lấy Chu Thiên Phương vị bố trận, hình thành một cái tiểu thiên địa, cực kỳ kiên cố. Một khi vào tới trận này, liền giống như tiến vào khác một phương thiên địa, trừ phi nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, nếu không là vạn vạn ra không được. Đến lúc đó đừng nói là thần chiếu cao thủ. Coi như thần chiếu trở lên cường giả, muốn đột phá trận này, không có bố trận người tự mình thả người, người coi như hướng trên vạn năm, cũng đừng hòng thoát đi nơi đây. Riêng là tại trận thức này bên trong, không gian đã bị hoàn toàn phong tỏa, Trác Phàm thay hình đổi vị trong nháy mắt phong kín, lại là cho đến tận này, hắn cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên giao chiến đến nay, lớn nhất đại nguy cơ. Dù sao, đây mới thực là không có đường lui chiến đấu. Hoặc là thắng. Hoặc là chết, chỉ có một loại lựa chọn, muốn trốn, lại là tuyệt đối không thể nào. Hoàng Phủ Thanh Thiên. Trác Phàm bất giác khẽ cắn môi, hung tợn nhìn lấy đối diện cái kia đầy mặt tà tiếu thanh niên, song quyền nhìn không được nắm chặt lên, từng đạo tử sắc sấm sét ầm vang nổ vang, đạp chân xuống liền hướng về phía trước mãnh liệt tiến lên. Hoàng Phủ Thanh Thiên gặp hắn vào tới, mà không phải dùng cái kia quỷ dị thay hình đổi vị, biết kế này đã thành, không khỏi đại hỉ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, đồng dạng tiến lên. Chỉ một thoáng, hai người lần nữa đụng vào nhau, đồng dạng không phân thắng thua, nhưng là Hoàng Phủ Thanh Thiên lại cảm thấy một trận thoải mái đầm đìa. Dù sao, vừa mới hắn nhưng là bị đánh rất thảm, không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống, hiện tại rốt cục có thể theo đối phương chính diện đường đường chính chính giao thủ, nhưng bây giờ là một loại lớn lao hạnh phúc. Kết quả là, hai người lần nữa ngươi tới ta đi. Chiến làm một đoàn. Không khỏi, lại là hơn 200 chiêu đi qua, Hoàng Phủ Thanh Thiên càng đánh càng hăng, Trác Phàm lại là dần dần có chút cố hết sức lên. Thấy tình cảnh này, mọi người bất giác kinh hãi.
trước hết hai vị trí đầu người giao chiến đến xem, Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên hẳn là thực lực lực lượng ngang nhau, vì sao không đến thiên chiêu, Hoàng Phủ Thanh Thiên còn chưa lộ ra mỏi mệt đến, Trác Phàm dĩ nhiên đã lực bất tòng tâm. Bọn họ cũng đều là toàn lực ứng phó, người nào cũng không có nương tay mới đúng, chẳng lẽ nói Hoàng Phủ Thanh Thiên ngay từ đầu thì cũng không có sự toàn lực. Vừa nghĩ đến đây, mọi người trong lòng càng thêm lo lắng, Tạ Thiên Thương càng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói ai, Hoàng Phủ Thanh Thiên thật sự là đáng sợ, chẳng lẽ đối mặt Trác Phàm dạng này đối thủ, hắn chả không có suất toàn lực sao? Thế nhưng là hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo cười khẽ lại là đột nhiên vang lên, rơi vào tất cả mọi người bên tai. Ha ha ha, không phải hắn không có suất toàn lực, mà chính là Trác Phàm đánh ngay từ đầu thì ra quá nhiều lực, sớm đã vượt qua bản thân trong giới hạn chịu đựng. Mọi người không khỏi khẽ giật mình, quay đầu hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua, lại chính gặp Phương Thu Bạch bất đắc dĩ dao động cái đầu nói, các ngươi nhìn hắn trên thân tử lôi, quang mang đã bắt đầu trở thành nhạt, mà lại hắn thân thể cũng có chút không chịu nổi. Nghĩ đến hắn lúc trước là dựa vào cái này tử lôi chi uy, miễn cưỡng đem chính mình lực lượng tăng cường đến cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên một kháng cấp độ. Bất quá dạng này đại giới, lại là vượt qua hắn thân thể phụ tải cực hạn, quả thực cũng là để mạng lại liều. Nếu là lúc trước hắn dựa vào cái kia quỷ mị giống như thân pháp, còn có sức liều mạng lời nói, cái kia hiện tại cái này kết giới, tựa hồ đem hắn thân pháp hoàn toàn giam cầm, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy đèn cạn dầu thời điểm. Các ngươi chớ nhìn hắn bây giờ còn tại cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên rằng co không dưới, thực đã là nỏ mạnh hết đà. Thắng bại đã phân, không cần lại nhìn, ai? Phương Thu Bạch thở dài, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận. Mọi người nghe vậy, cẩn thận lại nhìn đi, quả gặp Trác Phàm hô hấp tần suất càng ngày càng gấp rút, toàn thân cao thấp vô hại từ nứt, cuồn cuộn máu tươi chảy ra không ngừng dưới, hiển nhiên đã là năng lượng tiếp nhận đến cực hạn thời gian, thân thể bắt đầu sụp đổ. Mà xem xét lại cái kia Hoàng Phủ Thanh Thiên, lại là long tinh hổ mãnh, thế bất khả kháng. Ai, cái này trùng thiên ma long cuối cùng vẫn là đánh không lại chấn thiên đế vương long, cái này thiên mệnh sở quy a. Tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại nhìn về phía trấn quốc thạch bên trong, Trác Phàm lại tựa hồ như hoàn toàn không có có ý thức đến điểm này giống như, y nguyên hướng về Hoàng Phủ Thanh Thiên vọt mạnh dồn sức đánh, không biết lượng sức một đường tiến mạnh. Tựa hồ cho dù liều lên cái mạng này, cũng nhất định muốn đánh bại trước mặt đối thủ đồng dạng, trong lòng mọi người lại không lý do phát lên một cỗ kinh ý tới. Cái này xác thực là một loại châu chấu đá xe muốn chết hành động, nhưng không mất làm một loại anh hùng mặt lộ bi tráng. Đế vương môn bọn người nhìn lấy Trác Phàm quyền đầu càng ngày càng bất lực, bất giác đều là phát ra trận trận cười lạnh. Tạ Thiên Thương thì là chăm chú trường kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy chiến ý. Thật hận không thể xông lên phía trước, cùng Trác Phàm kề vai chiến đấu. Sở Khuynh Thành cùng Lạc Vân Thường chờ nữ, lại sớm đã hai mắt đẫm lệ rưng rưng, nhìn lấy cảnh tượng như vậy, trong lòng rất lo lắng đau đớn. Trác Phàm là thật bị cừu hận làm mờ lý trí, mới sẽ như thế không để ý tự thân an nguy điên cuồng chiến đấu a. Rốt cục, tại hai người lại đánh hơn 100 chiêu về sau, Trác Phàm trên thân lôi mang dần dần tán đi, lực lượng cũng nhỏ rất nhiều. Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bắt lấy cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, tiếp lấy nương theo lấy một tiếng long ngâm, lóe kim quang nhất quyền đột nhiên đánh vào Trác Phàm mặt lên. Hoàng cực bá thể quyết. Oanh! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang phát ra, Trác Phàm từ hai người giao chiến về sau, lần thứ nhất bị đánh ngã xuống đất, làm cho phương viên ngàn mét vỡ vụn thành từng mảnh, từng ngụm máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. U Vũ Sơn bọn người không rõ ràng cho lắm, gặp này không khỏi sững sờ, trước kia Trác Phàm bị một quyền này, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, nhưng lần này làm sao lại liền nôn máu tươi không ngừng, hiển nhiên là làm bị thương tạng phủ, trọng thương tại thân. Đây là có chuyện gì, lúc trước cũng không nhìn hắn bị đánh cho bị thương a. Chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên minh bạch bên trong quan trọng, cười lạnh, một chân giẫm tại tới đất không nổi, thậm chí lực lượng đều tại đại lượng sói mòn Trác Phàm trên ngực. Suy cười ra tiếng, hừ, số tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại a, không phải có rất nhiều quỷ dị chiêu số a, làm sao, đều không xử ra được sao? Hắc hắc hắc, ngươi đừng tưởng rằng bổn công tử không nhìn ra, những cái kia tử lôi tăng lên lực lượng ngươi, nhưng cũng tại tổn thương thân thể ngươi, vừa mới ngươi sở dĩ có thể đánh với bổn công tử một trận,
chẳng qua là uống chậm chỉ khát hành động mà thôi. Ngươi thực lực chân chính, cùng bổn công tử còn kém xa lắm đâu. Hoàng phủ Thanh Thiên dưới chân lại vừa dùng lực, Trác Phàm bất giác lại phun ra một miệng pha tạp lấy nội tạng máu tươi, lại là cắn chặt hàm răng không lên tiếng. Lạc Vân Thường chờ nữ nhìn lấy tình cảnh này, sớm đã lệ rơi đầy mặt, bọn người người cũng là ai thán liên tục, Trác Phàm cái này trùng thiên ma long, cuối cùng đèn cạn dầu a. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tâm lý đều hiểu, lấy Trác Phàm xảo trá, nếu là đơn đả độc đấu, dựa vào đủ loại thủ đoạn, Hoàng Phủ Thanh Thiên tuyệt đối không làm gì được hắn. Nhưng cũng tiếc, hôm nay hắn mất lý trí, mới có thể bị cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên thiết kế hãm hại, muốn ngủ chết ở chỗ này. Nếu là lại đã nhiều ngày tu luyện lời nói, Trác Phàm thực lực nhất định vượt qua Hoàng Phủ Thanh Thiên mấy lần, nhưng là không có nếu như, không có như thế cơ hội. Hoàng Phủ Thanh Thiên tròng mắt hơi híp, nhìn lấy dưới chân kéo dài hơi tàn Trác Phàm, khinh miệt lắc đầu, cười khẩy nói, đáng tiếc a, thật sự là quá đáng tiếc, bằng tư chất ngươi, vốn là có thể cùng bổn công tử quyết tranh hơn thua, ngày sau người nào là chân chính vương giả còn không nhất định. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác vì một cái nha đầu chết tiệt kia choáng váng đầu óc, chỉ một điểm này tới nói, ngươi thì không xứng đáng vương. Chính thức vương giả, chỉ có bổn công tử Hoàng Phủ Thanh Thiên một người. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Hoàng Phủ Thanh Thiên một chân bỗng nhiên hướng Trác Phàm đầu đạp xuống, giống to lên tiếng, phảng phất muốn chứng minh chính mình thắng lợi đồng dạng, đã ngươi như thế nhi nữ tình trường, liền xuống đi bồi cái kia xú nha đầu đi. Muốn báo thù, hừ hừ, đời sau ngươi cũng không có cơ hội này. Cái kia xú nha đầu chết, có thể đem ngươi kéo xuống nước, ngược lại là chết đúng chỗ, ha ha ha. Hô! Trận gió mãnh liệt, ở bên tai xẹt qua, Hoàng Phủ Thanh Thiên phách lối cười to, vang vọng tại tất cả mọi người trong tai. Mà hắn một chân cũng lập tức liền muốn đem Trác Phàm đầu dẫm nát, mọi người cũng là trong lòng một nắm chặt, không đành lòng cúi thấp đầu, chúng nữ càng là nước mắt rầm rầm chảy xuống. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, theo một tiếng sấm rền nổ vang âm thanh bên trong, Hoàng Phủ Thanh Thiên một cước kia lại là nhất thời bị cản giữa không trung. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn xuống dưới, lại là đột nhiên phát hiện. Hắn cái kia trên chân vậy mà nắm lấy một cái thiết chảo, lên tử lôi phun trào, đúng là so lúc trước càng thêm chói lóa mắt. Mi đầu nhịn không được động động, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lòng kinh hãi, muốn tiếp tục đạp xuống, lại là làm sao cũng không động đậy. Hoàng Phủ Thanh Thiên, ta tuyệt sẽ không chết trong tay ngươi. Giống như là theo cửu u địa phủ bên trong truyền đến vang động đồng dạng, tại Hoàng Phủ Thanh Thiên cái kia ánh mắt kinh dị bên trong, cái kia thiết chảo bỗng nhiên vừa nhấc. Nhất thời đem hắn nhấc lên bay ra ngoài. Cái kia cố cường đại lực đạo, cho dù là hắn cũng khó có thể ngăn cản. Chờ ổn định thân thể, nhìn về phía trước lúc, lại là đã kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể, hắn đâu còn có như thế lực lượng. Hoàng Phủ Thanh Thiên kinh ngạc nhìn về phía trước cái kia đạo sấm sét nổ vang, tử lôi phun trào, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Mà bọn người người, cũng tất cả đều trong nháy mắt ngây người. Tại cái kia tử lôi bên trong, Trác Phàm chậm rãi đứng người lên, trong mắt chỉ có vô tận sát ý, tuy nhiên toàn thân cao thấp máu chảy như trụ, liền da thịt cũng bắt đầu nứt toác ra, nhưng là cái kia không ngừng tuôn ra bạo liệt năng lượng, lại là làm cho tất cả mọi người cũng nhìn không được trong lòng run sợ. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng giống vậy sắc mặt cấp tốc ngưng trọng lên. Tiểu tử này, trong thân thể đến tột cùng ẩn chứa nhiều đại năng lượng a. Lạnh lùng nhìn về phía trước, Trác Phàm trong mắt một mảnh hàn mang, không có chút nào sắc thái, cho dù là trên thân da thịt đứt thành từng khúc cũng căn bản không để ý tới. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên một người, khắc cốt cừu hận không giữ lại chút nào phát ra, liền xem như Trấn Quốc Thạch trước mọi người, đều có thể thiết thiết thực thực cảm thấy cái kia cỗ băng lãnh, giống như muốn đông lạnh tận xương tủy hận ý ngập trời. Hoàng Phủ Thanh Thiên, hôm nay lão tử coi như liều tánh mạng không muốn. Cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm một mặt dữ tợn, thâm trầm nói, không minh thần đồng, hạn chế giải trừ. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ cường hãn hơn tử lôi bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, Trác Phàm tại lạc lôi hạp hấp thu tử lôi năng lượng, triệt để phóng xuất ra. Giống, một đạo nổi giận bên trong sen lẫn thống khổ huyết dài vang vọng đất trời, Trác Phàm toàn thân năng lượng nổ tung.
tử sắc lôi mang giống như chảy xiết đại hải giống như không ngừng tuôn ra, khí thế của hắn cũng tại điên cuồng tăng trưởng, cái kia cỗ hủy thiên diệt địa uy áp, làm cho tại chỗ tất cả mọi người không khỏi khí tức trì trệ, trong lòng nhịn không được run rẩy lên. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không thấy lùi lại hai bước, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Như thế cuồng bạo năng lượng bạo phát, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người theo trong thân thể dẫn phát ra, riêng là người này còn không có bởi vì năng lượng tăng lên mà bạo thể, cái này thì càng để cho người khiếp sợ không thôi. Mà Trấn Quốc Thạch trước mọi người, mặc dù không có tại hiện trường, nhưng nhìn cái này một kinh thiên động địa tràng diện, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương Thu Bạch càng là nhìn không được co lại đồng tử, cả kinh nói tiểu gia hỏa này. Lại còn ẩn giấu đi đáng sợ như thế một chiêu, thật sự là khó được. Có điều, hắn đến cùng có thể hay không chịu đựng được đâu. Thả mắt nhìn đi, theo cỗ năng lượng này hoàn toàn bạo phát đi ra, Trác Phàm trên thân cột máu càng ngày càng nhiều, toàn bộ thân thể cũng giống như liệt phong bên trong như gỗ khô, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Khẽ chau mày. Phương Thu Bạch trong mắt một mảnh thần sắc lo lắng, còn lại người chờ cũng là một mặt lo âu nhìn lấy chỗ đó, Sở Khuynh Thành chờ nữ càng là đau đến tâm đều đang chảy máu. Rất hiển nhiên, Trác Phàm cái này đã là lấp mệnh đổi mệnh đấu pháp. Đây đối với trước kia hắn, không đến sống còn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhưng là bây giờ, vì đánh bại Hoàng Phủ Thanh Thiên, vì ngưng nhi báo thù, hắn lại là cái gì đều không thèm đếm xỉa. À! Lại là một tiếng thống khổ kêu rên vang lên, Trác Phàm tăng lên không ngừng khí thế rốt cục dừng lại, toàn thân cao thấp phủ đầy tử lôi, sau lưng một đôi lôi vân rực càng là hoàn toàn hóa thành tử sắc, theo đôm đốp tiếng vang, tản ra khí tức nguy hiểm. Trác Phàm từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã tràn đầy dòng máu, trên đầu gối càng là một mảnh máu thịt be bét, bị tử lôi tàn phá bừa bãi lộ ra bạch cốt âm u, tựa hồ tương đương thống khổ. Nhưng là hắn trong hai mắt nhưng như cũ chớp động lên dữ tợn ánh sáng. Trong mắt nhìn không được hơi động một chút, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn lấy cái kia đạo đạo lôi mang, bất giác trong lòng run lên, lại lộ ra cười nhạo thanh âm, châm chọc nói, Trác Phàm, ta làm ngươi còn có cái gì không nổi thủ đoạn đặt ở sau cùng, nguyên lai chỉ là loại này trước thương tổn chính mình sau đả thương người ngu xuẩn hành vi. Lấy ngươi bây giờ thương thế tình huống, chính mình thân thể đều nhìn không được. Coi như lực lượng tăng lên thì thế nào, vẫn như cũ không phải bổn công tử đúng. Hưu. Thế mà, còn không đợi hắn nói hết lời, một đạo thân ảnh màu tím đã là trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một đạo đại lực đã là bỗng nhiên đánh tới hắn mặt lên, nhất thời liền đem hắn nhất trưởng đẩy đi ra. Xẹt qua ngàn mét xa, một tiếng ầm vang, đụng vào một tòa núi nhỏ lên, bỗng nhiên liền vùi sâu vào cái kia vỡ vụn sơn phong phế tích bên trong. Mà hắn trước kia chỗ địa phương, Trác Phàm vẫn như cũ đưa một bàn tay, lạnh lùng nhìn lấy hắn bị đánh bay phương hướng. T. Bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bất luận là trong chiến trường người, vẫn là Trấn Quốc Thạch trước quan sát mọi người, toàn cũng nhìn không được tròng mắt co rụt lại, đầy mặt kinh hãi chi sắc. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, Trác Phàm lúc này tốc độ cùng lực lượng, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ, mà ngay cả Hoàng Phủ Thanh Thiên dạng này quái vật. Đều không có chút nào chống đỡ chi lực, bị một chiêu đánh bay. Ầm ầm, Hoàng Phủ Thanh Thiên theo phế tích bên trong đứng dậy, trên mặt đã là máu mũi chảy ròng, nhưng là hắn lại cũng không cần cố kỵ như vậy, chỉ là một mặt khiếp sợ nhìn lấy đối diện cái kia đạo lạnh lùng bóng người, trong lòng nhìn không được run rẩy lên. Vừa mới đó là cái gì? Tốc độ cũng quá nhanh a, càng cỗ lực lượng kia lại là làm cái quỷ gì? Tiểu tử này nhìn qua rõ ràng lập tức liền muốn đèn cạn dầu, tại sao lại sẽ xuất hiện cường đại như thế lực lượng, so với toàn thịnh thời kỳ, còn mạnh hơn đếm không chỉ gấp 10 lần. Trong mắt nhịn không được động động, Hoàng Phủ Thanh Thiên ở sâu trong nội tâm, bình sinh lần thứ nhất sinh ra một cỗ e ngại cảm giác đến. Thế nhưng là này niệm vừa ra, Hoàng Phủ Thanh Thiên liền hung hăng lắc đầu, muốn vứt bỏ loại ý nghĩ này. Hắn cả đời bất bại. Tự nhận là thượng thiên chọn chúng thiên mệnh chi nhân, trời sinh vương giả, làm sao có thể sẽ đối người khác sinh thấy sợ hãi cảm giác. Kết quả là, hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình tỉnh táo lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên mặt đã tràn đầy chiến ý. Nhưng là, hắn phía trước lại là không có một ai. Bất giác sững sờ, Hoàng Phủ Thanh Thiên còn không có rõ ràng, Trác Phàm đến cùng đi nơi nào.
Đụng một tiếng vang thật lớn, một cỗ đại lực lại đã là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh tới hắn trên sống lưng, từng đạo tử lôi cuộn trào mãnh liệt. Oanh! Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ đến 10 km, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng là nhịn không được phun ra một miệng đỏ tươi dòng máu, trong lòng đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này, lúc nào đến sau lưng ta? Cứng ngắc đầu quay đầu đi, lại chỉ thấy được Trác Phàm cái kia băng lạnh ánh mắt cùng hiện ra tử sắc lôi mang nắm đấm thép hung hăng đặt ở hắn trên sống lưng. Sỉ nhục! Liên tục hai lần bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, tại hắn Hoàng Phủ Thanh Thiên trong cuộc đời, quả thực cũng là lớn lao sỉ nhục. Riêng là cái này hai chiêu bên trong, hắn tâm lý hết sức rõ ràng, không phải là bởi vì tưới nước hoặc nhẹ địch bị đánh bại, mà là chân chính yếu tại đối phương, mới có thể không có chống đỡ chi lực. Đây là lớn nhất triệt để thất bại, tâm phục khẩu phục thất bại. Đây là tại Hoàng Phủ Thanh Thiên bình sinh hơn 20 năm đều không có gặp phải, thậm chí không hề nghĩ ngợi qua sự tình, càng làm cho hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Bất giác hung hăng khẽ cắn môi, Hoàng Phủ Thanh Thiên gân xanh nổi lên, trong lòng nộ khí càng sâu, trong mắt sát ý càng là giống như thực chất tiêu tán đi ra. Trác Phàm, này người tuyệt đối muốn chết. Trong lòng gầm lên giận dữ tê minh. Hoàng Phủ Thanh Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, thủ hạ vỗ mặt đất, thân thể một chuyển, liền trong nháy mắt thoát khỏi Trác Phàm một quyền kia áp bách, đột nhiên bay về phía không trung, tiếp lấy nhất chảo hướng Trác Phàm chán chộp tới, cửu long kim cương thân, long uy chảo. Xoẹt! Tựa như thiên địa đều muốn sụp đổ đồng dạng, Hoàng Phủ Thanh Thiên một chảo này vồ xuống, hiện ra chói tai phong minh thanh âm, giống như một cái chánh thức long chảo, muốn đem hết thảy đều xé nát một dạng. Cái kia cố cường hãn uy áp, càng là làm cho cái này chảo còn chưa vồ xuống, mặt đất đã trong nháy mắt hạ xuống 100 mét chi sâu. Trác Phàm thì như thế đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, dường như bị cái này uy áp áp chế giống như. Trong mắt bất giác sáng lên, lúc trước còn thay Hoàng Phủ Thanh Thiên lo lắng U Vũ Sơn ba người, lúc này lại là bỗng nhiên nhìn đến hy vọng, lại cùng nhau đánh trống reo hò lên. Là địa giai vũ kỹ, cửu long kim cương thân. Ha ha ha, lần này tiểu tử kia chết chắc, U Vũ Sơn cười lớn nhìn về phía còn lại chúng nhân nói. Bọn người liên tục gật đầu, Nghiêm Bán Quỷ cũng là nhếch miệng cười nói, đúng vậy a, lúc trước nếu không có cái kia đột nhiên biến mất quỷ dị thủ đoạn, tiểu tử này sớm đáng chết tại đại công tử chiêu này phía dưới. Hiện tại có kết giới này nhốt hắn, hắn lại khó chơi ra cái gì nhiều kiểu, lần này tuyệt đối trốn không. Nghe được lời này. Mọi người lần nữa rất tán thành gật đầu nói phải, vui vẻ ra mặt, dường như Trác Phàm đã liền muốn đầu một nơi thân một nẻo, này song long chiến rốt cục thì phải kết thúc, bọn họ cũng không cần lại ở chỗ này lo lắng hãi hùng. Sở Khuynh Thành bọn người nhìn lấy đây hết thảy, lại tất cả đều một mặt vẻ lo lắng. Hoàng Phủ Thanh Thiên một chiêu này dù sao cũng là truyền thuyết bên trong địa giai vũ kỹ, lại chỗ nào tốt như vậy cản, coi như Trác Phàm thực lực bây giờ tăng cường, nhưng cũng trọng thương tại thân. Thật sự là rất khó đón thêm phía dưới mạnh mẽ như vậy vũ kỹ. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Trác Phàm vận mệnh lần nữa lo sợ lên, thế nhưng là... Ha ha ha, số tiểu tử, đi chết đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên giữ tợn cười lớn một tiếng, nhất chào thẳng tắp hướng Trác Phàm đỉnh đầu vồ xuống. Tất cả mọi người bất giác trong lòng siết chặt, trong tay nhất thời tràn đầy mồ hôi. Chỉ có Trác Phàm đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Dường như bị cái kia vô thượng uy áp áp chế đồng dạng, nhưng là ngay tại cái kia nhất chảo lập tức liền muốn hạ xuống trước, lại là quyền đầu siết chặt, tử lôi nở rộ, đột nhiên hướng lên bầu trời mãnh kích mà đi. Đụng! Quyền chảo tương giao, phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, nhưng là Hoàng Phủ Thanh Thiên cái kia nhất chảo vừa mới cùng Trác Phàm quyền đầu đụng vào nhau, lại là nhất thời bị bắn ra. Sau một khắc, Trác Phàm cái kia tử sắc lôi quyền liền tại Hoàng Phủ Thanh Thiên cái kia thật không thể tin ánh mắt bên trong, bỗng nhiên nện ở hắn mặt lên. Phốc! Một tiếng vang trầm phát ra, Hoàng Phủ Thanh Thiên cả người lại bị đánh bay đến trên trời, một cột máu theo trong lỗ mũi thẳng tắp chảy xuống. Mà Trác Phàm vẫn lạnh lùng như cũ đứng tại chỗ, giơ cao lên quyền đầu. Chỉ một thoáng, vừa mới còn quát kêu mọi người, trong nháy mắt liền yên tĩnh. Tất cả đều kinh ngạc nhìn nơi xa cái kia đạo ngạo nghễ bóng người, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đại ca, đây chính là địa giai vũ kỹ a, hơn nữa còn là Chấn Thiên Đế Vương Long tự mình xuất ra. Ngài thì như vậy nhẹ nhẹ nhất quyền đánh lại, có
có phải hay không quá không nể mặt mũi. Tất cả mọi người nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, trong lòng khiếp sợ không hiểu. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Trác Phàm bất động, là bị cái kia địa giai vũ khí uy áp đè chế. Nhưng bây giờ xem xét, bọn họ mới biết được, cái kia căn bản chính là người ta chẳng thèm ngó tới a. Mạnh, quá mạnh. Tất cả mọi người trong lòng, cũng nhìn không được một trận tán thưởng, Tạ Thiên Dương càng là kích động nhiệt huyết sôi trào, trong lòng thầm than, có thể kiến thức này song long chiến, thật sự là không uổng công đời này. Không có đi để ý tới người khác ý nghĩ, Trác Phàm chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy bị hắn đánh bay bầu trời đạo thân ảnh kia, trong mắt lãnh mang lóe qua, dưới chân bỗng nhiên một bước. Bá một tiếng, lại là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào Hoàng Phủ Thanh Thiên trước người. Hoàng Phủ Thanh Thiên giật mình, còn đến không kịp xem hắn trên mặt thương thế, lại là đụng một tiếng, lại một lần bị Trác Phàm một chân đá vào trên bụng. Một cước này thế lớn lực mãnh liệt, cho nên tại hắn cái này chưa bao giờ thụ qua trọng thương người, cũng không nhịn được phun ra một miệng sen lẫn nội tạng dòng máu, cho nên ngay cả tạng phủ đều bị thương nặng. Hiu! Một đạo lưu quang xẹt qua, thẳng tắp đánh tới hướng U Vũ Sơn bọn họ phương hướng. U Vũ Sơn bọn người chính đang ngơ ngác mà thán phục cái này Trác Phàm thực lực cường hãn, thực sự đã là vượt qua quái vật cực hạn, lại là đột nhiên gặp Hoàng Phủ Thanh Thiên thân thể bay tới nơi này, bất giác trong lòng cả kinh, giống to lên tiếng, chạy mau. Tiếng nói vừa dứt, liền dẫn đầu lăng không bay lên, còn lại người gặp, cũng vội vàng co cẳng chạy trốn, bọn họ thế nhưng là cũng không tiếp tục muốn được này song long chiến tác động đến. Thế nhưng là, hết thảy đều đã muộn. Oanh! Hoàng Phủ Thanh Thiên thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất, nổi lên một trận bụi mù, chấn động kịch liệt sóng trong nháy mắt khuếch tán ra đến, nhất thời liền đem 3-4 ngàn chưa kịp đào tẩu mọi người chấn động đến tứ phân ngũ liệt, lúc này chết không toàn thây. Lăng không đứng thẳng U Vũ Sơn ba người nhìn lấy đây hết thảy, bất giác không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, trên đầu đã là đầy đầu mồ hôi lạnh. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này ngay từ đầu thiết kế đối phó Trác Phàm kế hoạch. Kết quả là lại phảng phất là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Cái kia hung thần ác sát Trác Phàm còn không sao cả dạng, chính mình phương diện này nhân mã ngược lại đã nhanh muốn toàn quân bị diệt, liền trong bọn họ mạnh nhất Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên, tại Trác Phàm trước mặt, cũng rơi xuống hạ phong. Ngẩng đầu liếc mắt một cái nơi xa, Trác Phàm cái kia băng lãnh cao ngạo bóng người, tựa như lôi thần hàng thế đồng dạng, đánh đâu thắng đó. U Vũ Sơn ba người liền ngăn không được một trận run sợ, bà mẹ ngươi chứ gấu à, đáng chết quái vật, thế thì còn đánh như thế nào a? Hô! Cuồng phong bốn làm, gào thét lên cuốn lên đầy trời bụi mù, khiến người ta thấy không rõ bên trong tình huống. Chờ hết thảy đều kết thúc về sau, mọi người mới khiếp sợ phát hiện, cái kia vô số cỗ tàn cánh tay gãy chân, thì biểu khắp nơi, máu chảy thành sông. Lúc trước mai phục tại cạnh vạn người đế vương môn, U Minh Cốc chở 4 cái ngự hạ gia tộc phụ thuộc gia tộc đệ tử, lúc này 100% bên trong đã không dư thừa một thành. Nhưng dù vậy, này một thành từ lâu dọa đến thất hồn lạc phách, kêu gào lấy co cẳng liền chạy, muốn phải thoát đi vùng đất thị phi này. Chỉ tiếc, cái này tiểu chu thiên trận từ cái kia 365 cái thiên huyền cao thủ chú trận, bọn họ không mở trận môn, người nào cũng đừng hòng chạy ra. Một tiếng ầm vang, Hoàng Phủ Thanh Thiên theo phế tích bên trong đứng dậy. Đã là đầy mặt dòng máu, lộ ra dữ tợn dị thường. Bên trong sống mũi vị trí thậm chí đều bị Trác Phàm nhất quyền hung hăng nện rơi vào đi xuống, máu chảy như trụ. Thấy tình cảnh này, mọi người bất giác giật mình, trong lòng âm thầm thổn thức. Đường đường đế vương môn đại công tử, Hoàng Phủ Thanh Thiên chật vật như thế không chịu nổi bộ dáng, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Riêng là bị người ngược đến như vậy không có sức hoàn thủ. Càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, chỉ còn lại có sợ hãi. Dạng này sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có cái này trùng thiên ma long Trác Phàm có thể làm được, thực lực quả nhiên là khủng bố đến cực hạn. Riêng là ngự hạ thất gia thiên chi con cưng nhóm, nhìn lấy đây hết thảy, càng là trong lòng phát lên một cỗ không thể nhận dạng cảm giác. Tựa hồ Trác Phàm xuất hiện. Chính là vì hung hăng phiến bọn họ những thứ này ngạo kiều các công tử tiểu thư mặt. Vốn là Hoàng Phủ Thanh Thiên cường hãn hơn bọn họ, đó là bởi vì đế vương môn vốn là 7 nhà đứng đầu,
Hoàng Phủ Thanh Thiên lại là một cái thiết thiết thực thực quái vật, bọn họ không thể nói được gì. Thế nhưng là Trác Phàm lại là xuất thân tam lưu thế gia a, một nhân vật như vậy, bây giờ lại là tại trên thực lực vung bọn họ mấy trăm con phố không ngừng, thực sự có thể nói là một loại lớn lao châm chọc. Đặc biệt là Long Quỳ Long Kiệt hai người, càng là đầy miệng đắng chát. Lúc trước bọn họ nhìn thấy Trác Phàm, là thừa nhận Trác Phàm thiên phú, nhưng lại khinh thường tại hắn xuất thân. Thiên phú mạnh hơn, không có gia tộc nội tình chống đỡ, ngày sau cũng không có khả năng vượt qua bọn họ thành tựu. Nhưng là hiện tại, Trác Phàm một đường lên sáng tạo đủ loại kỳ tích, thẳng đến lúc này bạo ngược bảy nhà mạnh nhất đệ tử, Hoàng Phủ Thanh Thiên, lại là thật sự cho bọn hắn một bàn tay, để bọn hắn biết cái gì gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ. Ôi ôi ôi! Từng ngụm thở hổn hển, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo kiên nhẫn chi sắc. Tuy nhiên hắn ở trong mắt người khác uy phong lẫm liệt, đánh đầu thắng đó, nhưng là chỉ có chính hắn minh bạch, bởi vì phóng xuất ra quá nhiều tử lôi, hắn thân thể đã bị ăn mòn chỗ chỗ trọng thương. Nếu là tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ Hoàng Phủ Thanh Thiên còn chưa ngã xuống, hắn liền đã duy trì không được. Đại công tử, U Vũ Sơn ba người ào ào đi vào Hoàng Phủ Thanh Thiên trước mặt, vịn hắn thân thể, nhìn lấy cái kia khuôn mặt biến dạng khuôn mặt, sắp khóc đi ra. Khuyên nhủ, đại công tử, tiểu tử kia hiện tại khí thế như hồng, đều nhanh lật trời, chúng ta vẫn là rút lui đi. Lại đánh như vậy đi xuống, đoán chừng tất cả chúng ta đều được chôn cùng ở chỗ này. Đánh giám. Hung hăng hơi vung tay, đem U Vũ Sơn ba người đẩy ra, Hoàng Phủ Thanh Thiên nổi giận lên tiếng, bướng bỉnh nói, có bổn công tử ở đây, chúng ta làm sao có thể sẽ bại. Bổn công tử ngang dọc cả đời, còn chưa từng có bại qua đâu. Nghe được lời này, ba người không khỏi liếc nhìn nhau, lại là tất cả đều sắc mặt một khổ, khóe miệng trong nháy mắt xẹp xuống tới. Nhìn lên trước mặt vẫn như cũ không phục Hoàng Phủ Thanh Thiên, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca, ngài đều bị người ta hủy dung nhan, cũng đừng lại cứng rắn chống đỡ. Ngài trước kia là không có bại qua, nhưng bây giờ chẳng phải bại a, liền địa giai vũ kỹ xuất ra đều vô dụng, còn có thể có biện pháp nào? Chỉ trách. Tiểu tử này thực sự quá mẹ hắn biến thái, thế gian tại sao có thể có như thế nghịch thiên người tồn tại. Thế nhưng là, những lời này bọn họ lại không dám nói ra khỏi miệng, chỉ sợ đâm vừa đến Hoàng Phủ Thanh Thiên lòng tự trọng, dẫn tới họa sát thân. Bất quá dù vậy, bọn họ trong lòng cũng hoàn toàn minh bạch, đại thế đã mất. Trác Phàm cường đại, không phải bọn họ có thể sánh được. Thật sâu hút mấy cái khí, để cho mình bình tĩnh trở lại. Hoàng Phủ Thanh Thiên hai con người đi loanh quanh, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là rất nhanh liền trong mắt ngưng tụ, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như, khẽ cắn môi, thì thào lên tiếng, nhìn tới. Chỉ có thể làm chiêu kia. Cái gì, đại công tử ngài còn có tuyệt chiêu? Mi đầu bất giác vẩy một cái, U Vũ Sơn ba người cùng nhau cả kinh nói. Hơi hơi chần chờ một chút, Hoàng Phủ Thanh Thiên tựa hồ còn có chút do dự bất định. Nhưng là nhìn qua nơi xa cái kia đạo đem chính mình ngược đến thương tích đầy mình ngạo nghễ bóng người, lại là hung hăng cắn răng một cái, không cam lòng nói, bổn công tử là vô địch, không ai có thể đánh bại ta, liền xem như ngươi cũng không có khả năng. Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên một tiếng trường ngâm rít gào hư không, rung khắp thiên địa. Sau một khắc, nhưng gặp một đạo kim sắc long ảnh bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn bay ra, bay lượn giữa không trung, xoay quanh vòng quanh người. Thật lâu không rời. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, U Vũ Sơn bọn người cùng nhau cả kinh nói cái này. Cái này là vật gì? Trấn Quốc Thạch trước, Long Hành Vân gặp này cũng không thấy kêu lên sợ hãi, lại. Lại là vật kia, Hoàng Phủ Thanh Thiên thể nội, đến tột cùng dưỡng cái dạng gì quái vật. Hắn còn rõ ràng đến nhớ đến, liên tục hai lần đối phó Hoàng Phủ Thanh Thiên, mỗi lần đem hắn vây khốn lúc, cái kia đạo Kim Long vừa bay xuất thể. Nhất định đem bọn hắn chỗ có chiêu số phá hư hầu như không còn, cực kỳ cường hãn. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng đó là một loại vũ khí, nhưng là về sau cẩn thận suy nghĩ mới phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là vũ khí, mà chính là trong cơ thể hắn cất giấu một loại kỳ vật, tương đương lợi hại. Phương Thu Bạch nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt tinh quang sáng láng, vuốt khẽ chòm râu, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Loại vật này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Tuy nhiên tại một hình trận môn trước, hắn gặp Hoàng Phủ Thanh Thiên dùng qua một lần,
đối phó Sở Khuynh Thành ba người bọn họ liên kích, nhưng là khi đó vật này dùng cho phòng thủ, xuất hiện về sau thoáng qua tức thì, hắn cũng tưởng rằng vũ khí một loại đồ vật, không có để ý. Nhưng là bây giờ nhìn cái kia kim long xoay quanh ở bên người hắn, thật lâu không rời, như là thật một con rồng một dạng, hắn mới cảm thấy bên trong kỳ quặc. Đáng chết, cái này thằng nhãi con, sao có thể tại trước mặt mọi người dùng ra chiêu này? Nghi đầu nhìn không được thật sâu nhăn lại, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác song quyền siết chặt, hung hăng khẽ cắn môi mắng. Còn lại đế vương môn trưởng lão cũng là vội vàng chà chà mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trái ngó phải, tựa hồ tương đương sợ hãi người khác nhận ra vật này đồng dạng. Không khỏi thở dài, Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu, ai, lúc này thời khắc, không cần vật này, sợ khó đối phó cái này tiểu quái vật. Chỉ hy vọng vật này ngàn năm không xuất thế ở giữa, trước mắt mọi người không người nào có thể nhận biết đi. Nghe được lời này, còn lại đế vương môn mọi người cũng ào ào gật đầu, trong bóng tối phát lên lòng cầu gặp may. Thế nhưng là, bọn họ còn đến không kịp ở trong lòng ưng thuận chính mình nguyện vọng, bên trong chiến trường, Trác Phàm cái kia thanh âm lạnh như băng đã là rõ ràng truyền vào tại chỗ trong tai mỗi người. Địa mạch long hồn, Nghi Đầu hơi nhíu nhăn, Trác Phàm sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Thân thể bất giác trì trệ, Hoàng Phủ Thanh Thiên gương mặt nhìn không được rút rút, trong lòng thầm mắng lên tiếng, ngươi nha tên tiểu tử thúi, vẫn rất có kiến thức, thế mà nhận biết cái này ngàn năm không xuất thần vật. Mà đế vương môn tất cả trưởng lão, càng là phốc một tiếng, kém chút một miệng lão huyết cho phun ra ngoài, nhìn về phía Trấn Quốc Thạch bên trong Trác Phàm ánh mắt, càng là giống như hận không thể tự mình xông lên trước giết hắn đồng dạng. Nha nha cái phi, người cái này tiểu quái vật mới bao lớn tuổi tác, làm sao lại nhận biết dạng này kỳ vật, thật sự là buồn cười a. Mà Phương Thu Bạch cũng là bừng tỉnh đại ngộ vỗ một cái đầu, tiếp lấy liền cùng Độc Cô Chiến Thiên khiếp sợ liếc nhau về sau, cùng nhau nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên phương hướng, nổi giận mắng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên, các ngươi thật lớn mật. Hoàng thất mệnh các ngươi trấn thủ tỏa Long Thành, các ngươi lại dám một mình động Hoàng thất Long Mạch, dẫn xuất địa mạch Long Hồn, các ngươi muốn tạo phản phải không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác đều là quá sợ hãi. Bọn họ còn theo không có gặp luôn luôn lạnh nhạt hộ long thần vệ, ngọc tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch, như thế nổi trận lôi đình tràng diện. Đến tại cái gì là địa mạch long hồn, một số tiểu gia tộc thậm chí là nhất lưu gia tộc, đều không rõ ràng cho lắm. Chỉ có còn lại ngự hạ sáu nhà cao tầng, mặt hiện kinh hãi, cùng nhau nhìn về phía đế vương môn phương hướng, trong lòng đã là cả kinh khó có thể lên tiếng. Người khác không biết địa mạch này long hồn đáng sợ. Bọn họ ngự hạ gia tộc đời đời truyền lại, nhưng lại làm sao có thể không rõ ràng bên trong quan trọng. Nhưng cũng chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm chấn kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đế vương môn lại có lá gan này, động địa mạch long hồn. Trên đầu đột nhiên phát lên cả người toát mồ hôi lạnh, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong mắt bất giác hơi hơi co lại, một khỏa trái tim sớm đã nhấc đến cổ họng nhi bên trong. Địa mạch long hồn. Chính là Hoàng thất Long Mạch, dẫn động tới Thiên Vũ Đế quốc quốc vận sinh cơ, chính là cả nước đại sự. Long Mạch nhất động, thiên hạ đại biến, thậm chí tứ trụ thứ ba tế tự phủ đại tế ti đều lớn tiếng qua, đến Long Mạch người được thiên hạ tiên đoán, cho nên cái này Long Mạch ngàn năm qua, mới từ bảy nhà mạnh nhất đế vương môn đến chấn thủ. Vừa đến, đế vương môn cùng trời Vũ Hoàng thất chính là quan hệ thân thích, càng thêm tín nhiệm, thứ hai, thất trong nhà. Chỉ có đế vương môn có thực lực này trấn thủ ở nơi đó, để phòng long mạch bạo động, cửu long sinh biến. Nhưng là bây giờ, Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên sử xuất địa mạch long hồn, cái này không phải liền là đối thế nhân rõ rành rành, đế vương môn có ý độc chiếm cửu long, lấy Thiên Vũ gia tộc mà thay vào sao? Đây chính là mưu phản đại tội, thân là hộ long thần vệ Phương Thu Bạch, hoàn toàn có quyền lực đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt ở chỗ này, chém trước tâu sau. Mà đế vương môn hiện tại còn chưa nhất thống bảy nhà, thực lực còn chưa đủ lấy cùng hoàng thất chống lại, tranh thiên hạ chính thống. Thật muốn như vậy khai chiến, đế vương môn tất bị diệt tộc. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liền hận đến hàm răng ngứa. Tên tiểu súc sinh này, như thế không có quan sát cục diện, còn muốn cùng lão tử tranh giành gia chủ chi vị. Một người vinh nhục, sao có thể cùng toàn cả gia tộc tồn vong đánh đồng. Ngươi coi như bại bởi tiểu quái vật kia thì thế nào, dù nói thế nào, cũng không thể đem địa mạch này long hồn bày ra tại người trước a.
đế vương môn còn lại trưởng lão, cũng là thấp thỏm trong lòng, dọa đến toàn thân phát run. Hoàng phủ Thiên Nguyên thật sâu hút khẩu khí, để cho mình tỉnh táo lại, muốn tìm chút lấy cớ qua loa tắc trách, lại là làm sao cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, Lãnh Vô Thường lại là nhẹ trợn mắt, khoan thai lên tiếng, Phương tiên sinh lời ấy sai rồi, địa mạch này Long Hồn mặc dù là cả nước chi nền, nhưng là cũng không thể chứng minh chúng ta có mưu phản chi tâm. Chúng ta chẳng qua là dựa theo bệ hạ ý chỉ, tại làm theo việc công cương vị công tác mà thôi. Há, bệ hạ có để cho các ngươi đem Long Hồn dẫn xuất, chiếm làm của riêng sao? Trong mắt tinh quang lóe lên, Phương Thu Bạch cười lạnh thành tiếng, hừ, Lãnh tiên sinh, ta biết ngươi trí kế vô song, miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng là hôm nay ngươi không nói ra cái lý do đến, thì đừng trách Phương mỗ muốn đem các vị đầu ở lại đây Vân Long Thành. Vừa dứt lời, mọi người đều kinh hãi, riêng là những cái kia không biết địa mạch Long Hồn trọng yếu bực nào gia tộc, càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Đường đường hộ Long Thần vệ thế mà tuyên bố muốn tiêu diệt 7 nhà đứng đầu đế vương môn, chẳng lẽ Hoàng thất thật muốn đối 7 nhà động thủ, thiên hạ lại sẽ đại loạn sao? Đế vương môn tất cả trưởng lão cũng không nhịn được tất cả đều trong lòng siết chặt, hai chân đều không cảm thấy run rẩy, chỉ có Lãnh Vô Thường vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, không hề sợ hãi. Chậm rãi vuốt vuốt chòm râu, Lãnh Vô Thường du du nhiên địa quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Phương Thu Bạch trên mặt, lạnh nhạt nói, Phương tiên sinh, ngài cũng biết ta đế vương môn tại tỏa Long Thành chức trách là cái gì. Đương nhiên, trấn thủ Long Mạch, trong mắt tinh quang lóe lên, Phương Thu Bạch lạnh lùng nói. Khóe miệng xẹt qua một đạo chế nhạo nụ cười, Lãnh Vô Thường cười nhạo nói, tốt một cái trấn thủ Long Mạch, cái kia ngài có biết hay không, chúng ta vì sao muốn trấn thủ đây, là sợ người chiếm lấy sao? Mí mắt hơi hơi run run, Phương Thu Bạch chăm chú nhìn hắn song đồng, lặng yên không lên tiếng. Một bên Gia Cát Trường Phong khẽ cười một tiếng, chen lời nói, Thiên Vũ Cửu Long Long Mạch. Chính là ngàn năm trước từ lúc đó đại tế ti thân thủ phong ấn tại khóa bên trong tòa Long Thành, bảo vệ đế quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nhưng là Long Mạch cuồng bạo, một khi phá ấn mà ra, tất gây nên thiên tai không ngừng, tứ phương náo động, dân chúng lầm than, thiên hạ bất an. Cho nên đế vương môn trấn thủ chỗ đó chức trách, cùng nói là sợ người ngấp nghé Long Mạch chi lực, không bằng nói là để phòng Long Mạch tàn phá bừa bãi nhân gian. Thừa tướng đại nhân nói rất đúng. Đúng là như thế. Hướng về Gia Cát Trường Phong hơi hơi cúi cúi người, Lãnh Vô Thường nhìn về phía Phương Thu Bạch cười nhạt nói, Long Mạch trời sinh bạo ngược, ngàn năm qua cũng chỉ có Thiên Vũ khai quốc Thái Tổ, mới có thể thân có một đạo Long Hồn kề bên người. Về sau Thái Tổ vong, đạo này Long Hồn không người hằng phục, liền lại bị phong nhập khóa bên trong tòa Long Thành. Ngàn năm ở giữa, ai có thể ngấp nghé đến, không sợ bị Long Hồn phản phệ sao? Phương tiên sinh nói chúng ta cố ý dẫn xuất Long Hồn, lại là quá mức hoang đường. Đừng nói là chúng ta, thì coi như chúng ta đưa Phương tiên sinh một đạo Long Hồn, Phương tiên sinh dám muốn sao? Ngài thân là hộ Long Thần vệ, thực lực lập phu Thiên Vũ đỉnh phong, có tự tin hàng phục được sao? Nếu là liền ngài đều không thể, chúng ta lại sao dám động cái này Long Hồn? Mi đầu bất giác hơi hơi động động, Phương Thu Bạch trong lòng thầm giận, lại là không phản bác được. Xác thực, địa mạch Long Hồn chính là thiên địa linh vật, chọn chủ mà sự tình, người tầm thường muốn thu Long Hồn vì tất cả, sẽ chỉ tự chịu diệt vong, bị Long Hồn phản phệ. Nói như vậy, đế vương môn dẫn xuất Long Hồn lý do liền không có, thế nhưng là... Lại nhìn xem trấn quốc thạch bên trong, Hoàng Phủ Thanh Thiên bên người cái kia đạo Long Hồn, Phương Thu Bạch trong mắt một đạo tinh quang lóe qua, lạnh lùng nói, như vậy, Lãnh tiên sinh có thể hay không giải thích một chút? Quý phủ đại công tử trên thân đạo này Long Hồn là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt khẽ híp một cái, Lãnh Vô Thường quét cái kia trấn quốc thạch liếc một chút, không khỏi cười khẽ một tiếng, cái này có cái gì tốt giải thích, Long Hồn chọn chủ, người bị hại bên cạnh, không phải rất bình thường sự tình a. Ngươi, trong mắt bất giác chừng một cái, Phương Thu Bạch song quyền siết chặt, hung tợn chừng mắt về phía Lãnh Vô Thường. Bất giác thản nhiên cười, Lãnh Vô Thường lắc lắc đầu nói thôi. Vốn là chúng ta đế vương môn luôn luôn điệu thấp làm người, hết thảy khó khăn chua xót đều chỉ muốn chính mình tiếp nhận, không muốn lộ ra tại người trước. Bất quá đã Phương tiên sinh muốn biết, không khỏi hiểu lầm, thì đem việc này cáo chi thiên hạ đi. Nói,
Lãnh Vô Thường sắc mặt bất giác một trận phiền muộn, thở dài nói, việc này chủ yếu vẫn là hơn 20 năm trước, Cửu Long bạo động, ta đế vương môn chúng cung phụng bất lực trấn áp, thương vong thảm trọng, lấy làm một con rồng hồn phá ấn mà ra, không cách nào thu thập. Bất quá may ra chúng ta đại công tử thiên tư chắc tuyệt, bị long hồn chọn chủ mà sự tình, vừa rồi tránh cho long hồn tàn phá bừa bãi nhân gian thảm trạng phát sinh. Bất quá sau đó, đầu này long hồn đã không còn cách nào để vào trong phong ấn, nhìn đến nó tại đại công tử thể nội cũng yên ổn chỗ chi, liền do lấy nó. Không phải vậy, như cứng rắn đem nó phong vào trong trận, cũng sợ còn lại 8 đầu long hồn thừa cơ phá ấn, ngược lại gây nên thiên hạ đại loạn, thì vạn vạn không ổn. Lãnh Vô Thường lời ấy nói đến bi thương, nhất thời liền đem Tư Dẫn long hồn tội danh, biến thành long hồn bỏ chạy chuyện ngoài ý muốn. Mà lại, ở bên trong đế vương môn còn vì trấn áp long hồn, thương vong thảm trọng, lại là bỗng nhiên từ mưu phản chi tâm loạn thần tặc tử, biến thành tinh trung báo quốc thiết huyết vệ sĩ. Người ta vì hoàng thất trấn áp long mạch, còn nỗ lực lớn như thế hy sinh, hoàng thất như còn ra tay với người ta, liền có chút không còn gì để nói. Phương Thu Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại là không phản bác được, 20 năm trước long mạch bạo động sự kiện, chỉ là ngươi một nhà chi ngôn, trừ các ngươi, con mẹ nó ai biết đây, các ngươi thích nói như thế nào đều được. Nhưng là thì là bởi vậy, đế vương môn chỉ cần một mực chắc chắn, đây là long hồn chính mình chạy ra đến, bọn họ là vì thiên hạ an nguy suy nghĩ, mới không có lại phong ấn long hồn, Phương Thu Bạch liền không thể đem bọn họ thế nào. Không phải vậy. Đế vương môn trung thành tuyệt đối còn bị tru trừ, nhất định sẽ dẫn tới thiên hạ tiếng oán than dậy đất, trăm nhà thất vọng đau khổ. Đến lúc đó thiên vũ đại loạn, lại là người nào cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Thật sâu hút khẩu khí, Phương Thu Bạch hung hăng cắn răng nói, như vậy việc này, vì sao trễ báo cáo? Báo cáo, bất giác suy cười một tiếng, Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu nói ai, Phương tiên sinh cũng là trong triều người. Chẳng lẽ không biết bên trong nguyên do sao? Loại sự tình này, tình ngay lý gian, người nào có thể nói được rõ ràng? Hôm nay nếu không phải bất đắc dĩ, Phương tiên sinh làm cho gấp. Chúng ta tình nguyện nuốt xuống cái này mai quả đắng, đem việc này vĩnh viễn chôn dưới đáy lòng, năm đó thương vong cũng không muốn để thế người biết được. Chúng ta là thà rằng đánh rớt hàm răng cùng máu chính mình nuốt, không nhắc tới công huân, cũng không muốn bị người nghi ngờ a. Phốc! Gia Cát Trường Phong bất giác nhìn không được cười lên, lắc đầu. Lãnh Vô Thường mấy câu nói đó nói thật sự là hay lắm, đến một lần cho thấy chính mình ẩn nhẫn phụ trọng trung thành tuyệt đối, thứ hai thầm phúng đế vương chi tâm, nghi ngờ sâu nặng, gần vua như gần cọp. Nếu như tại tình huống như vậy dưới, hoàng thất còn muốn ra tay với đế vương môn, không thể nghi ngờ hội gánh lên một cái bụng dạ hẹp hòi, hãm hại trung lương bêu danh, cái kia thiên vũ hoàng thất đem về lại không phục chúng chi vọng. Bất quá, cái này còn không là lợi hại nhất, Lãnh Vô Thường trong lời nói lớn nhất chu tâm là, long hồn phá ấn mà ra, lại là chọn Hoàng Phủ Thanh Thiên làm chủ. Điều này nói rõ cái gì, chính là thiên mệnh sở quy, vương giả chi tượng. Phải biết, thiên vũ trong lịch sử có thể thu phục một đạo long hồn, chỉ có thiên vũ khai quốc hoàng đế một người. Mà bây giờ Hoàng Phủ Thanh Thiên đồng dạng thân có long hồn kề bên người, chẳng phải chính chứng minh trời sinh vương giả tư chất. Cứ như vậy, liền tại tất cả mọi người trong lòng chôn cái kế tiếp hạt giống, đó chính là bọn họ đế vương môn Hoàng Phủ gia tộc, đem về thay thế thiên vũ Vũ Văn gia tộc, thành vì đế quốc này vương giả. Bất quá, Lãnh Vô Thường câu nói này không có nói rõ, Phương Thu Bạch cũng không tiện vạch trần, liệt kê tội danh, chỉ có thể trong lòng thầm hận, lại là thật lâu không nói ra một câu. Đế vương môn một đám trưởng lão liếc nhìn nhau, lúc trước còn lòng tràn đầy sầu lo. Bây giờ lại là một mặt kiệt ngao chi sắc, lộ ra hung hăng càn quấy khuôn mặt. Lãnh tiên sinh, thật sự là thiết sĩ đồng nha, giỏi tài ăn nói a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Phương Thu Bạch thầm hừ một tiếng. Lãnh Vô Thường hơi hơi dương dương đầu, lại là khoát khoát tay cười nói, chỗ nào, lão phu bất quá thật lòng mà nói xong, ha ha ha. Bất giác khí tức trì trệ, Phương Thu Bạch không nói nữa. Chỉ là quay đầu đi chăm chú nhìn Trấn Quốc Thạch bên trong cái kia đạo kiệt ngao bóng người, trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. Mặc kệ Lãnh Vô Thường nói là thật hay không, tóm lại cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên thân có long hồn, nhất định phải chết. Tế tự phủ tiên đoán, ngàn năm qua chưa bao giờ bỏ lỡ,
đến long mạch người được thiên hạ. Đã tiểu tử này đã đến một đạo long hồn nhận chủ, thì có chiếm được long mạch khả năng, cái kia chính là nhìn trời vũ hoàng thất lớn nhất đại uy hiếp. Quay đầu lại nhìn về phía còn lại đám người, quả nhiên, bọn họ nhìn về phía hoàng phủ thanh thiên ánh mắt đã hoàn toàn biến, thậm chí thật coi hắn là thành tương lai thiên hạ chi chủ, một mặt kính nể, cái này nhưng là tuyệt không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chỉ có Lạc Vân Thường bọn người, chăm chú nhìn Trấn Quốc Thạch bên trong hai người, một mặt vẻ lo lắng. Hoàng phủ thanh thiên có long hồn kề bên người, thiên mệnh sở quy, Trác Phàm coi như mạnh hơn, lại như thế nào có thể đấu qua được thiên địa vận mệnh lựa chọn chính thức vương giả, hắn nhưng là có long hồn thủ hộ a. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm chăm chú nhìn đối diện đạo thân ảnh kia, trong lòng đồng dạng rõ ràng điểm này. Chỉ bất quá, hắn cũng không tin cái gì thiên mệnh sở quy, chỉ là cái kia địa mạch long hồn chính là thiên địa linh vật, không chút nào tại hắn huyết anh phía dưới. Thậm chí, linh tính so huyết anh còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, là chân chính vương giả biểu tượng. Bây giờ kể bên người tại Hoàng Phủ Thanh Thiên bên người, một mực thủ hộ lấy hắn, nhưng bây giờ là phiền phức sự tình. Phốc, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, Trác Phàm nhướng mày, một trái tim bất giác dần dần trầm xuống. Lúc này hắn tử lôi phóng thích quá nhiều, thân thể đã không chịu nổi, sắp đèn cạn dầu, nhất định phải nhanh giải quyết đối thủ mới là. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bất giác trong mắt ngưng tụ, khẽ cắn môi, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như, hướng về phía trước bỗng nhiên đạp một bước, liều. Ồ, đã ngươi nhận biết địa mạch này long hồn, thế mà còn dám đối địch với bổn công tử. Thật là muốn chết. Nghi đầu bất giác nhất động, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn lấy Trác Phàm cái kia một mặt chiến ý, không khỏi quát chói tai lên tiếng, ngươi cũng đã biết, đạo này long hồn ngay cả cha ta đều không thể hàng phục. Cũng là bị chỉ có mấy tuổi bổn công tử hàng phục. Ngươi biết điều này có ý vị gì, thiên mệnh sở quy. Bổn công tử là trời sinh vương giả, cùng bổn công tử đấu, chẳng khác nào cùng thiên địa tranh đấu. Ngươi hạ tràng, chỉ có một con đường chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên lời ấy nói đến khí vũ hiên ngang, giống như một cái đế vương đang khiển trách con kiến hôi điêu dân. U Vũ Sơn ba người đi theo Hoàng Phủ Thanh Thiên bên người, cũng là một mặt vẻ ngạo nhiên. Mười phần cáo mượn oai hổ. Tựa hồ bọn họ sắp trở thành, hắn khai quốc công thần một dạng. Trấn Quốc Thạch trước mọi người thấy tình cảnh này, đã là bất đắc dĩ lắc đầu, ai thán lên tiếng. Từ lúc cái này long hồn xuất thế thời điểm, Trác Phàm bại cục đã định, trên đời ai có thể cùng thiên mệnh tranh phong đâu. Thế nhưng là, Trác Phàm lại là khinh thường lạnh hừ một tiếng, lẩm bẩm nói ai, khó trách những cái kia huyết ngạc sẽ nghe ngươi chỉ huy. Nguyên lai ngươi có cái đồ chơi này à? Địa mạch long hồn vốn là đại địa chủ làm thịt, mặt đất chạy, mặc cho ai dám không nghe mệnh. Thật là vương giả tư chất, thiên mệnh sở quy. Bất quá, thì tính sao? Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm toàn thân cao thấp tử lôi toán loạn, tựa hồ tất cả lực lượng tất cả đều tụ tập ở cái này trong chớp mắt. Quá to, lão tử vốn là trùng thiên ma long, coi như phù diêu chín ngày, lão tử cũng sẽ đâm cái lỗ thủng đi ra. Ngươi cái này nho nhỏ địa long vương, còn chưa thành hình thiên mệnh sở quy, tại lão tử trong mắt nhằm nhò gì. Trong lòng bất giác run lên, mọi người cùng nhau giật nảy cả mình. Không ai từng nghĩ tới, tại kiến thức đến thiên mệnh sở quy vương giả chứng minh, địa mạch long hồn xuất hiện về sau, Trác Phàm vẫn như cũ kiêu căng như thế, cũng không thẹn trùng thiên ma long biệt hiệu, quả nhiên không sợ trời không sợ đất. Hoàng Phủ Thanh Thiên càng là bờ môi nhìn không được run run. Tức giận đến hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Trước kia cũng liền thôi, hiện tại rõ ràng biết hắn có địa mạch long hồn, còn dám như thế khinh thị tại hắn, đây là Hoàng Phủ Thanh Thiên vô luận như thế nào đều chịu không được. Từ nhỏ hắn thì minh bạch, hắn là bị long mạch chọn chúng thiên mệnh chi nhân, trời sinh vương giả, tất cả mọi người, bao quát phụ thân hắn đều nên thần phục với hắn. Nhưng là hiện tại, Trác Phàm biết rất rõ ràng hết thảy. Lại là từ đầu đến cuối đối với hắn đều không có nửa điểm lòng kính sợ, lại là để hắn giận không chỗ phát tiết. Chính mình lớn nhất lấy làm tự hào dựa vào, thế mà dẫn không nổi người khác một chút coi trọng, thật sự là để hắn lòng tự trọng bị đả kích lớn. Tựa hồ hắn tại tất cả mọi người trước mặt đều là vương giả, nhưng duy chỉ có tại Trác Phàm trước mặt, lại vô luận như thế nào không thể nâng lên cao ngạo đầu lâu. Song quyền bất giác chăm chú, Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đã như vậy, bổn công tử thì đại biểu thiên địa,
diệt ngươi cái này dám to gan xem thường vương quyền con kiến hôi. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhất chảo đánh ra, cửu long kim cương thân, địa long thần uy chảo. Chỉ một thoáng, long hồn bay trên trời, khắp nơi rung động, một cỗ khí tức khủng bố bỗng nhiên từ sâu trong lòng đất phát ra. Giống. Một tiếng chấn thiên triệt địa long ngâm vang vọng khung vũ, đầu kia kim sắc long hồn bay lượn cửu thiên một vòng về sau, đột nhiên ôm theo thiên địa uy áp lao xuống, một đầu cắm nhập bên trong lòng đất. Sau một khắc, toàn bộ khắp nơi không ngừng mà chấn động, phát ra như dã thú gào rú. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp từ thấp tới cao, theo mọi người lòng bàn chân phát ra, lại là để tất cả đứng ở trên vùng đất này mọi người, đều là sợ đến vỡ mật. Tựa hồ sau một khắc, một con dã thú thì lại đột nhiên theo lòng đất chui ra, đem bọn hắn thôn vệ hầu như không còn một dạng. Trác Phàm mi đầu cũng là thật sâu nhăn lại đến, trên mặt vô cùng lo lắng chi sắc. Vốn là cái này cửu long kim cương thân liền là địa giai vũ kỹ, địa mạch long hồn lại là đại địa chủ làm thịt. Lúc này từ địa mạch này long hồn thêm kèm ở vũ kỹ này lên, uy lực cũng nhất định tăng lên gấp bội, đạt đến khả năng hủy thiên diệt địa. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Trác Phàm thở sâu, toàn thân tử lôi bỗng nhiên rút về, đã là chuẩn bị xong công tại chiến dịch. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phát ra, toàn bộ khắp nơi đột nhiên vỡ ra, một đầu hiện ra ánh sáng màu vàng 100 trượng cự long, bỗng nhiên theo sâu trong lòng đất xông tới, thẳng tắp hướng không trung Trác Phàm phóng đi. Hai cái sắc bén long chảo, dương nanh múa vuốt giống như muốn xé nát toàn bộ bầu trời đồng dạng. Giống. Lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm vang, 100 trượng cự long uy áp nhào tới trước mặt, cho nên tại còn cách nhau ngàn mét xa, Trác Phàm liền đã cảm thấy hô hấp làm trì trệ, bất giác sợ hãi kinh hãi. Cho dù là hắn, tuy nhiên sớm đã đoán được chiêu này lợi hại, nhưng cũng không có nghĩ đến hội cường hãn đến tình trạng như thế. Đầu này cự long uy lực, quả thực có thể đem bất luận cái gì thần chiếu cao thủ miểu sát. Đương nhiên, Cổ Tam Thông cùng Hoàng Thất Hộ Long thần vệ như thế dị loại là một ngoại lệ. Mà bọn người người gặp này, cũng không thấy hít sâu một hơi, trong lòng sớm đã rung động đến tột đỉnh. Như thế hủy thiên diệt địa lực lượng, là một cái còn chưa đột phá thần chiếu cảnh tu giả có thể xuất ra sao? U Vũ Sơn ba người, thì càng là hưng phấn mà hoa chân múa tay, cười to lên, thật cường hãn một chiêu, đại công tử quả nhiên là thiên mệnh sở quy, vô địch thiên hạ a. Tiểu tử kia coi như lại nghịch thiên, lại có thể là đại công tử đối thủ. Đúng vậy a, tiểu tử kia lần này chết chắc, ha ha ha. Ba người liếc nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, vui mừng không thôi. Phí tổn nhiều như vậy tâm huyết, thương vong nhiều người như vậy, cuối cùng là nhìn đến tiểu tử này tử kỳ. Chỉ có Sở Khuynh Thành bọn người, nhìn lấy cái này mang theo thiên địa chi uy một chiêu, trừ thật sâu kinh hãi bên ngoài. Chính là lòng tràn đầy lo lắng. Trong mắt nước mắt, càng là gấp ngăn không được địa ngoại chảy. Phương Thu Bạch song đồng cũng là nhìn không được hơi hơi co lại, bất đắc dĩ thở dài lên tiếng, không hổ là địa mạch long hồn, cùng địa giai vũ khí phối hợp lại có như thế chi uy. Xem ra thắng bại đã định, cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên không hổ là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân a, ai. Bọn người người nghe đến, cũng là khẽ gật đầu. Nhìn về phía cái kia cự long phóng tới địa phương, một đạo toàn thân chớp động lên tử mang bóng người, vẫn như cũng ngạo nghễ đứng thẳng, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, liền nhìn không được lắc đầu thở dài lên. Vốn là luận tư chất, Trác Phàm là có khả năng đánh bại Hoàng Phủ Thanh Thiên, nhưng sau cùng thế mà thua ở địa mạch long hồn, thiên mệnh sở quy lên, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Phàm nhân chi lực, cuối cùng khó cùng thiên mệnh chống lại a. Thế nhưng là mọi người tại nơi này than thở, tựa hồ đã phán Trác Phàm tử tội, nhưng là Trác Phàm nhưng như cũ trong hai con ngươi, thần thái sáng láng, không có chút nào nửa phần nhục chí chi tâm. Trong mắt hắn, địa mạch này long hồn cũng là một cái thiên địa linh vật, chỉ là tương đối cường đại tinh linh mà thôi, cùng thiên mệnh sở quy không có nửa xu quan hệ. Coi như thật sự là thiên mệnh sở quy thì thế nào, chỉ cần hắn mạnh hơn nó, cái kia coi như trời để ngươi xưng vương xưng bá. Lão tử cũng có thể cho ngươi lôi xuống ngựa. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong hai con ngươi bỗng nhiên lóe qua một đạo dứt khoát chi sắc, thủ hạ bắt đầu kết động ấn quyết. Ha ha ha, Trác Phàm, bổn công tử là trời sinh vương giả, ngươi dám đối phó với bổn công tử, cũng là chống lại thiên mệnh.
bổn công tử để ngươi chết, ngươi liền phải chết, đây là số ngày, ngươi cam chịu số phận đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười to một tiếng, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Cái này một mực cùng hắn chiến đấu không nghỉ chúng đích khắc tinh, rốt cục muốn chết ở trong tay hắn, lại làm sao có thể không cho hắn hưng phấn. Trác Phàm sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tử mang lấp lóe không ngừng, hai tay trước người đột nhiên trì trệ, cuối cùng kết tốt ấn quyết, hét lớn, thả ngươi nương cái rắm, mệnh ta không do trời, chắc là chết là ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm bỗng nhiên há miệng gào thét mà ra. Ma sát tam tuyệt thức thứ ba, U Long Quỷ Ngâm. Giống. Một tiếng chấn động thiên địa long ngâm vang tận mây xanh, theo Trác Phàm trong miệng, một đạo vô hình sóng âm đột nhiên phát ra. Hoàng Phủ Thanh Thiên gặp, bất giác suy cười ra tiếng, chỉ là một chiêu huyền giai sóng âm vũ kỹ, há có thể đối phó đến bổn công tử long hồn gia chỉ địa giai vũ kỹ. Hừ hừ hừ, người quả nhiên đã hết biện pháp, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hừ, chính là bởi vì muốn đối phó của ngươi mạch long hồn, mới phải dùng cái này nhằm vào nguyên thần sóng âm vũ kỹ a. Mà lại, đây cũng không phải là phổ thông sóng âm vũ kỹ. Ngươi có thể tại vũ kỹ bên trong gia trì long hồn, chẳng lẽ ta liền không thể tại vũ kỹ bên trong thêm điểm hàng lậu sao? Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm khóe miệng không khỏi xẹt qua một đạo tà dị đường cong. Bất giác hơi sững sờ, Hoàng Phủ Thanh Thiên còn không có lấy lại tinh thần. Nhưng là rất nhanh, làm cho tất cả mọi người kinh dị sự tình liền phát sinh. Chỉ thấy Trác Phàm hô lên cái kia đạo sóng âm, ngay từ đầu vẫn là chậm rãi đẩy mạnh, nhưng là tại cách cái kia kim long 100 mét khoảng cách lúc, lại là bỗng nhiên bộc phát ra. Mà tại cái kia sóng âm tiêu tán về sau, một đạo tử sắc lôi mang đột nhiên nổ tung, tiếp lấy tựa như tia lửa, cháy mạnh chi thế giống như, cấp tốc khuếch tán ra đến, sau cùng hình thành một cái dài chừng 10 trượng tử sắc lôi điểu, ngửa mặt lên trời huýt dài. Cái kia đạo đạo tử lôi tứ tán nổ tung, khủng bố uy áp đúng là trong nháy mắt che lại chính hướng hắn bay tới đầu kia 100 trượng kim long. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên kêu lên sợ hãi, đó là vật gì? Đòi mạng ngươi đồ vật. Khóe miệng hơi hơi liệt liệt, Trác Phàm thân thể bất giác lung lay, tựa hồ vừa mới chiêu kia đã đem hắn tất cả lực lượng đều dành thời gian, nhưng là hắn trên mặt lại như cũ lộ ra tàn nhẫn nụ cười, cắn răng nói, ngươi có thể đem địa mạch long hồn ra chỉ tại ngươi vũ kỹ bên trong, chẳng lẽ ta liền không thể đem toàn thân tử lôi đều rót tại một tiếng này sóng hải đào bên trong sao? Gương mặt nhịn không được rút rút, Hoàng Phủ Thanh Thiên một mặt không cam lòng, ngươi tử lôi há có thể cùng bổn công tử long hồn so. Địa mạch long hồn thế nhưng là vương giả biểu tượng, thiên hạ vạn vật ai cũng dám theo, ngươi cái kia tử lôi tính là thứ gì, liền linh trí đều không mở đồ chơi, dựa vào cái gì cùng ta long hồn so. Địa mạch long hồn, cho bổn công tử cắn chết hắn. Giống. Hoàng Phủ Thanh Thiên một câu. Cái kia 100 trượng kim long không khỏi lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi. Dữ tợn khuôn mặt, phảng phất muốn đem đối phương xé nát đồng dạng. Đất này dài vũ kỹ ra chỉ địa mạch long hồn, lại cũng là có linh trí, bị Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ huy. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, khinh thường cười một tiếng. Tử lôi không như long hồn, hừ, vô chi, buồn cười. Tuy nhiên Trác Phàm không biết cái này tử lôi từ đâu mà đến, nhưng là hắn cũng hiểu được, cái này tử lôi là có thể giết chết thánh thú tồn tại, há là bình thường phàm vật có thể so sánh. Mà lại, Trác Phàm tại cái kia tử lôi bên trong, còn thêm vào một chút thanh viêm. Cái này thanh viêm tuy nhiên không bằng tử lôi cuồng bạo, nhưng là có chính mình linh thức, tại mỗi khi Trác Phàm gặp nạn lúc, thanh viêm liền sẽ tự động xuất hiện hộ chủ, liền có thể nhìn ra. Lúc này Trác Phàm tại tử lôi bên trong xen lẫn một chút thanh viêm, lại chính là vì cái này lôi điểu khai linh trí. Chậm rãi chỉ về phía trước, Trác Phàm trong mắt sát ý lóe lên, nộ hống lên tiếng, giết hắn, địa giai vũ kỹ, lôi hoàng phệ thiên. Không sai, chính là địa giai vũ kỹ. Tại thêm vào tử lôi cùng thanh viêm về sau, Trác Phàm đã là cứ thế mà đem cái này một huyền giai vũ kỹ, tăng lên tới địa giai tầng thứ. Mà nghe đến Trác Phàm gào thét, cái kia lôi điểu cũng là huýt dài một tiếng, hướng về phía trước mãnh liệt tiến lên. Chỉ một thoáng, kim quang phun trào, long ngâm thét dài, tử lôi nổ thiên, thiên địa sụp đổ nứt. Mọi người chỉ thấy toàn bộ bên trong thiên địa,
một đầu cự long cùng một cái lôi điểu bỗng nhiên đụng vào nhau, phát ra hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang, thẳng đem tất cả mọi người lỗ tai chấn động đến một trận oanh minh. Nhưng là rất nhanh, làm cho tất cả mọi người đều không ngờ rằng một màn xuất hiện. Cái kia 100 trượng cự long tại cái kia lôi điểu tử lôi nổ tung dưới, đúng là từng khúc giòn nứt, nói đạo kim quang ngăn không được hướng bên ngoài bay ra. Một tiếng thê thảm long ngâm gào rú sau đó, một đạo kim sắc long ảnh đột nhiên rời đi cái kia 100 trượng cự long thân thể, hướng Hoàng Phủ Thanh Thiên phương hướng chạy trốn. Chính là cái kia địa mạch long hồn, bị cái này tử lôi thần điểu dọa cho lui về. Cái này sao có thể? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy, còn lại người chờ cũng là hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Ai ra, địa mạch long hồn, người nhà thế nhưng là chúa tể khắp nơi vương giả a, sao có thể bị một cái lôi điểu dọa cho chạy? Về sau người còn nào có mặt ở trên mặt đất xưng vương xưng bá, người chủ nhân còn nào có mặt nói mình là trời mệnh sở quy vương giả a? Như là địa mạch long hồn biết rõ nói trong lòng mọi người suy nghĩ lời nói, nhất định sẽ chỗ thủng mắng lại lên tiếng. Nha nha cái phi, các ngươi biết cái gì? Lão tử chỉ là trên đất phương người, cái kia đồ chơi lại là trên trời đến, lão tử gặp có thể không chạy sao? Một đám không kiến thức đồ vật, không biết cũng đừng mù bức bức. Chúng ta linh giới sự tình, các ngươi hiểu cái bóng. Lão tử nhiều lắm thì khắp nơi sở sinh. Người ta thế nhưng là thiên địa hồng mông sở sinh, kém đến cách xa vạn dặm đâu. Bất quá, điểm này mọi người đương nhiên không biết, chỉ là nhìn lấy cái kia địa mạch long hồn đột nhiên bị chấn động đến thoát ly khắp nơi bao khỏa, liền sao huyệt đều không muốn thì ve sầu thoát xác, lại tất cả đều nhìn đến một mặt mờ mịt. Xem ra, địa mạch này long hồn cũng không tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy a. Phương Thu Bạch kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Cũng là nhìn không được ngốc vài giây đồng hồ thời gian, lại là nhướng mày, hơi hơi lắc đầu, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng hiện kinh hãi. Không phải địa mạch này long hồn yếu, chỉ là tiểu tử kia trong tay có lợi hại hơn đồ vật tồn tại. Nghĩ tới đây, cho dù là thân là hộ long thần vệ Phương Thu Bạch cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng, hảo tiểu tử, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Mà một phương diện khác, không có địa mạch long hồn gia trì. Đầu kia 100 trượng kim long nhất thời hóa thành một đầu 100 trượng thổ long, bất quá chỉ là một chiêu phổ thông địa giai vũ kỹ mà thôi, tại cái kia lôi điểu tử lôi tàn phá bừa bãi phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, cái kia lôi tốc độ cùi bắp không giảm hướng Hoàng Phủ Thanh Thiên phương hướng bay đi, lục đậu đại trong hai con ngươi, cùng Trác Phàm đồng dạng, chỉ có vô tận sát ý. Làm sao có thể? Hung hăng khẽ cắn môi. Hoàng Phủ Thanh Thiên tựa hồ còn không thể tin được đây là thật, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa mạch long hồn, lại bị cái này tử lôi dọa cho trở về. Cái này tử lôi đến tột cùng là lai lịch gì, mà ngay cả khắp nơi vương giả, địa mạch long hồn đều không thể trêu vào. Thế nhưng là, hắn hiện tại đã không có thời gian lại suy nghĩ những thứ này, cái kia lôi điểu đã là ôm theo Trác Phàm sát ý, hung mãnh hướng hắn chém giết tới. Mi đầu nhìn không được mãnh liệt run run. Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt lần thứ nhất sinh ra vẻ sợ hãi. Cái kia lôi điểu khí tức khủng bố, đúng là để hắn lần thứ nhất cảm nhận được chính mình sinh mệnh thụ lấy uy hiếp. Cái này trước kia là chưa từng có, tức chính là lúc trước bị Trác Phàm mãnh liệt đánh, hắn cũng chưa từng chân thật như vậy phát lên qua một tia sợ hãi. Chỉ vì trong lòng của hắn rõ ràng, địa mạch long hồn hội một mực thủ hộ lấy hắn. Hắn là thiên mệnh sở quy, không có khả năng bị một phàm nhân đánh bại. Nhưng là bây giờ. Chạy mau. U Vũ Sơn ba người tựa hồ cũng ý thức được lúc này khác biệt lúc trước, cái này lôi điểu là thật có thể phá hủy hết thảy tồn tại, liền xem như bọn họ lục long nhất phượng dính vào cũng nhất định thịt nát xương tan, sau đó hét lớn một tiếng, ào ào hướng bên cạnh thoát đi. Lại cũng là bình sinh lần thứ nhất bỏ xuống lão đại bọn họ, Hoàng Phủ Thanh Thiên, đường ai nấy đi. Thế nhưng là, hết thảy đã muộn. Bọn họ còn không có chạy ra ngoài 100 mét có hơn, cái kia lôi điểu đã là quạt bạo ngược hai cánh, trực tiếp vọt tới Hoàng Phủ Thanh Thiên trước mặt. Trong mắt không khỏi hung hăng co lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lòng hoảng hốt, đối mặt với cái này giống như hủy thiên diệt địa khí thế, đột nhiên trong mắt ngưng tụ, khẽ cắn môi, hét lớn lên tiếng, biến hóa, địa long chảo. Vừa dứt lời, nhưng gặp kim quang lóe lên, hắn toàn bộ cánh tay phải tại từng đạo tiếng long ngâm bên trong.
bỗng nhiên phát ra hào quang óng ánh. Nhưng cũng ngay một khắc này, cái kia lôi điểu đã là đụng một tiếng vào tới trước mặt hắn. Tàn phá bừa bãi tử lôi, đem chỗ đi qua hết thảy đều oanh sát thành bột mịn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn nổ tung, cả mảnh trời hư không bỗng nhiên chiếu thành một mảnh tử sắc. Tử sắc lôi mang cũng theo bạo hưởng ở trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, cường đại ba động, làm cho còn chưa chạy ra bao xa U Vũ Sơn ba người, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời chính là trọng thương tại thân, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái kia giam cầm Trác Phàm vô hình kết giới, cũng vào lúc này run rẩy kịch liệt, 365 vị thiên huyền cao thủ, đúng là lần đầu tiên cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng cấp tốc uể oải lên. Thấy tình cảnh này, mọi người bất giác hoảng hốt, cái này Lục Long Nhất Phượng chính là thiên huyền cảnh bên trong nổi bật, thực lực siêu quần, tuy nhiên lại ngăn không được cái này lôi điểu va chạm phát ra dư âm, cái này tiểu chu thiên trận chính là liền thần chiếu cao thủ đều khó mà tùy tiện dung chuyển kết giới, lại là tại cái này lôi điểu tử lôi tàn phá bừa bãi dưới, làm cho hơn 300 vị mắt trận chỗ thiên huyền cao thủ, cùng nhau trọng thương. Có thể thấy được, cái này lôi điểu uy lực cường hãn đến mức nào. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là nhìn về phía cái kia khói lửa bụi mù chỗ, song đồng nhìn không được địa đại mở to. Cho dù là đế vương môn mọi người, lúc này cũng cuối cùng khó có thể nhẫn nại ở lo lắng chi tâm, trên đầu chảy ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Không ai từng nghĩ tới, Trác Phàm chiêu này thế mà cường đại đến tình trạng như thế, liền bị liên lụy người, đều là kết quả như vậy, cái kia bị chính diện đánh trúng Hoàng Phủ Thanh Thiên, như thế nào thảm cảnh đâu. Kết quả là, mọi người tâm đều nhanh nhắc đến cổ họng nhi bên trong, chăm chú nhìn chỗ đó không thả. Phốc! Trác Phàm phun ra một ngụm máu tươi, trên thân lôi mang đã là dần dần tán đi, sắc mặt một trận trắng xám. Cưỡng ép đem tất cả tử lôi tụ tại trong vòng một chiêu, đem một cái huyền giai vũ khí, cứ thế mà đề cao đến địa giai vũ khí uy lực, chuyện này với hắn thân thể gánh vác cũng là cực nặng. Hắn hiện tại cường độ thân thể còn không thích hợp tu luyện địa giai vũ khí, bằng không hắn sớm liền bắt đầu tu luyện. Lúc này vì chiến thắng Hoàng Phủ Thanh Thiên, nhưng bây giờ là nghiêng tận chính mình tất cả lực lượng, đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, cho nên tại đèn cạn dầu cấp độ. Có thể nói, Trác Phàm hiện tại lực lượng, so với bình thường đoán cốt cảnh tu giả cũng vạn vạn không bằng. Tại chỗ này chỗ nguy hiểm Thú Vương Sơn, cho dù đánh giết Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng sẽ đem mình bước đến khắp nơi hiểm cảnh cấp độ. Thế nhưng là hắn lại không thèm để ý, lúc này hắn chỉ có một cái mục đích, Hoàng Phủ Thanh Thiên mệnh, về phần hắn, rốt cuộc không suy nghĩ nhiều. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm hít sâu một hơi, kéo lấy phí thời gian tốc độ, chậm rãi hướng cái kia bụi mù tràn ngập chỗ rời đi. Toàn thân cao thấp bởi vì tử lôi bạo ngược, đã tràn đầy vết thương, rất nhiều nơi càng là bạch cốt âm u đều lộ ra, có tới 20 chỗ trở lên. Xa xa nhìn lại. Quả thực cũng là tu la địa ngục bên trong đi tới ác quỷ. U Vũ Sơn ba người xa nhìn hắn đi tới, lại là giật mình trong lòng kinh hãi, muốn phải thoát đi, lại là hơi chút nhích người, liền nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương tại thân, rốt cuộc chuyển không nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ác ma kia y hệt, từng bước một hướng bọn họ đi tới. Đáng chết, cái kia 300 người nghe lấy, tranh thủ thời gian rút lui kết giới, cứu chúng ta ra ngoài. Dọa đến hàm răng run rẩy, U Vũ Sơn không khỏi hướng ra phía ngoài giống to lên tiếng. Nghiêm Bán Quỷ cùng Lâm Toàn Phong nghe đến, cũng là vội vã giống to lên tiếng, nhanh mở kết giới, nhanh mở kết giới. Bộ kia thất kinh bộ dáng, quả thực cũng là có hồng thủy mãnh thú sau lưng bọn họ tới gần, nhanh đem bọn hắn hoảng sợ nước tiểu một dạng. Trấn Quốc Thạch trước mọi người, nhìn lấy đây hết thảy không còn gì để nói. Nguyên lai cái gọi là Lục Long Nhất Phượng cũng giống như bọn hắn, sống chết trước mắt tham sống sợ chết a, một chút khí khái đều không có. Vốn là trên bầu trời dưới, các gia tộc đối ngự hạ thất gia đều là kính sợ có phép, tôn thờ đồng dạng, nhưng là cái này bách gia tranh minh bên trong, đánh với Trác Phàm một trận, lại là khiến cái này cao cao tại thượng ngự hạ gia tộc con cháu, từng cái làm trò hề, uy phong quét hết. Cho nên tại còn lại gia tộc, lại nhìn về phía ngự hạ thất gia phương hướng lúc, trong mắt kinh ý đã là tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng xem xét lại Lạc gia, lại là âm thầm gật đầu, trong lòng một trận kính nể. Lần này đại chiến bên trong, Lạc gia mọi người biểu hiện, bọn họ đều nhìn ở trong mắt,
kính nể ở trong lòng, riêng là làm Lạc Nhà đại biểu thanh niên quản gia Trác Phàm, càng là hiện làm ra một bộ không sợ cường quyền, dám cao bằng trời bá khí, cái này không khỏi càng thêm để bọn hắn kích động dị thường, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hỏi ai trong lòng không có anh hùng mộng, ai không muốn phản kháng ức hiếp trên đầu cường quyền. Nhưng là bọn họ không dám, chỉ có Trác Phàm thay bọn họ thực hiện nguyện vọng này, lấy tam lưu gia tộc đệ tử thân phận, bạo ngược bảy nhà cao thủ. Riêng là luôn luôn hung hăng càn quấy, còn có thiên mệnh sở quy vương giả chứng minh, địa mạch long hồn hoàng phủ thanh thiên, tức thì bị Trác Phàm lần lượt đánh bại, để tại chỗ tất cả mọi người không khỏi kích động không thôi. Nguyên lai, liền xem như thiên mệnh chỗ thụ vương quyền cũng không phải vô địch, như cũ có thể bị Trác Phàm dạng này tam lưu gia tộc đệ tử, lấy thấp đánh cao, kéo xuống vương tỏa. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm cái kia suy yếu thân thể, đúng là sinh ra một cỗ lòng kính trọng. Cho dù là Ngự Hạ Thất gia phụ thuộc gia tộc, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Lãnh Vô Thường nhìn mọi người liếc một chút, thủ hạ Rear Map bất giác một nắm chặt, nhìn không được nắm chặt dưới một cây, nhưng là hắn lại như còn chưa phát giác đồng dạng, chỉ là mi đầu đã là vặn thành một cái vấn đề. Phương Thu Bạch đồng dạng quét mọi người liếc một chút, khóe miệng lại là xẹt qua một đạo không hiểu nụ cười. Cái này Trác Phàm đánh bại Hoàng Phủ Thanh Thiên nhất chiến thật là không thể coi thường, bảy nhà uy nghiêm vậy mà tại một hơi ở giữa đánh mất hầu như không còn. Nếu là bệ hạ biết tin tức này lời nói, nhất định sẽ vui mừng quá đỗi. Vốn là, Hoàng đế chỉ muốn để Trác Phàm cắt giảm một chút đế vương môn như mặt trời giữa trưa tình thế, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đúng là để đế vương môn uy nghiêm đại giảm, đối với ngày sau trấn áp bảy nhà, thì càng có lợi hơn. Phương Thu Bạch bật cười lớn, nhìn về phía Trấn Quốc Thạch phương hướng, hơi hơi gật gật đầu. Coi như cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên có địa mạch long hồn, cái này vương giả biểu tượng lại như thế nào, bị làm lấy nhiều người như vậy mặt đánh bại, chỉ sợ cũng lại không vỗ bạo loạn năng lực. Không cho phép mở. Thế mà, ngay tại Phương Thu Bạch trên mặt nụ cười còn chưa tiêu tán, Lãnh Vô Thường chờ đế vương môn cao tầng cũng là một mặt ngưng trọng nhìn về phía chung quanh những cái kia phụ thuộc gia tộc lúc. Trên chiến trường, đằng đẵng bụi trong sương mù, một đạo quát lạnh lại là đột nhiên vang lên. C-K-I-T-T-T. Trác Phàm tiến lên thân thể nhìn không được đón đến, trên mặt biến ảo không ngừng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh kinh nghi. U Vũ Sơn ba người cũng là không thể tin nhìn lấy cái kia cát bụi tràn ngập bên trong, chậm rãi xuất hiện đạo thân ảnh kia, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vui mừng. Đại công tử, hắn còn chưa có chết. Cái này sao có thể? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Phương Thu Bạch bất giác đầy mặt hoảng sợ. Ăn mạnh như vậy một chiêu, tiểu tử này liền xem như thần chiếu cao thủ cũng nên mất mạng, sao lại thế? Cát bụi dần dần tán đi, lộ ra bên trong đầy người máu tươi Hoàng Phủ Thanh Thiên, tại từng ngụm thở hổn hển. Mà hắn một cái tay phải, lại là hoàn toàn biến thành uyển như vuốt rồng một dạng quái vật hình thái. Cũng chính là một chảo này. Đem Trác Phàm cái kia hủy thiên diệt địa một chiêu, đều đỡ được. Biến hóa. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Phương Thu Bạch cùng Trác Phàm cùng nhau kêu lên sợ hãi, trên mặt đã là chấn kinh đến tột đỉnh. Biến hóa là đem linh thể cùng bản thân thân thể kết hợp, thông qua đặc thù tu luyện công pháp hóa là chân chính mãnh thú hình thái trung cực tuyệt học. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên thân có địa mạch long hồn, một khi biến hóa, vậy liền cùng chân long không khác. Hiện tại Hoàng Phủ Thanh Thiên tuy nhiên chỉ có một cái long chảo, nhưng là không thể phủ nhận là, đây chính là một cái chánh thức long chảo, địa long chi chảo, trình độ chắc chắn, cho dù là lục phẩm linh binh cũng không thể đánh đồng. Cái này sao có thể? Coi như đạt đến hóa hình chi cảnh, đó cũng là đem cửu long kim cương thân luyện đến cực cảnh sau sự tình, hắn chỉ luyện đến đệ nhất trọng, làm sao có thể sẽ đạt đến biến hóa tầng thứ? Phương Thu Bạch không thể tin nói, coi như năm đó Thiên Vũ khai quốc hoàng đế, cũng không có biến hóa qua a. Thật dài suyệt khẩu khí, Lãnh Vô Thường gặp Hoàng Phủ Thanh Thiên không có việc gì, lại nhìn Phương Thu Bạch liếc một chút, mỉm cười nói, ha ha ha. Đây chính là tư chất vấn đề. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Phương Thu Bạch không khỏi càng thêm hoảng sợ thất sắc. Chẳng lẽ nói cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên tư chất, thật biến thái đến tình trạng như thế? Còn chưa đem địa giai vũ kỹ cửu long kim cương thân luyện thành, liền có thể đạt đến hình thái cuối cùng, biến hóa trình độ. Vậy nói như thế,
hắn thật đúng là lớn nhất nhân vật nguy hiểm, chỉ sợ chờ hắn đem cửu long kim cương thân sau khi luyện thành, liền cổ tam thông đều không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, cũng là đế vương môn chính thức hướng hoàng thất tuyên chiến ngày. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Lãnh Vô Thường cũng không nói nhiều, chỉ là nhìn về phía Trấn Quốc Thạch chỗ, nhạt cười ra tiếng, nhìn tới. Chánh thức thắng bại, hiện tại đã phân ra tới. Hưu, không nói gì nữa, Hoàng Phủ Thanh Thiên đạp chân xuống, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, nhất chảo đánh ra. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm không khỏi quá sợ hãi, muốn tránh né, lại là không có cách nào, hắn thân thể đã suy yếu đến không dư thừa mảy may lực lượng. Bất quá, hắn vẫn là khẽ cắn môi, tụ đứng dậy lên một điểm cuối cùng lực lượng, nhất chảo đánh ra, ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Giống, một tiếng long ngâm thét dài giữa trời, nhưng lại là đột nhiên ở giữa, im bặt mà dừng, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp hắn cái kia nhất chảo, đã bị Hoàng Phủ Thanh Thiên long chảo vững vàng nắm trong tay. Không thể lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Trong mắt tinh quang chớp động, Hoàng Phủ Thanh Thiên tựa hồ là bị Trác Phàm vừa mới chiêu kia bị dọa cho phát sợ, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng không còn là lúc trước như thế cuồng ngạo không bị trói buộc, ngược lại có chút lo sợ cùng sợ hãi. Trác Phàm là cái thứ nhất để hắn đánh cho như thế run như cầy sấy người, cho nên hắn cũng là lần đầu tiên đem hết toàn lực chiến đấu. Tuy nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được Trác Phàm hiện tại khí tức đã yếu tới cực điểm, đến đèn cạn dầu cấp độ. Nhưng là, đối mặt Trác Phàm, hắn cũng đã không thể phớt lờ, chỉ cần Trác Phàm còn có một hơi, cái kia chính là nhân vật nguy hiểm. A! À, gầm lên giận dữ, Hoàng Phủ Thanh Thiên giống như điên cuồng, thủ hạ vừa dùng lực, nhưng nghe xoẹt một tiếng, Trác Phàm một đầu cánh tay phải toàn bộ bị cứ thế mà xé rách xuống tới, đỏ tươi dòng máu như suối trụ giống như phun ra. Lạc Vân Thường chờ chúng nữ gặp, không khỏi hoảng hốt thét lên, hai mắt đẫm lệ mông lung. Song đồng bất giác một lồi, Trác Phàm trên đầu nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt cũng bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng là hắn lại khẽ cắn môi, sau lưng lôi vân rực hóa thành một đạo dao nhọn, lần nữa hướng Hoàng Phủ Thanh Thiên đâm tới, tuy nhiên, cái này đã là uổng công. Đinh! Kim loại dao kích thanh thúy tiếng vang, vang vọng bên tai, lôi vân rực sắc bén kia đâm một cái. Bị Hoàng Phủ Thanh Thiên dễ dàng bắt tại long chảo phía trên. Từng ngụm thở phì phò, Hoàng Phủ Thanh Thiên cầm chặt không thả, hai mắt chăm chú nhìn Trác Phàm song đồng, Trác Phàm cũng là chăm chú nhìn hắn, trong mắt kinh nghi bất định, cái kia lôi vân rực ra sức rút rút, lại là làm sao cũng rút không nổi. Ta nói qua, sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Mi đầu hơi hơi run run động một cái, Hoàng Phủ Thanh Thiên trên mặt một đạo tàn nhẫn lóe qua. Tay phải bỗng nhiên kéo một cái, lại là xoẹt một tiếng, Trác Phàm một mảnh lôi vân rực, toàn bộ bị xé nứt xuống tới. Cuồn cuộn dòng máu theo Trác Phàm sau lưng ngăn không được phun ra, Trác Phàm trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, chân cái kế tiếp lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất, sau lưng đau đớn lệnh hắn sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên, nhưng là hắn nhưng như cũ cắn răng, không hừ một tiếng. A! À, Lạc Vân Thường giật mình, đã là dọa đến hét to lớn tiếng. Hai nước mắt ngăn không được địa tuyền tuôn ra xuống. Bọn người nữ cũng là nhẹ nhắm mắt, nghiêng đầu đi, không dám nhìn nữa. Chỉ là cái kia mỹ lệ lông mi, lại sớm đã ướt nhẹp. Trác Phàm đau đến toàn thân co rút, lẻ loi trơ trọi một nắm đấm, chăm chú nắm lại, muốn đứng dậy, lại là ba một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên một chân, đã là chỉnh chỉnh dẫm tại hắn một cái khác lôi vân rực lên, nhìn xuống hướng hắn, cái kia hung tàn long chảo chậm rãi nâng lên. Trong mắt một mảnh màu sắc trang nhã. Kế hoạch hoàn thành, tiểu tử này đã lật không trời. Lãnh Vô Thường khẽ vuốt chòm râu, thở dài một hơi, nhưng là trên mặt vẫn là một trận hồi hộp, bất quá nguy hiểm thật a, không nghĩ tới tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị như vậy phong phú, nếu là đại công tử không có một chiêu cuối cùng này bảo mệnh tuyệt học, đoán chừng hết thảy việc công thất bại không nói, đế vương môn uy nghiêm cũng đem hoàn toàn quét rác, những cái kia phụ thuộc gia tộc đối đế vương môn kính nể. Đem cũng không còn trước kia. Quay đầu nhìn một chút, những cái kia quan sát mọi người, khi nhìn đến Trác Phàm bị gãy mất một tay một cánh về sau, cái kia gần như chỗ chết tình cảnh, trừ mặt mũi tràn đầy lo lắng bên ngoài, chính là ngăn không được ai thán. Phảng phất tại nói, cùng đế vương môn đấu, cùng thiên mệnh đấu, quả nhiên không có kết cục tốt ha.
Lãnh Vô Thường hài lòng gật đầu, thở dài một hơi. Hắn muốn, cũng là tại chỗ tất cả mọi người loại này quy phục cảm giác. Gia Cát Trường Phong mắt lạnh nhìn đây hết thảy, lại là có chút tiếc rẻ lắc đầu, ai, đáng tiếc, lấy tiểu tử này năng lực, nếu là không có nhiệt huyết hướng đầu, mất lý trí, cái này thắng bại vẫn là 5 năm số lượng đâu. Ha ha ha, thừa tướng đại nhân, cái này cũng không giống như là ngài tác phong làm việc a. Trên đời này nào có cái gì nếu như có thể nói, hết thảy bại trận đều chẳng qua là tự chịu diệt vong mà thôi. Cười nhạt một tiếng, Lãnh Vô Thường nhìn về phía Gia Cát Trường Phong khoan thai lên tiếng. Vuốt khẽ một chút chòm râu, Gia Cát Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ cười nói, lão phu chỉ là tiếc thiếu niên này chi tài, như thế vẫn lạc thực đang đáng tiếc. Đương nhiên, cái này là chính hắn một tay tạo thành, cũng không gì đáng trách. Thừa tướng đại nhân nói cực phải, tự gây nhiệt, không thể sống. Chúng ta những thứ này mưu sĩ người, tối kỵ nhiệt huyết choáng váng đầu óc, không phải vậy thì thật sự là tự chui đầu vào giỏ. Khẽ vuốt cằm, Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong lẫn nhau nhìn một chút về sau, cùng nhau cười to lên. Mà trên chiến trường, cái kia đạo màu xám hư ảnh nhìn lấy đây hết thảy, lại là một trận khẩn trương, trong lòng mâu thuẫn. Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên trong hai người, hắn chỉ muốn chọn một thực lực mạnh nhất mang đi. Nhưng là hai người thực lực, tựa hồ tại sàn sàn với nhau, so sánh với nhau, Trác Phàm tiềm lực càng lớn rất nhiều. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên Trác Phàm đã bại, lập tức liền muốn bị Hoàng Phủ Thanh Thiên giết, hắn đến cùng muốn hay không xuất thủ cứu giúp đâu. Ai, thật sự là lưỡng nan a. Cái bóng mờ kia một trận ai thán, thiên hạ thống khổ nhất sự tình không phải bá nhạc tìm không thấy thiên lý mã, mà chính là hai thớt thiên lý mã, người đều ưa thích, lại chỉ có thể tuyển một thớt. Thật sự là xoắn suýt a. Có điều rất nhanh, cái kia hư ảnh liền thở dài, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như, không tiếp tục để ý. Nếu là hắn tối cường giả, cái nguyên tắc này không thể biến. Coi như Trác Phàm tiềm lực lại lớn, bại cũng là bại, coi như lại ưu tú, hắn cũng sẽ không lại thương tiếc. Ôi ôi ôi! Bốn mắt nhìn nhau, Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên hai người đều là từng ngụm thở hổn hển, hai trong mắt người cũng đều là vô tận sát ý. Tuy nhiên bọn họ hiện tại, đều đã nguyên lực kiệt quệ, trọng thương tại thân, nhưng là rất hiển nhiên, Trác Phàm lại là càng thêm suy yếu nhiều. Trác Phàm, người dạng này tồn tại. Đối bổn công tử thật sự là cái uy hiếp lớn lao, hôm nay phải chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên run run tay phải cái kia long chảo, ánh mắt chậm rãi để mắt tới Trác Phàm vị trí trái tim. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cánh tay phải cùng sau lưng vị trí máu chảy dâng trào, sắc mặt cũng cực kỳ trắng bệch, nhưng là hai cái tròng mắt, nhưng như cũ sát ý ngập trời. Hoàng Phủ Thanh Thiên, người dám hướng ngưng nhi ra tay, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Há, phải không? Bất quá người bây giờ bị bổn công tử dẫm tại dưới chân, lại như thế nào không buông tha bổn công tử. Bất giác suy cười một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên khinh miệt nhìn về phía Trác Phàm, chế nhạo lên tiếng. Nhưng là đột nhiên, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại là trong mắt ngưng tụ, trong lòng bỗng nhiên lóe qua một đạo bất an. Bởi vì hắn thấy rõ, Trác Phàm hai mắt bên trong cũng không có ý chết, mà chính là giống như thời khắc chuẩn bị lật lên cắn xé đối thủ, mãnh thú giống như ánh mắt. Tiểu tử này, lại còn có đấu trí. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lòng bất an càng sâu, chỉ cần Trác Phàm còn không tắt thở, coi như chém nứt hắn tứ chi, cũng là cực kỳ nhân vật nguy hiểm. Kết quả là, giống to một tiếng phát ra, Hoàng Phủ Thanh Thiên làm ra toàn thân lực đạo, vung lên long chảo, bỗng nhiên hướng Trác Phàm vị trí trái tim cắm tới. A, à, lại là rít lên một tiếng vang lên. Lạc Vân Thường chờ nữ đã là gấp đến độ không dám nhìn nữa. Phương Thu Bạch mấy người cũng là trong mắt ngưng tụ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Trác Phàm vừa chết, thì đại biểu đế vương môn toàn diện thắng lợi, sau này khí thế đem cường thịnh hơn. Tiểu tử, người tuyệt đối không thể chết. Phương Thu Bạch nội tâm, đã là nhịn không được hò hét lên tiếng. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không? Thế mà... Ngay tại Hoàng Phủ Thanh Thiên nhất trảo vồ xuống lúc, Trác Phàm phải đồng tử bên trong đột nhiên lóe qua hai đạo màu vàng vầng sáng. Bỗng nhiên, một trận không gian ba động, bỗng nhiên thẳng tắp bắn ra. Giờ này khắc này, hai người trực diện tương đối, nếu là Hoàng Phủ Thanh Thiên một trảo này không đình chỉ lời nói, hắn là có thể đem Trác Phàm trái tim bắt rơi,
nhưng là Trác Phàm phá không cũng có thể để bộ ngực hắn xuyên cái hang lớn. Chính là nhất mệnh đổi một mạng tối tuyệt chiến pháp. Thế nhưng là, Trác Phàm thể nội còn có huyết anh tại, chỉ cần có huyết anh khống chế toàn thân hắn huyết mạch, coi như không có trái tim, hắn cũng sẽ không bỏ mình. Cứ như vậy, liền trở thành trọng thương hoán mệnh đấu pháp. Đương nhiên, điểm này Hoàng Phủ Thanh Thiên hoàn toàn không biết, thế nhưng là cho dù nhất mệnh đổi một mạng, hắn cũng hoàn toàn không muốn rơi vào kết cục này. Sau đó tại cái kia trận ba động phát lên về sau, Hoàng Phủ Thanh Thiên liền bỗng nhiên giật mình, vô ý thức hướng bên cạnh né tránh, cái kia mãnh liệt nhất chảo cũng là thuận thế cắm vào Trác Phàm bên người thổ địa bên trên, hai người đều là không có có chí mạng thương tổn. Bất quá, cái kia đạo phá không uy lực khoảng cách, chỉ là hơi chút ma sát đến Hoàng Phủ Thanh Thiên cánh tay trái vị trí, liền trong nháy mắt đem hắn một khối thịt tươi triệt để đánh cho một mảnh hư vô, cuồn cuộn máu tươi bỗng nhiên phun ra. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Hoàng Phủ Thanh Thiên căn bản không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cái kia đạo phá không ba động đã là thoáng chốc bắn hướng về bầu trời kết giới đỉnh đầu. Oanh! Tựa như bầu trời bị xuyên phá một cái động lớn một dạng, cái này 6 cấp trận thức, tiểu chu thiên trận nhất thời ầm vang vỡ vụn ra. Cái kia 365 tên thiên huyền cao thủ, lấy tự thân là trận nhãn, bố trí đại trận, tánh mạng tướng tu. Lúc này đại trận một phá, lại là đột nhiên cùng nhau cuồng thổ máu tươi, hai mắt khẽ đảo trắng, triệt để không có khí tức. Cái này, đây là có chuyện gì? Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn lấy mình bị chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt xuống vết thương, còn có cái kia mái vòm đại trận biến mất, lại là triệt để mắt trợn tròn. Hắn thậm chí đều hoàn toàn không biết, vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ là có chút ý thức được, tựa hồ Trác Phàm vừa mới đánh lén hắn. Thế nhưng là, chỉ là một cái nho nhỏ đánh lén mà thôi, tại sao có thể có như vậy uy lực? Trác Phàm gặp này, cũng là hận đến cắn răng, thế mà không thể đem tiểu tử này xử lý. Bất quá nhất kích không thành, Trác Phàm minh bạch, lấy Hoàng Phủ Thanh Thiên chú ý cẩn thận, không bao giờ còn có thể cho hắn cơ hội thứ hai. Hiện tại hắn sau cùng cất giấu một chiêu cũng tất cả đều xuất ra, lại cũng không có cái gì chiêu số có thể đánh Hoàng Phủ Thanh Thiên một trở tay không kịp. Xem ra chỉ có thể dùng sau cùng một kế, hừ, Lãnh Vô Thường, muốn không đến cuối cùng vẫn là người ta trí kế lên đọ sức. Bất quá, coi như người thần toán vô địch, cũng tuyệt đối không ngờ được ta cái này sau cùng thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, thân thể bỗng nhiên kéo một cái. Bất giác thống khổ giống to lên tiếng, đã là đem bị Hoàng Phủ Thanh Thiên chân đạp một cái khác lôi vân dược cho kéo đứt. Hoàng Phủ Thanh Thiên giật mình, thầm kêu không tốt. Hỏng bét, tiểu tử này muốn chạy. Sau đó không nói hai lời, một cái long chảo hung hăng hướng Trác Phàm vị trí hiểm yếu cắm tới. Thế nhưng là đúng vào lúc này, siêu một tiếng, Trác Phàm đột nhiên biến mất bóng người, chính là dùng ra không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Lúc này không có kết giới hạn chế, Trác Phàm là chân chính trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, ai cũng cản không hắn. Vốn là cái này không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không, liền có phá trận chi công, dùng để đền bù đệ nhất trọng thiếu hụt. Trác Phàm ngay từ đầu chưa hề dùng tới đến, chỉ là bởi vì hắn không muốn chạy trốn mà thôi, hắn chỉ muốn tự tay đem Hoàng Phủ Thanh Thiên tuyệt sát. Kết giới này tuy nhiên vây khốn hắn, nhưng cũng đồng thời vây khốn Hoàng Phủ Thanh Thiên đúng không? Dù sao cái kia chạy thời điểm, hắn luôn luôn có biện pháp. Thế nhưng là điểm này, Hoàng Phủ Thanh Thiên không ngờ rằng, liền xem như thần toán tử Lãnh Vô Thường cũng không ngờ tới, đến tột cùng là bọn họ tính kế Trác Phàm, vẫn là Trác Phàm tính kế bọn họ, điểm này hiện tại ai cũng làm không rõ. Siêu! Lại là lóe lên một cái, Trác Phàm đã là đi vào ngoài ngàn mét, trong tay giới chỉ lôi mang lóe lên. Tước Nhi nhất thời bay ra ngoài, hai chảo một chảo, liền đem Trác Phàm thân thể bắt lấy, hướng nơi xa bay khỏi mà đi. Mà cũng ngay một khắc này, Trác Phàm suy yếu hai mắt tối đen, triệt để ngất đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên còn muốn truy, nhưng là đi chưa được mấy bước, lại là một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, nhìn lấy chính mình cánh tay trái vị trí khối kia chỉnh tề chỉnh vết thương tại cuồn cuộn chảy máu, lại nhìn về phía mặt đất thì biểu khắp nơi, máu chảy thành sông tràng cảnh. Bọn họ mang vạn người chi chúng, nỗ lực lớn như thế đại giới, còn không thể đem Trác Phàm lưu lại, lại là nhìn không được nộ hống lên tiếng. Trấn Quốc Thạch trước,
Phương Thu Bạch bọn người bất giác thở dài ra một hơi, liếc nhìn nhau, đều là yên tâm lại. Nghĩ không ra tiểu tử này còn cất giấu một chiêu này đến xông ra vòng vây, thật sự là đem bọn hắn dọa sợ. Mà Lãnh Vô Thường cũng là bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thở dài, tiểu tử này, thật sự là so lão phu tưởng tượng còn muốn giảo quyệt được nhiều a. Lãnh tiên sinh, xem ra tiểu tử này mệnh không có đến tuyệt lộ, ngài tính kế triệt để thất bại a, ha ha ha. Gia Cát Trường Phong quay đầu liếc hắn một cái, cười khẽ một tiếng. Lãnh Vô Thường trong mắt hơi híp, chậm rãi lắc đầu, tuy nhiên sắc mặt không tốt, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh ổn trọng, nhận được thừa tướng đại nhân quan tâm, tiểu tử này năng lực là vượt qua Lãnh Mỗ đoán trước rất nhiều, nhưng là điểm này, Lãnh Mỗ từ lâu làm tốt hoàn toàn kế sách. Hiện tại hắn đã trọng thương tại thân, phía dưới một tấm lưới, nhất định đem hắn một lần hành động cầm xuống. Há, Lãnh tiên sinh cũng đừng quá tự tin, tiểu gia hỏa này thế nhưng là cái có thể tùy thời sáng tạo kỳ tích hạng người a, ha ha ha. Gia Cát Trường Phong không khỏi suy cười ra tiếng, Lãnh Vô Thường thở sâu, không nói gì, chỉ là nhìn về phía Trấn Quốc Thạch bên trong ánh mắt, càng thâm thúy hơn lên, tựa hồ còn có cái gì diệu kế đang tiến hành đồng dạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.